Thật ra Hạ Tưởng cũng biết, Khâu Tự Phong cũng không có chuyện gì để thổ lộ, vừa đón năm mới vừa cưới vợ thì đâu có tâm trí bàn chuyện khác với hắn. Chắc niềm vui sướng nhất của Khâu Tự Phong chính là thỏa nguyện tiến thêm một bước nhỏ, được thăng làm phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành phố Bảo. Trước mặt mọi người trong gia tộc có thể hơi ngẩng cao đầu hãnh diện một lần. Tuy rằng không bì được với độ vinh váo của phó bí thư thành ủy phó Tiên Phong, nhưng ít nhất anh ta cũng có ưu thế hơn về tuổi tác. Hôm nay quả thật Khâu Tự Phong rất vui. Một là Hạ Tưởng đặc biệt đến cổ động cho anh ta, chứng minh hắn đã công nhận mình là bạn với hắn. Hai là bố mình có ấn tượng với Hạ Tưởng rất tốt, còn muốn mình giữ mối quan hệ tốt với Hạ Tưởng, có thể giúp ích cho nhà họ Khâu là tốt nhất, dù là không thể thì cũng nên duy trì mối hợp tác tốt đẹp. Ba là, sang năm sẽ được nhậm chức phó thị trưởng thành phố Bảo, cũng coi như sự nỗ lực sau nhiều năm đã không bị thừa, còn được người trong gia tộc khen nữa, khen mình biết mượn thế mượn lực. Vì vui quá nên cũng uống nhiều hơn. So sánh giữa những việc kể ra, niềm vui được kết hôn bị nhạt đi nhiều phần. Công bằng mà nói, thật ra mới đầu Khâu Nhân Lễ không xem trọng Hạ Tưởng lắm, dù sao thì ông ta cũng chưa từng tiếp xúc với Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là kẻ biết sở thủ đoạn, là nhân vật khôn lỏi một chút mà thôi. Khâu Tự Phong từ đối kháng đến thành hợp tác với Hạ Tưởng cũng chỉ do hắn ta có được thiên thời địa lợi mà thôi. Nhưng sau khi Hạ Tưởng xuất hiện, được chứng kiến tận mắt Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình thân thiện với Hạ Tưởng như thế nào, từ thái độ đối xử của Mai Thái Bình đối với Hạ Tưởng mới ý thức được hắn ta không đơn giản chút nào, có chỗ hơn người, nếu không sẽ không thể khiến nhà họ Ngô và họ Mai cùng lúc có hứng thú với hắn như vậy. Chương 402, So Chiêu. Giống như miếng ngọc thạch bình thường, nếu chỉ có một người thưởng thức thì giá trị của nó thế nào thật khó để ước lượng. Nhưng nếu được cùng hai người thưởng thức, thì người nào ra giá cao hơn sẽ thắng cuộc. Nhưng nếu có ba người, thậm chí còn nhiều người thưởng thức hơn, giá trị của viên ngọc đó sẽ được tăng vọt. Hạ Tưởng có phải là viên ngọc thạch bình thường không thì tạm thời không bàn đến, hắn có thể khiến cho nhà họ Ngô và họ Mai đều phải đánh giá cao mình, bản thân hắn đã nói lên được nhiều điều rồi. Và Hạ Tưởng còn được Khâu Tự Phong coi là bạn tốt, lúc này Khâu Nhân Lễ mới nhận ra được tầm quan trọng của Hạ Tưởng. Được Khâu Nhân Lễ chấp nhận, Khâu Tự Phong cũng thấy mắt nhìn của mình được nâng cao hẳn lên. Trước kia y kết giao với đám bạn bè hư hỏng, chưa có một tên nào không bị bố mình mắng cho té tát, giờ đây cuối cùng đã có người bạn đến cả bố cũng gật đầu khen thưởng, y còn không xem trọng Hạ Tưởng nữa sao. Và lại đến thành phố Bảo, làm việc dưới trướng của Tào Vĩnh Quốc, bố vợ của Hạ Tưởng, có quan hệ tốt với nhân vật số 1 cũng là mấu chốt quan trọng cho việc thăng tiến sau này. Bất luận từ góc độ nào, trong thời gian gần đây Hạ Tưởng cũng là người bạn đáng kết giao nhất của y. Khâu Tự Phong bị chất cồn của rượu kích thích nên khó tránh có chút thất lễ. Hạ Tưởng cũng hiểu tâm tư của Khâu Tự Phong, nên ngồi nói chuyện với y trong phòng khách lớn thêm một lúc, thảo luận về thế cục thành phố Bảo và tình hình huyện An. Khâu Tự Phong đi rồi, Mai Hiểu Lâm không tiếp nhậm bí thư huyện ủy, lý lịch của cô ấy hơi kém một chút, mà sẽ do thành ủy điều từ huyện bên một người khác đến đảm nhiệm chức vụ này. Nghe nói tuổi tác của bí thư huyện ủy mới cũng đã kha khá, có thể chỉ làm thêm được một nhiệm kỳ thì về hưu rồi, nếu không nằm ngoài dự đoán, hai năm sau Mai Hiểu Lâm có thể tiếp nhậm chức bí thư rồi. Sau cùng khuyên can mãi Khâu Tự Phong mới chịu đi về, Hạ Tưởng cũng lái xe đến nhà Tiếu Giai ở phía đông thành phố. Tiếu Giai ngạc nhiên lẫn vui mừng trước sự đến thăm của Hạ Tưởng. Sau khi trở về từ cuộc khảo sát Hải Nam xong, cô có ý định dành một phần vốn đầu tư vào thị trường bất động sản Hải Nam. Hạ Tưởng khuyên cô ấy dừng lại. Kinh tế Hải Nam không thật sự phát triển, toàn bộ đều dựa vào nguồn du lịch. Mùa hè không có du khách đến tham quan, chỉ dựa vào mùa đông mới có du khách, đầu tư vào bất động sản ở Hải Nam thì quá mạo hiểm và không có lời, không dễ ra tay. Bởi vì dân số ở Hải Nam quá nhiều, người mua nhà đều là mua đi bán lại cả, người bản địa thực sự lại không có khả năng mua, nên không làm vẫn là tốt hơn. Tiếu Giai liền nghe theo góp ý của Hạ Tưởng. Ở nhà Tiếu Giai nghỉ một tối, sáng sớm hôm sau lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Không từ chối được y đã nhiệt tình mời mọc, Hạ Tưởng lại đến nhà họ Khâu làm khách, bắt đầu tiếp xúc với nhà họ Khâu. Gặp được bố mẹ, chị gái của Khâu Tự Phong, nhưng lại không gặp được lão gia, hậu đài nhà họ. Chị gái Khâu Tự Phong Khâu Tự Điệp năm nay 30 năm tuổi, thủy mị thướt tha. Tuy không xinh đẹp kiều diễm nhưng rất ưa nhìn, mang vẻ đẹp thông minh, hoặc có thể do cô còn độc thân, nên thích trêu đùa với Hạ Tưởng. Trong cuộc nói chuyện được biết, chồng của Khâu Tự Điệp 3 năm trước đã mất bất ngờ, cô
cô ấy không có con, hiện đang làm phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước lớn, cũng đang giữ cấp phó giám đốc sở. Đôi mắt Khâu Tự Điệp rất quyến rũ, đôi môi hơi dày, lúc nói chuyện ánh mắt dập dờn giống như làn nước mùa thu, cô hơi kinh ngạc nhìn chằm vào Hạ Tưởng một chốc, nói. Cậu trẻ tuổi hơn so với Khâu Tự Phong, hình như còn chín chắn hơn cả nó. Có một số người tuổi tác nhỏ nhưng đã sớm trưởng thành cũng không phải chuyện lạ gì. Có điều ánh mắt cậu vô cùng trong, cực kỳ dễ thu hút phụ nữ, đặc biệt là những thiếu nữ chưa biết sâu về cuộc đời, nhưng xem những cử chỉ của cậu lại như chưa lừa cô nào cả khiến người ta mâu thuẫn, cậu đúng là vật thể tổng hợp đủ loại mâu thuẫn. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, phụ nữ kết hôn lâu rồi thì không giống với con gái còn son, đặc biệt là kiểu phụ nữ đã kết hôn rồi lại độc thân. Con mắt nhìn cay độc, mục tiêu rõ ràng và lời nào cũng dám nói. Hạ Tưởng tự nhận mình có kinh nghiệm về phụ nữ, cũng từng đại bại trước những người phụ nữ miệng rộng lắm lời. Bây giờ đối mặt với Khâu Tự Điệp lại có thêm lần thua bại nữa. Khâu Tự Điệp nói tiếp. Còn một điểm nữa khiến cho tôi không hiểu được là, nhìn cậu có vẻ đơn giản, ánh mắt không vẩn đục, chứng minh rằng không trải qua nhiều cô, nhưng cậu ngồi trước mặt phụ nữ, điềm tĩnh, tự nhiên, ánh mắt không phiêu bồng, tâm trí không bị rối loạn cũng không nhẹ bay. Cộng thêm sự thoải mái khi đứng trong rừng hoa mà không bị cỏ dính áo, đáng lẽ là đi ra từ giữa rừng phụ nữ. Tôi thấy kỳ lạ quá, rốt cuộc là cậu thuộc trường hợp nào? Nếu như Khâu Tự Điệp không phải chị gái Khâu Tự Phong, lại đang ở trong nhà thì Hạ Tưởng đã mượn ưu thế của kiếp trước khiêu khích Khâu Tự Điệp một chút cho vui. Nhưng do đang ngồi trước mắt Khâu Nhân Lễ nên hắn không dám mà cười. Vợ của bạn không thể bắt nạt, chị của bạn không thể đùa cợt, chị Khâu. Chị tha cho em được không? Em và Khâu Tự Phong có quan hệ rất tốt, chị là chị gái anh ấy cũng như là chị gái em vậy, làm gì có chuyện làm chị gái lại cứ suy đoán việc riêng tư của em trai vậy. Khâu Tự Điệp liền che miệng cười, cười đến nỗi run rẩy cả người, chỉ vào Hạ Tưởng rồi nói với Khâu Tự Phong. Cái tên tiểu hạ này có tài đấy, xem ra thuộc kiểu sau cùng rồi. Thủ đoạn đối phó với phụ nữ cực có bài bản, không giống với những kẻ khác theo đuổi phụ nữ như ruồi bám kia là. Hắn lại thi triển thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Càng nói càng không ra gì, Hạ Tưởng liền kêu khổ. Tự Phong, chị anh quá đáng lắm nhé, anh phải nói chị ấy đi. Tôi là một người trẻ tuổi rất trong sáng, không thể để chị ấy làm hỏng tôi được. Khâu Tự Điệp cười còn kinh khủng hơn. Vứt hết, nghe câu vừa rồi của cậu, coi như là tôi biết rõ cậu rồi nhé. Tuyệt đối là thuộc dạng cao thủ không ra tay trực tiếp khi đối phó với phụ nữ. Khâu Nhân Lễ đi từ thư phòng ra, Hạ Tưởng vội mách lại. Bác Khâu, chị Khâu hơi quá đáng với cháu ạ, ỷ mình là chị nên cố ý nói xấu cháu. Khâu Nhân Lễ cười ha hả. Kệ nó, từ nhỏ bị chiều hư rồi, chẳng ra bộ dạng gì cả. Cậu cứ để cho nó nói, lúc sau mệt rồi nên hết hứng ngay mà. Khâu Nhân Lễ thấy Hạ Tưởng ở nhà mình, nói chuyện với Khâu Tự Phong, Khâu Tự Điệp rất hòa hợp nên thấy rất hài lòng. Có thể gia nhập vào gia đình người khác cũng là một kiểu thủ đoạn trong giao tiếp, người trong chính trường điều đầu tiên là phải có thủ đoạn giao tiếp cao siêu, chính là để người khác tiếp nhận mình trước, sau đó mới có thể bàn bạc hợp tác, kết đồng minh. Ăn xong cơm trưa, Hạ Tưởng không ở lại thêm, chào tạm biệt nhà họ Khâu xong, hắn liền trở về thành phố Yến. Giờ đã là mùng 7 rồi, hắn phải trở về chuẩn bị, ngày mai chính thức đi làm rồi. Hắn vốn đã hẹn trước khi nào đón năm mới thì đến viện dưỡng lão 2 ngày, tụ tập với lãnh đạo 2 cấp tỉnh, thành phố, nhưng lại vừa đúng lúc Hạ An và Khâu Tự Phong cưới dịp đón năm mới, nên hắn mệt vì phải chạy nhiều nơi, cũng không ở thành phố Yến được mấy ngày. Có điều nhờ đã sớm sắp xếp hết rồi nên một vị cán bộ lãnh đạo vẫn vào viện an dưỡng đúng như lịch đã lên sẵn. Trên tỉnh thì có Cao Tấn Chu sắp xếp, thành phố thì có Cao Hải và Lý Đinh Sơn ra mặt, tất cả đều bố trí rất gọn gàng ngăn nắp. Trước khi về Bắc Kinh, Mai Thái Bình cũng đến viện an dưỡng góp mặt, coi như là tiến thêm một bước giao lưu tình cảm với mọi người. Lãnh đạo tỉnh thì có Tống Triều Độ, Trương Sán Dương và Cao Tấn Chu, Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng góp mặt, lúc sau vì có chuyện phải đến Bắc Kinh. Tống Triều Độ tuy không ở được mấy ngày nhưng cũng ở 2 ngày ở đó. Tóm lại tất cả cũng được tiến hành thuận lợi. Lãnh đạo thành phố gồm có Trần Phong, Hồ Tăng Chu, Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và Tần Thắc Phu. Đương nhiên là có cả Lý Đinh Sơn và Cao Hải, số người góp mặt khá đông. Trần Phong ở ít nhất, Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Trực tiếp làm nhân viên phục vụ, phụ trách sắp xếp toàn bộ. Hồ Tăng Chu ở lâu nhất,
gần như ở hết thời gian đón Tết trong viện an dưỡng, khen không dứt miệng về môi trường và thiết kế viện an dưỡng. Vương Bằng Phi vì bị điều đi, ở được 2 ngày, chơi bài 2 ngày rồi đi, cùng lúc đó Tần Thác Phu cũng rời khỏi. Đến cuối cùng, Hồ Tăng Chu và Trương Sán Dương ngày ngày uống trà, đánh cờ, thi thoảng còn cùng nhau luyện thư pháp, coi như là nghỉ ngơi trong dịp Tết thanh tịnh hiếm có. Cao Tấn Chu cũng không về Bắc Kinh, mà ở lại cùng Cao Lão, Lý Đinh Sơn, Cao Hải đàm đạo. Phương Tiến Giang sau khi tiếp xúc một thời gian, mối quan hệ với Lý Đinh Sơn ngày càng được kéo gần lại, thời gian ông ta ở tại viện an dưỡng cũng khá lâu. Lần này sau khi thử mở cửa ở miễn phí, viện an dưỡng có thể nói là nổ một phát đã thành công, tạo tiếng vang không nhỏ trước tỉnh, thành phố. Mấy ngày đầu đi làm, không thể thiếu được phần chúc Tết, hỏi thăm, v.v. Trên cơ bản đều là trình tự thủ tục, vài ngày sau mới coi như là chính thức bước vào trạng thái làm việc. Ngày 15 tháng giêng vừa qua, Hạ Tưởng lại nghe được một tin động trời truyền đến, công hàm tuyên chuyển công tác lần thứ hai của Bộ Ngoại thương gửi tới. Lúc này, là thư ký của Thôi Hướng đích thân gọi điện thông báo với hắn, mời hắn qua đó một lần. Sự triệu tập của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hạ Tưởng nào dám chậm trễ, hắn vội vàng đi về khu nhà thường ủy. Đường đi qua một khu nhà màu xám, đi vào trong nhà thường ủy thì gặp những gương mặt quen thuộc vẫn hay thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Hạ Tưởng khiêm tốn, nhượng bộ, mời lãnh đạo đi trước. Vừa bước chân lên cầu thang đi lên tầng, mới ngẩng đầu thì phát hiện ra Diệp Thạch Sinh. Hạ Tưởng biết Diệp Thạch Sinh, mấy người trong đại viện tỉnh ủy chưa được gặp người thật, cũng chỉ nhìn thấy y trên TV, ai lại chẳng không nhớ kỹ hình dáng của bí thư. Diệp Thạch Sinh lại không biết Hạ Tưởng, y chưa từng tiếp xúc với hắn. Hạ Tưởng liền cung kính gọi một tiếng. Bí thư Diệp. Sau đó lùi lại một bước, giạt người qua một bên, đợi cho Diệp Thạch Sinh đi trước. Diệp Thạch Sinh khẽ gật đầu, coi như là có đáp lại. Y nói gì đó với người bên cạnh. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Người đi cùng Diệp Thạch Sinh khoảng hơn 50 tuổi rồi, mang vẻ khí chất học giả, nhìn qua có nét hao hao với Lý Đinh Sơn. Y đi theo bên cạnh sau Diệp Thạch Sinh nửa bước, thái độ khiêm nhường, như khe khẽ cười. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Hạ Tưởng lại chỉ nhìn qua đã nhận ra y là ai, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng. Cho tới nay, Hạ Tưởng có cảm giác cực kỳ phức tạp đối với Tiền Cẩm Tùng. Bởi cho rằng y nhảy dù tới, sẽ cố gắng làm ra thành tích gì đó, không ngờ 3 năm qua rồi mà y vẫn ở nguyên chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không có tiến thêm bước nào khác. Không tiến thêm thì cũng đành thôi, đạt đến cấp phó tỉnh rồi, muốn tiến thêm nữa cũng là một chuyện khó khăn, nhưng mấu chốt là, trong vài năm đó y hình như không có bất kỳ động tĩnh gì, trầm lặng đến nỗi khiến người khác quên đi sự tồn tại của y. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, thật ra có mấy lần có việc quan trọng, khi có ý kiến lợi cho mình đề ra thì đã được Tiền Cẩm Tùng bầu một phiếu tán thành. Tiền Cẩm Tùng như đứng ở phía trung lập, nhưng khi có chuyện quan trọng xảy ra thì y lại có lập trường rất rõ ràng. Cho nên đối với con người của y, Hạ Tưởng luôn cảm thấy mù mờ, không thấu suốt. Hôm nay tình cờ được thấy Tiền Cẩm Tùng khiến cho Hạ Tưởng phút chốc ngây người ra, ngẩn ngơ. Lại nghĩ thêm, tuy Thôi Hướng rõ ràng là đang chèn ép mình, nhưng việc điều mình đến tỉnh ủy, nếu nhìn nhận từ một góc độ khác mà nói thì đây cũng là một việc tốt. Những vị lãnh đạo tỉnh thường ngày chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, hôm nay lại trong một lúc gặp được hai người. Đang định nhấc chân bước lên tầng, thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi như đang hỏi. Cậu chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quay đầu lại, thấy Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đang đứng ở cửa ra vào, quay đầu ngước lên. Hạ Tưởng vội bước tới trước, đi đến trước mặt Diệp Thạch Sinh kính cẩn đáp. Chào Bí thư Diệp, tôi chính là Hạ Tưởng. Cậu làm gì ở đây? Sắc mặt Diệp Thạch Sinh không biểu lộ gì, nhìn không ra y vui, hay giận. Phó Bí thư Thôi gọi tôi đến, nói là có liên quan đến công hàm tuyên chuyển công tác do Bộ Ngoại thương gửi tới. Hạ Tưởng thật thà trả lời. Lời vừa thốt ra, Hạ Tưởng liền chú ý đến trong ánh mắt Diệp Thạch Sinh lóe qua một tia giận dữ. Có điều y là Bí thư Tỉnh ủy, sẽ không tự hạ thấp mình chút giận lên Hạ Tưởng. Chỉ là trong giọng điệu hơi lộ ra sự bất mãn. Vừa mới đến tỉnh ủy đã vội điều đến Bộ Ngoại thương rồi, Bắc Kinh tốt như vậy à? Bí thư Diệp đang hỏi kìa, Hạ Tưởng, cậu nhất định phải trả lời thận trọng. Tiền Cẩm Tùng đứng một bên nhắc nhở. Trong lòng Hạ Tưởng thầm cảm ơn ám thị của Tiền Cẩm Tùng. Y lo lắng mình sẽ nói điều gì đó quá làm chọc giận Diệp Thạch Sinh. Cho dù trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ,
chỉ e là chuyện về công hàm của Bộ Ngoại thương sẽ khiến Diệp Thạch Sinh không hài lòng về mình, nhưng Tiền Cẩm Tùng lại chủ động nhắc nhở hắn cũng là một tấm lòng tốt. Cảm tình trong lòng đối với Tiền Cẩm Tùng lại tăng lên mấy phần. Cụ thể thế nào tôi cũng không được rõ. Tôi không quen biết ai ở Bộ Ngoại thương cả, càng không quen Bộ trưởng Dịch. Hạ Tưởng không dám nói nhiều, sợ nếu có một câu nào đó không phù hợp sẽ chạm vào sự tức giận của Diệp Thạch Sinh, nghĩ là Diệp Thạch Sinh đang đau đầu không biết bước tiếp theo sẽ đứng về bên nào. Đợt Tết tôi đến tham dự hôn lễ của Khâu Tự Phong, gặp Ngô Tài Giang, ông ấy cũng không nói gì về công hàm thuyên chuyển công tác. Hạ Tưởng vẫn là giữ lại một chút ít, xúc tích biểu đạt làm sáng tỏ bối cảnh đằng sau. Đôi mắt Tiền Cẩm Tùng hơi hơi nheo lại, y muốn che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Lời của Hạ Tưởng mới nghe sẽ không có gì cả, nhưng khi phân tích kỹ lại, một là hắn có tham gia hôn lễ nhà họ Khâu, chắc chắn là được mời đến, chứng minh hắn và nhà họ Khâu có quan hệ rất tốt. Hai là, việc gặp Ngô Tài Giang, cho dù hàm ý không rõ ràng, chỉ biểu đạt một câu nhưng lại nói rất rõ cho hai người biết, hắn không hề chủ động yêu cầu Ngô Tài Giang làm gì cho hắn. Tiền Cẩm Tùng cũng tin rằng, Diệp Thạch Sinh chắc chắn sẽ hiểu ý trong ý ngoài mà Hạ Tưởng muốn biểu đạt. Mối quan hệ giữa Dịch Hướng Sư và nhà họ Ngô ai ai cũng biết rõ cả. Ngô Tài Giang ra mặt để Bộ Ngoại thương điều Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng không hay biết gì. Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đều rút ra kết luận tương tự khi nghe xong lời Hạ Tưởng nói. Diệp Thạch Sinh tin một nửa, y cũng cảm thấy cho dù Hạ Tưởng ở thành phố, tỉnh Yến có mạng quan hệ đi, thì cũng không thể vươn tay đến tận Bắc Kinh. Cho dù có như vậy, cứ nghĩ tới vì công hàm thuyên chuyển công tác của Bộ Ngoại thương gửi tới gây ra một loạt vấn đề sau đó, và y còn nghe phong phanh rằng Phó Thủ tướng Hà gần đây thị sát tỉnh Yến, càng khiến y khó khăn hơn, luôn không quyết tâm được nên ứng phó với cục diện trước mắt như thế nào. Giận là giận thì cũng không thể giận chó đánh mèo mà trút lên đầu Hạ Tưởng, làm vậy sẽ làm mất đi thân phận bí thư tỉnh ủy của y, nên hỏi tiếp. Vậy là cậu muốn ở lại tỉnh ủy làm việc rồi. Tôi rất muốn được làm việc tại tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo của bí thư Diệp và trưởng ban thư ký Tiền đây, tôi muốn phát triển sự nghiệp tin tức của tỉnh Yến, muốn cống hiến một phần sức lực của mình. Hạ Tưởng biểu lộ quyết tâm, rồi làm bộ dạng như bất lực nói. Chỉ là không rõ là chuyện gì, hình như phó bí thư thôi gọi tôi tới là vì công hàm thuyên chuyển công tác lần thứ hai mà Bộ Ngoại thương lại gửi tới. Cậu đã không muốn đi, họ có gửi công hàm đến cũng chẳng tác dụng. Cậu nói với phó bí thư thôi, cứ nói là chuyện công hàm cứ để đó, không cần phải để tâm. Để ông ấy chuẩn bị một chút, một tiếng sau triệu tập cuộc họp hội nghị lâm thời. Diệp Thạch Sinh biến Hạ Tưởng thành micro truyền đạt, nói xong thì quay người đi mất. Tiền Cẩm Tùng nhìn sâu vào Hạ Tưởng, đầu hơi gật, rồi cũng theo sát sau Diệp Thạch Sinh rời đi. Vẻ mặt trưởng ban thư ký Tiền muốn nói rồi lại thôi đã thể hiện rất rõ vấn đề, và vừa rồi y có ý giúp mình. Hạ Tưởng ghi nhớ trong lòng, thấy rằng nếu có cơ hội phải báo cáo công việc với trưởng ban thư ký Tiền một chút mới được. Đến văn phòng làm việc của Thôi Hướng ở tầng 2, sau khi được thư ký gọi, Hạ Tưởng bước vào, đây là lần đầu hắn vào văn phòng của phó bí thư tỉnh ủy. Nếu như nói khu nhà ủy viên thường vụ không để lại cho Hạ Tưởng ấn tượng, ngoài cảm giác xám tối và áp lực ra, từ tổng thể mang đến cho hắn cảm giác tòa nhà đã cũ xưa, tràn ngập hương vị trầm lắng của năm tháng. Còn văn phòng của Thôi Hướng lại khiến cho mắt hắn sáng ngời, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên dễ chịu. Văn phòng của Thôi Hướng bố trí rất sáng sủa, hoặc là do toàn bộ màu sắc trang trí có màu nhạt, cả căn phòng như rộng ra. Hạ Tưởng có chút khó hiểu, thường thì ở độ tuổi của Thôi Hướng đều sẽ thích bày trí màu sắc đậm nhiều hơn một chút, y thì lại chọn màu nhạt, đến cả bàn ghế làm việc cũng sơn màu nhạt. Đúng là hơi ngoài sức tưởng tượng. Thôi Hướng đang vùi đầu xem tài liệu. Thấy Hạ Tưởng bước vào, nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu, sau đó lại không để ý đến hắn mà tiếp tục làm việc. Hạ Tưởng biết là y đang cố tình lạnh nhạt với mình, dùng thủ đoạn thường thấy nhất. Hắn liền cung kính gọi một tiếng, phó bí thư thôi, sau đó không nói thêm tiếng nào đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ đợi Thôi Hướng lên tiếng. Đứng đợi, đã đợi liền mười mấy phút. Hạ Tưởng cũng đủ kiên trì, và đột nhiên hắn có suy nghĩ độc, chính là cố ý kéo dài thời gian với Thôi Hướng. Bởi Diệp Thạch Sinh muốn triệu tập mở hội nghị lâm thời. Diệp Thạch Sinh đã để hắn làm micro truyền lời cho ông ta, chắc chắn sẽ không phái thêm người khác thông báo cho thư ký của Thôi Hướng. Nếu đã như vậy, chờ thì cứ chờ, đến lúc muộn họp rồi có bị bí thư phê bình sẽ không trách được hắn. Có trách là trách phó bí thư thôi không lên tiếng,
khiến hắn không dám phát biểu linh tinh. Lại chờ thêm gần 10 phút, chân Hạ Tưởng đứng mỏi lắm rồi, lúc này Thôi Hướng mới ngẩng đầu lên giả vờ nhớ đến Hạ Tưởng còn đang đứng, nói. Đồng chí Hạ Tưởng đến rồi sao còn đứng đó? Đứng, mau ngồi đi, mải xem tài liệu quá nên quên mất là tôi tìm cậu có chuyện, hì hì. Hạ Tưởng vội trả lời khách sáo lại vài câu, trong lòng nghĩ, được, đã qua nửa tiếng rồi, còn thêm nửa tiếng nữa hội nghị do Bí thư Diệp Triệu mở sẽ được bắt đầu, xem y có nói được hết với hắn trong nửa tiếng nữa hay không. Thôi Hướng đưa công hàm tuyên chuyển công tác vào tay Hạ Tưởng. Cậu thấy thế nào về hành động của Bộ Ngoại thương muốn điều cậu đến đó làm việc? Hạ Tưởng kinh ngạc. Tôi không quen biết với người bên Bộ Ngoại thương, sao họ lại điều tôi đến đó làm ạ? Có phải họ nhầm lẫn gì không? Đương nhiên là Thôi Hướng không tin lời Hạ Tưởng nói, nhưng lại không lật tẩy, y chỉ mỉm cười lắc đầu. Tôi vừa đến tỉnh ủy làm không được bao lâu, bây giờ mà rời đi thì không tốt lắm. Và lại tôi cũng thấy làm việc ở tỉnh ủy rất tốt, đặc biệt là công việc của phòng tin tức rất thích hợp với tôi. Không những có thể phát huy được tài năng của mình hơn, mà còn có thể học được thêm nhiều kiến thức có ích, nâng cao trình độ lý luận của mình. Hạ Tưởng đáp lại rất thành khẩn, nghiêm túc, khuôn mặt tươi cười, thái độ khiêm nhường đứng cách trước mặt Thôi Hướng 1 mét. Chương 403, cầu nối và những trở ngại. Hắn chớp mắt, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng đã trưởng thành lên bao nhiêu, không những biết nhẫn nhịn oan ức, phân biệt tốt xấu mà còn biết nói những lời có cánh trong các tình huống. Cho dù những lời đó không xuất phát từ lòng chân thực thì ít nhất trên nét mặt người ta cũng không hề có ý bắt bẻ, soi mói. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ, rằng việc điều Hạ Tưởng về tỉnh ủy là một sai lầm, bởi theo hắn, không những không để Hạ Tưởng đó không dùng mà còn vô tình tạo cho Hạ Tưởng một sân chơi rộng lớn hơn. Tuy vậy, hắn lập tức loại bỏ ngay suy nghĩ thiếu tự tin đó của mình. Cho dù lần trước, trong sự việc với Khâu Tự Phong kết thúc với thất bại thuộc về hắn thì việc anh tiến tôi lùi trên quan trường cũng là điều hết sức bình thường. Hơn thế, hắn còn nhanh nhạy nắm lấy được những thời cơ đang bày ra trước mắt. Đó là việc Phó Thủ tướng Hà đã có ý đặt mọi việc lên vai Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Hai người họ giờ còn đang bận bịu ứng phó với những áp lực từ trên giáng xuống, không chừng chẳng có thời gian phân tâm đến việc tiến hành chỉnh đốn trong tỉnh ủy. Hắn có thể nhân cơ hội này để lôi kéo bè phái, tạo dựng liên minh cho chính hắn. Bất cứ người nào cũng luôn cho những gì mình nghĩ mình làm đều là đúng đắn, cả khi thất bại đã ở trước mắt, họ vẫn còn nghĩ tới khả năng giành thắng lợi. Nhất là khi ở vào mức độ này thì mọi mánh khóe đều có thể thông thiên. Khi đã có cấp trên hậu thuẫn vững chắc, lại có thêm cam kết của phó gia, hắn dám tin chắc mình sẽ đứng yên vị và còn hình thành đảng phải cho riêng hắn trong cái tỉnh ủy này. Lần trước, sau sự kiện Khâu Tự Phong, hắn nghe tin Khâu Tự Phong kết hôn với Phó Đoá Đoá mà toát mồ hôi lạnh. Sau khi vội vội vàng vàng liên lạc với phó gia, hắn nhận được câu trả lời rất thuyết phục, rằng hôn nhân là hôn nhân, chính trị là chính trị. Hai việc hoàn toàn khác nhau, đừng tính toán đến chuyện hôn nhân mà lo tranh thủ cho lợi ích đi. Nghe xong Thôi Hướng mới yên lòng, vậy là nhận thức về mối quan hệ phức tạp trong các đại gia tộc kia đã tiến thêm được một bước. Quan hệ với phó gia còn khiến Thôi Hướng hay tiếp xúc với chính ủy quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc. Quan hệ giữa Trương Kiến Quốc và phó gia cũng không tồi, có khả năng còn hỗ trợ cho Thôi Hướng trong hội nghị thường vụ. Họ còn đề nghị Thôi Hướng nhanh chóng gây dựng lực lượng của mình trong tỉnh ủy. Chí ít cũng tìm trong cái tỉnh ủy này vài ba người có thể giúp hắn nói chuyện trong những thời điểm then chốt. Khi nào cần thiết, phó gia sẽ ra mặt giúp đỡ hắn. Thêm một lần nữa, Thôi Hướng khi đã nhận được lời hứa hẹn của phó gia thì tất cả những buồn chán, thất vọng sau sự thất bại của sự kiện Khâu Tự Phong ngay lập tức biến mất. Hắn bắt đầu hy vọng về những lần tiếp xúc với Trương Kiến Quốc và thế cục sau này khi phó Tiên Phong đến thành phố Yến nhậm chức sẽ đi theo hướng có lợi cho sự phát triển của hắn. Cùng lúc, hắn còn nghe được một tin vui là trưởng ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên có thể sẽ bị điều đi làm trưởng ban tổ chức cán bộ ở một tỉnh nào đó phía Tây Bắc. Cái ghế trưởng ban tuyên giáo sắp tới có thể sẽ bị phó gia nắm trong tay. Đến lúc đó, hắn sẽ có ít nhất 2 đồng minh trong nội bộ tỉnh ủy. Hơn thế, lúc này mối quan hệ của hắn với bí thư đảng ủy sở công an Lý Bình Văn rất tốt, cũng có thể xây dựng liên minh. Nếu có hắn trong đó nữa thì khi cả 4 người có chung tiếng nói. Sức mạnh quả là không thể coi thường. Bởi hiện tại, hội nghị thường vụ tỉnh ủy ai cũng muốn làm theo ý mình. Phe phái không có thế lực đã xuất hiện, ngoại trừ Mã Vạn Chính, Tống Chiêu Độ, Hình Đoan Đài cùng với Trần Phong, Mai Thái Bình.
Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ quan hệ hơi gần, mà Tống Triều Độ và Hình Đoan Đài quan hệ cá nhân cũng có vẻ tốt lắm, Trần Phong và Mã Vạn Chính coi như chơi thân, còn Tống Triều Độ và Hình Đoan Đài cùng với Mai Thái Bình thì không hay qua lại. Mai Thái Bình và mấy người đó về cơ bản không có mối quan hệ cá nhân nào, về lý mà nói không có khả năng mấy người đó liên kết với nhau, nhưng giữa bọn họ lại có một điểm duy trì chung. Ngoại trừ Hình Đoan Đài dường như không có mấy qua lại với Hạ Tương gia, những người khác đều có ý qua lại với hắn. Mấy người đó tuy cũng có mưu cầu lợi ích cá nhân, song nếu Hạ Tưởng là người ở giữa biết vận dụng một cách hợp lý thì việc liên kết cũng không phải là không có khả năng, chí ít là cũng duy trì được sự đồng nhất trong những trường hợp quan trọng. Hạ Tưởng chính là cầu nối quan trọng nhất. Tết đến, trại an dưỡng hoạt động thí điểm dù chỉ có số ít người biết, không mấy ai nói ra ngoài nhưng Thôi Hướng bằng cách nào đó vẫn biết được danh sách lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố sẽ đến thăm viện dưỡng lão, điều này làm hắn thêm phần lo lắng. Hạ Tưởng, tuy hiện tại chỉ là một cán bộ cấp cục nay lại trở thành chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch của hắn. Điều mà Thôi Hướng hiểu rõ hơn nữa là năm đó, về chuyện Cao Thành Tùng, hắn cũng đã từng bỏ phiếu tín nhiệm cho Hạ Tưởng. Dù đó là trong tình thế bức bách, nhưng bên trong cũng có sự cam nguyện của hắn, ủng hộ Hạ Tưởng nhằm mục đích đả kích Cao Thành Tùng. Vì thế, Thôi Hướng nghĩ đến chuyện Hạ Tưởng đủ sức tìm cho mình một điểm tựa, tìm được điểm ích lợi chung của mọi người nhằm đối phó với Cao Thành Tùng, cũng có thể liên kết với mấy người Mã Vạn Chính, Tống Triều Độ. Để ứng phó với ông ta, đường đường là phó bí thư tỉnh ủy mà lại coi cán bộ cấp cục là kẻ địch, nếu nói ra ngoài thì thế nào cũng khối kẻ không tin hoặc thậm chí, coi là chuyện nực cười. Thôi Hướng cũng phá lệ mà chấp nhận chuyện này một cách thành thực, vết xe đổ của Cao Thành Tùng không thể không xóa. Hạ Tưởng bình thường tỏ ra không có gì đặc biệt, nhưng một khi xảy ra chuyện, có nhiều người sẽ không tiếc sức lực mà ra tay giúp đỡ, ủng hộ hắn. Trước chỉ có Trần Phong, nay lại xuất hiện thêm Tống Triều Độ và Mã Vạn Chính, thậm chí còn có cả Mai Thái Bình, Hạ Tưởng làm thế nào mà có thể thu hút được nhiều người như vậy? Hắn ta dựa vào cái gì? Thôi Hướng thậm chí còn cho rằng hắn có thể ngấm ngầm đối phó được với Diệp Thạch Sinh, có thể lôi kéo thêm Phạm Duệ Hằng vào cuộc. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, lúc nào cũng có cảm giác như có sức mạnh mà không có đất dụng võ. Bởi Hạ Tưởng hành sự rất điềm đạm, chắc chắn, nói năng kín kẽ, bình thường trông có vẻ nhịn nhục nhưng luôn có khả năng chấp lấy thời cơ, để người khác ra mặt giải quyết vấn đề mà thu lại được hiệu quả ngàn vàng. Đã là một người vốn không cho người khác nắm được sai sót thì cho dù đó có là phó bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể nào kiếm chuyện được. Nhất là khi Thôi Hướng biết tin Hạ Tưởng đến thủ đô dự đám cưới Khâu Tự Phong, không hẹn mà gặp Phó Tiên Phong, lại có cả Ngô Gia và Mai Gia. Dường như mối quan hệ giữa những người này và Hạ Tưởng rất tốt, điều này làm cho Thôi Hướng rất ngạc nhiên, sự đề phòng trong lòng hắn đối với Hạ Tưởng ngày càng dâng lên. Nhưng từ Hạ Tưởng, Thôi Hướng cũng học hỏi được một điều, đó là Hạ Tưởng vốn chỉ xuất thân là một cán bộ nhỏ cấp cục nhưng lại gây dựng được cho mình những mối quan hệ tốt đẹp với mấy đại gia tộc đó. Còn hắn, là phó bí thư tỉnh ủy, nếu biết chủ động tiếp cận các đại gia tộc thì không biết chừng chỉ trong thời gian ngắn hắn sẽ tạo ra được một mạng lưới các mối quan hệ khổng lồ. Từ đó chắc chắn sẽ thu được thu hoạch lớn. Hạ Tưởng vốn đã là người có mạng lưới quan hệ quảng đại, vậy mình là phó bí thư tỉnh ủy thì càng có thêm cơ hội tung hoành ngang dọc. Đứng giữa các đại gia tộc, nếu có đất dụng võ và biết phát huy ưu thế thì sẽ đạt được mọi sự ủng hộ mình muốn và tất cả. Lúc đó, Thôi Hướng càng khẳng định việc điều Hạ Tưởng đến tỉnh ủy là đúng đắn, ít nhất hắn lúc nào cũng có thể gọi điện cho Hạ Tưởng đến để báo cáo tình hình, lại còn có thể theo dõi mọi động tĩnh của hắn từ cự ly gần. Có thể hỏi bóng gió được hắn một số chuyện. Không tin là hắn không có lúc nào nói hớ làm lộ chuyện. Và lại, từ con người Hạ Tưởng, Thôi Hướng chắc chắn mình cũng làm được như hắn, đạt được sự ủng hộ và tin tưởng của các đại gia tộc, có địa vị và sức ảnh hưởng tới các thế lực xung quanh, và cuối cùng là đạt được mục đích cần thiết. Cậu muốn ở lại tỉnh ủy làm việc, điều này không tồi, tôi ủng hộ cậu. Thôi Hướng tươi cười không chút khách khí, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Sau này có công việc gì thì chăm đến bảo với tôi. Đừng có nghĩ vì tôi là phó bí thư tỉnh ủy mà khó gần. Ngày còn ở Phố Yến, chúng ta coi như là đã quen nhau. Tôi thấy cậu đã trưởng thành lên rồi đó. Đừng câu nệ, có suy nghĩ gì, cậu cứ nói, chỉ cần trong phạm vi hợp lý thì tôi sẵn sàng giúp cậu giải quyết khó khăn, về công tác cũng như đời sống. Cảm ơn bí thư thôi, Hạ Tưởng lộ vẻ xúc động, lưng hơi khom lại. Rất cảm ơn bí thư thôi đã quan tâm, yêu mến, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
về việc có công văn điều công tác sang Bộ Ngoại thương, tất cả đều do các sếp quyết định. Còn ý tôi thì vẫn muốn ở lại bên cạnh ngài. Thái độ cung kính của Hạ Tưởng toát lên vẻ tôn sùng, nể trọng. Việc này, trực tiếp nói từ chối với Bộ Ngoại thương cũng không phải là không được, nhưng xem ra họ có vẻ thích cậu nên mới gửi một lúc hai công văn. Nên nếu không trả lời người ta một cách thuyết phục thì e là không ổn lắm. Dù thế nào cũng phải để ý đến diện mạo của Bộ Ngoại thương chứ. Không thì thế này, cậu về viết lấy một bài phát biểu cảm nghĩ về thời gian công tác ở tỉnh ủy và mong muốn sẽ được tiếp tục ở lại làm việc. Sau đó đưa tôi xem qua, tôi sẽ gửi sang Bộ Ngoại thương cho, bọn họ sẽ hết hy vọng. Thôi Hướng bất ngờ đưa ra một ý kiến không mấy cần thiết. Hắn cười, nhìn Hạ Tưởng ra vẻ thân mật, gần gũi lắm, ánh mắt cũng toát vẻ đáng tin khó ai có thể ngờ. Hạ Tưởng đã hiểu, Thôi Hướng biết rõ sau lưng Hạ Tưởng là Ngô gia, hắn cũng hiểu thêm một điều nữa là việc Bộ Ngoại thương gửi công văn tuyên truyền không đơn giản là điều hắn tới Bắc Kinh làm mà là một lời nhắc nhở cho tỉnh Yến này biết rằng thái độ Phó Thủ tướng Hà là vô cùng kiên định ủng hộ Bộ Ngoại thương. Có lẽ qua đây còn có ngầm ý cho Diệp Thạch Sinh biết tranh luận về điều chỉnh cơ cấu sản xuất còn chưa đến hồi ngã ngũ. Việc điều hắn vào thành ban đầu chỉ đơn thuần là điều động nhân sự nay lại trở thành một tín hiệu chính trị. Hạ Tổng trở nên bất đắc dĩ. Công văn tuyên chuyển sang Bộ Ngoại thương tuy cũng không có gì ràng buộc lắm, nhưng cũng không thể gửi đi gửi lại, không thành vấn đề. Xem ra, Dịch Hướng Sư cũng là người khá thú vị. Ông ta nhắc mãi tới Diệp Thạch Sinh, không biết là nhắc thật hay còn dụng ý nào khác. Quan trọng là Thôi Hướng có dụng ý gì không đây? Ông ta bảo mình tự viết ra một bài suy nghĩ tâm đắc, nói là từ chối Bộ Ngoại thương, sợ rằng mục đích thực sự là thử mình. Lẽ nào nhân cơ hội này mà bắt mình nói ra suy nghĩ, thể hiện lòng trung thành với ông ta? Hạ Tưởng không chắc mục đích thực sự của Thôi Hướng, nhưng lệnh của Phó Bí Thư Thôi không thể không làm theo, nên đã trả lời ngay. Sau khi về tôi sẽ viết liền, lúc nào viết xong tôi báo cáo ngài ngay. Được, cứ làm như vậy đi. Thôi Hướng ra hiệu tiễn khách. Mục đích thật sự của Thôi Hướng là muốn mượn suy nghĩ của Hạ Tưởng để níu hắn ở lại tỉnh ủy. Y cũng lo rằng ngộ nhỡ sự việc có biến, Diệp Thạch Sinh bất thình lình thay đổi đồng ý để Hạ Tưởng đi thì y sẽ rơi vào thế vô cùng bị động. Nếu chuyện này có xảy ra, y sẽ lôi thư của Hạ Tưởng ra để trì hoãn thêm thời gian. Thôi Hướng lúc này càng cho rằng giữ Hạ Tưởng lại bên mình là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể theo dõi hắn sát sao, vừa học được từ hắn cách giao thiệp, quan hệ với các đại gia tộc. Hạ Tưởng gật đầu nói. Xin chào Phó Bí Thư Thôi. Rồi quay lưng đi ra. Vừa đến cửa, Hạ Tưởng bỗng đứng lại, nhớ ra Diệp Thạch Sinh có dặn chuyển lời đến Thôi Hướng nên buồn bã vỗ vỗ vào đầu. Ái chà, lúc nãy tôi có gặp Bí Thư Diệp ngoài cổng, Bí Thư bảo tôi nhắn hộ tới ngài là khẩn trương triệu tập hội nghị lâm thời, thế mà nãy giờ mải nói chuyện công việc, tôi quên mất. Nét mặt Thôi Hướng hơi biến sắc. Bao giờ thế? Lúc gặp Bí Thư Diệp, ông ấy nói một tiếng nữa. Thôi Hướng giơ tay xem đồng hồ, ánh mắt có vẻ gì đó bực tức. Từ lúc Hạ Tưởng vào văn phòng đến giờ là vừa đúng một tiếng đồng hồ. Đang định nổi giận thì y chợt nghĩ nãy giờ y bắt Hạ Tưởng chờ mất ngót nghét hơn nửa tiếng nên biết không thể trách mình Hạ Tưởng được đành phất phất tay bảo Hạ Tưởng về, không nói năng gì thêm. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt không vui của Thôi Hướng đoán được ngay y đang bực dọc trong người, nghĩ bụng, biết làm sao được, tại ông lãng phí thời gian chứ đâu phải tại tôi. Hắn cũng biết Thôi Hướng sẽ không giải thích với Diệp Thạch Sinh là vì mình mà y bị muộn giờ. Nói năng trốn tránh trách nhiệm kiểu này không phải là thái độ đáng có của Phó Bí Thư tỉnh ủy. Thôi Hướng chỉ có thể ngậm bồ hòn, không dám giải thích, chỉ còn cách tốt nhất là nói lời xin thứ lỗi với mọi người. Hạ Tưởng về đến văn phòng, chẳng mấy chốc mà viết xong bài phát biểu tư tưởng. Viết xong, hắn cũng ít nhiều đoán được ý của Thôi Hướng, rằng ông ta vẫn sợ hắn đi khỏi tỉnh ủy, hắn nghĩ thầm quả là nực cười. Hắn bây giờ cương quyết muốn ở lại tỉnh ủy. Không phải vì muốn tranh giành cao thấp với Thôi Hướng mà là chờ đợi một thời cơ, sau khi Phó Thủ tướng Hà đi thị sát tỉnh Yến, phải xem Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng sẽ chọn lựa ra sao, và cục diện tương lai của cái tỉnh Yến này rút cuộc sẽ thế nào. Xét từ góc độ cá nhân, Hạ Tưởng trước sau hy vọng tỉnh Yến sẽ tiến hành điều chỉnh cơ cấu, bởi vì kinh tế tỉnh Yến lạc hậu, tuy đã điều chỉnh nhưng lại động chạm đến lợi ích cá nhân của nhiều người, nên có thể sẽ gây ra những tranh chấp về quyền lợi, thậm chí còn thất bại. Nhưng cải cách phát triển bao giờ cũng phải từ trong khó khăn mà tìm ra hướng tiến lên, nếu không có quyết tâm, dũng khí và chí tiến thủ thì sao có hy vọng thành công.
dẫu có đầu rơi máu chảy mà học được nhiều lời chỉ bảo, nhiều kinh nghiệm và tiếp tục đột phá thì khả năng thành công luôn luôn xảy ra. Chỉ có điều hắn không phải người nắm quyền, hắn không có sức ảnh hưởng gì tới những quyết định của cấp trên. Đa số mọi người sẽ mong giữ yên hơn là muốn cải cách. Họ thà để mặc nội bộ yên ổn như thế còn hơn là phải thay đổi tình hình hiện tại, không thì lại tự chuốc thị phi vào mình, không chừng lại còn phải ngậm ngùi mà đi thu dọn hiện trường. Những thất bại thành tiền lệ trong thời gian giai đoạn đầu cải cách thực ra vẫn còn có hy vọng về một tiền đồ to lớn phía trước, và sự thật là cuối cùng rừng đã dừng chân ở cấp tỉnh. Hơn nữa, dân tỉnh Yến nổi tiếng là bảo thủ, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kém, các doanh nghiệp công nghệ cao ít. Kể cả thành phố Yến, sau đợt điêu đứng vì nhà máy bông phá sản, đúng là không có lấy một nhà máy bông nào thoát được khủng hoảng, có tìm đường ra bằng cách đổi thành xưởng sản xuất đồ nội thất cho giường sập thì 10 nơi như một gần như bị phá sản. Nhưng tỉnh Yến lại vốn nổi danh về sản xuất bông vải, nên khi các nhà máy này phá sản, lượng bông thô đều bị rót về tỉnh Tề và miền Nam cả. Theo đó mà sản phẩm vải bông của tỉnh Tề và mấy tỉnh miền Nam cứ thế tấn công ra thị trường và bán chạy khắp cả nước. Có vô số bài học đau đớn từ sự kiện này. Cũng không biết được dũng khí của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng có còn hay không. Hạ Tường không lạc quan lắm về điều này. Nhưng dù trong tình hình nào đi nữa thì trong đầu hắn dường như đã có đối sách. Giờ ăn trưa, Hạ Tường định cùng Dương Thiên Khách ăn cơm nhà bếp, nhưng không ngờ vừa đến nơi lại gặp Tiền Cẩm Tùng. Thường thì các lãnh đạo tỉnh thỉnh thoảng cũng có ăn cơm nhà bếp nhưng mà rất ít, vì họ đã có nhà ăn riêng. Chỉ có lúc nào tự nhiên hứng thú quan tâm một chút tới dân tình, tạo dựng một chút hình ảnh gần gũi quần chúng thì mới xuất hiện ở nhà ăn. Tiền Cẩm Tùng đến trước cổng nhà ăn, thân mật đáp lại mọi lời hỏi thăm của từng người, xem ra rất kiên nhẫn. Dương Thiên Khách thì có vẻ do dự một chút nhưng vẫn cướp cơ hội chào hỏi Tiền Cẩm Tùng trước Hạ Tường. Hạ Tường không so đo gì cử chỉ thất lễ của Dương Thiên Khách nên đã đợi cho hắn ta chào hỏi xong rồi mới hỏi thăm Tiền Cẩm Tùng. Tiền Cẩm Tùng chỉ khẽ gật đầu với Dương Thiên Khách nhưng lại mỉm cười với Hạ Tường, còn nói. Hạ Tường sao khéo thế? Đúng lúc muốn hỏi cậu xem có rảnh không đây? Lãnh đạo có việc, không rảnh cũng phải rảnh. Hạ Tường bèn nói. Có ạ, xin trưởng ban thư ký Tiền cứ nói. Tiền Cẩm Tùng thoáng nhìn vào trong nhà ăn rồi nói. Nhiều người quá, không tiện nói, ra ngoài ngồi chút đi. Hạ Tường vội đưa hộp cơm cho Dương Thiên Khách. Phiền trưởng phòng Dương đem về văn phòng cho tôi với. Dương Thiên Khách cuống quýt nhận lời, nét mặt lộ rõ sự hâm mộ nhưng cũng có phần ghen ghét nhìn Hạ Tường và Tiền Cẩm Tùng đi xa dần, trong lòng nghĩ Hạ Tường chẳng phải chó ngáp phải ruồi sao. Đến cả trưởng ban thư ký Tiền mà cũng có việc tìm hắn sao. Xem ra kiểu gì cũng có sự hay rồi. Hạ Tường thì lại không nghĩ Tiền Cẩm Tùng tìm hắn là có chuyện vui, nên rất thản nhiên đi theo Tiền Cẩm Tùng đến sân tỉnh ủy. Đi mãi tới khách sạn Lam Thiên, Tiền Cẩm Tùng mới nói. Chưa rồi, ăn với nhau bữa cơm được chứ? Phòng ăn của khách sạn Lam Thiên là địa điểm chuyên dành cho tỉnh ủy và ủy ban, bình thường có tiệc hay hội họp thì đều tổ chức ở đây. Với cấp bậc của Tiền Cẩm Tùng, có thể ký thanh toán. Hạ Tường liền nói như tuân lệnh. Lãnh đạo định đoạt. Hạ Tường theo Tiền Cẩm Tùng vào trong, người làm trông thấy Tiền Cẩm Tùng bước vào thì lập tức ra nghênh đón. Tiền Cẩm Tùng hơi ngẩng đầu lên nói. Chỗ cũ, luật cũ. Nhân viên tươi cười đi trước dẫn đường. Hạ Tường nghĩ bụng xem chừng nhân viên ở đây có vẻ rõ mồn một sở thích và phòng chuyên biệt của các lãnh đạo tỉnh ủy. Không chỉ có cán bộ thường vụ tỉnh ủy cấp cao như Tiền Cẩm Tùng mà ngay cả những người có chức vụ bình thường như phó chủ tịch hay các bộ cấp phó tỉnh trở lên đều có quyền miễn hóa đơn ở khách sạn này. Hạ Tường theo Tiền Cẩm Tùng qua một lối đi dài, nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách từ hai bên. Đến một căn phòng cực kỳ sang trọng, nhân viên khách sạn mở cửa, khom lưng mời hai người vào trong rồi vội vàng cáo lui. Khi khách và chủ đã ngồi xuống, Tiền Cẩm Tùng nhìn Hạ Tường một lúc rồi cười nói. Tuổi trẻ, thật đúng là tuổi trẻ. Năm xưa tôi cũng như cậu bây giờ, sung sức, mạnh mẽ lắm, làm đến chức phó chủ tịch huyện Vạn cũng là mãn nguyện lắm. Nay nghĩ lại thấy cứ như vừa hôm qua ấy, người ta ai chẳng tiếc thời trẻ, nhưng có điều ai cũng muốn nghĩ đến quyền lực cao hơn mà không biết càng có quyền thì đồng nghĩa với tuổi tác ngày càng nhiều. Hạ Tường cũng thấy đồng cảm với những lời đó của Tiền Cẩm Tùng. Ngài nói đúng, con người chúng ta cái quý nhất thì lại không biết trân trọng, ví dụ như thời gian. Thời gian dành cho mọi người có vẻ đều như nhau nhưng lại không hoàn toàn như thế. Có người thì tranh thủ từng phút giây. Có kẻ lại lãng phí cả năm tháng.
Tiền Cẩm Tùng chuyển đề tài. Tiểu hạ năm nay 27 tuổi rồi nhỉ? Vâng ạ. Hạ Tưởng Thành thật trả lời. Dù biết Tiền Cẩm Tùng tìm mình chắc chắn có chuyện, nhưng mà có chuyện gì thì cũng chẳng nên đoán cho mệt người, chỉ bằng đợi hắn ta chủ động nói ra. 27 tuổi đã là cán bộ cấp cục, cho dù xét trong cả nước ta thì tốc độ thăng cấp vẫn là nhanh đến chóng mặt. Nếu cứ thế này thì, Hạ Tưởng, cậu thử nói xem trước 30 tuổi cậu có lên được chức giám đốc sở không? Tiền Cẩm Tùng bất thình lình hỏi. Chương 404, Huyền Cơ. Hạ Tưởng giật mình. Hắn và Tiền Cẩm Tùng quan hệ không thân thiết, đối phương còn là trưởng ban thư ký của tỉnh ủy nên nói năng cũng không thể tùy tiện được. Nếu là Tống Chiêu Độ thì có nói chuyện như vậy với hắn. Nếu là Mã Vạn Chính thì hắn vẫn dám mở miệng trêu chọc, nhưng hắn lại chưa hiểu gì về cách đối nhân xử thế của Tiền Cẩm Tùng, đứng sau lưng ông ta là ai cũng không biết nên nào dám khoác lác. Hạ Tưởng đành vội vàng nói. Trưởng ban thư ký Tiền, ngài không thể đùa tôi như thế được. Tôi tuy đã 27 tuổi nhưng trước mặt ngài thì tôi lại vừa nhỏ tuổi vừa không có thế lực, đâu dám nghĩ đến lúc nào thăng quan. Tất nhiên là mọi người ai cũng muốn thăng chức nhưng thiết nghĩ, quan trọng nhất vẫn là làm thật tốt công việc hiện tại, có thành tích tốt thì mới nhận được sự ưu ái của lãnh đạo chứ ạ. Tiền Cẩm Tùng biết Hạ Tưởng rất cẩn thận nên không dám nói, chỉ mỉm cười và nói một câu khiến Hạ Tưởng rất ngạc nhiên. Hạ Tưởng ạ, không giấu gì cậu, lúc mới 30 tôi đã làm giám đốc sở rồi. Hơn thế còn có quyền thực sự, nhưng tôi năm nay đã ngoài 50 rồi. Nhưng từ giám đốc sở tới trưởng ban thư ký tỉnh ủy tương đương cấp phó tỉnh, đã trải qua 20 năm. Cậu biết tại sao không? Hạ Tưởng trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, lại vừa rất nghi hoặc. Nếu Tiền Cẩm Tùng tìm hắn mà chỉ để nói chuyện đơn thuần thì cũng dễ hiểu. Sau lưng mình vốn đã có mối quan hệ với thường vụ tỉnh ủy, Tiền Cẩm Tùng muốn tiếp cận mình thì cũng không có gì là sai trái. Nếu Tiền Cẩm Tùng mà muốn lôi kéo hắn thì điều này cũng có thể chấp nhận. Tiền Cẩm Tùng đến tỉnh Yến này chưa được mấy năm, lại chưa có thành tích gì đáng kể. Đúng lúc hắn đến tỉnh ủy nên ông ta muốn tìm cơ hội tiếp cận với hắn. Sau đó sẽ đến lượt kết nối với Mã Vạn Chính, Tống Chiêu Độ. Đó cũng là một lối tắt. Nhưng vấn đề là Tiền Cẩm Tùng đột nhiên lại nhắc đến con đường sự nghiệp của ông ta, hay lại có điều bí ẩn nào đây? Hạ Tưởng đành phải tỏ thái độ cung kính mà lắc đầu. Tôi xin nghe trưởng ban thư ký dạy bảo. Không thể nói là dạy bảo được, phải nói là tiếp thu kinh nghiệm từ tôi mới đúng. Tiền Cẩm Tùng cười, liền sau đó ra hiệu cho Hạ Tưởng đừng nói. Hạ Tưởng đang ngạc nhiên thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào. Tiền Cẩm Tùng chọn toàn món ăn thanh đạm, có thêm một chai bia. Hạ Tưởng thấy vậy liền vội vàng rót bia cho cấp trên, đợi cho người phục vụ đi rồi mới nâng ly lên nói. Chủ động mời trưởng ban thư ký thì thật là thất lễ, nhưng hôm nay cứ cho là tôi được thơm lây, được trưởng ban thư ký mời ăn cơm cũng thấy áy náy lắm, nên muốn kính ngài một ly. Ngài uống hay không thì xin tùy, tôi xin uống cạn ly này để bày tỏ sự kính trọng ngài. Tiền Cẩm Tùng cũng khá giữ thể diện cho Hạ Tưởng nên cũng chạm cốc, uống một hơi cạn. Uống xong, Tiền Cẩm Tùng nói tiếp. Nào, tiếp hai ly nữa, người miền Bắc chúng mình uống vài ly thế này đã nhằm nhò gì? Nhớ cái thời còn trẻ, tôi có lần uống mình một chai rượu mà chẳng hề hấn gì cả. Cấp trên ngồi nói, Hạ Tưởng ngồi nghe, tiếp Tiền Cẩm Tùng thêm mấy ly nữa. Hắn biết hai người chia nhau một chai bia thì chẳng khác uống nước là mấy. Thực ra tôi với cậu cũng gần như nhau, vẫn coi như đang còn trẻ nhưng đã toại nguyện, ban đầu thì luôn suôn sẻ, cuối cùng làm tới chức giám đốc sở sau đó thì dẫm chân tại chỗ, làm mãi chức vụ trưởng ở mấy bộ trung ương. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua mà không tiến thêm được tí nào, căn bản là tại làm sao. Tiền Cẩm Tùng nói chuyện thích kiểu thừa nước đục thả câu, nên cố ý dừng lại, rõ ràng là có ý đợi Hạ Tưởng phản ứng lại. Hạ Tưởng không bỏ lỡ cơ hội, vội nói. Xin trưởng ban thư ký chỉ bảo. Chỉ bảo cái gì, Tiểu Hạ, cậu nói năng không cần câu nệ như thế. Tiền Cẩm Tùng có vẻ không được hài lòng, nhưng xong rồi vẫn cười. Đã vào. Quan trường lâu thế rồi, không câu nệ cũng không được. Được, tôi cũng không giấu giếm cậu làm gì, nói thẳng ra cho cậu biết được rồi. Nguyên nhân chính không phải là hậu thuẫn của tôi bị sụp đổ, cũng không phải khí thế quá mạnh, càng không phải là tôi không biết làm người, không biết hành sự, mà là vì tôi đã đứng nhầm chỗ khi phải đối mặt với một quyết định trọng đại nên mới dẫn đến kết cục như hôm nay. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt của Tiền Cẩm Tùng,
biết rằng ông ta có cảm xúc bất chợt nên mới nói ra. Tuy vậy, trong lòng hắn cũng không nghĩ là Tiền Cẩm Tùng có nhiều thất bại. Ở tuổi này, 50 tuổi mà đã làm đến chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là quan lớn cấp tỉnh. 2 năm sau cho dù không có biểu hiện gì xuất sắc nhưng chắc cũng sẽ được thăng chức tiếp hoặc sẽ làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hoặc trưởng ban tổ chức cán bộ, còn nếu có cơ hội tốt nữa thì trong thời gian tới có thể làm một khóa chức chủ tịch tỉnh. Còn sau này thì có thể lui về hưởng thụ đãi ngộ của cán bộ cấp tỉnh, cấp bộ. Tất nhiên nếu dựa theo con đường thăng quan tiến chức của ông ta thì làm quan cấp sở chừng đó 20 năm cũng quả là hơi lâu. Đáng lẽ hắn bây giờ có thể lên tới chức chủ tịch tỉnh rồi, thậm chí là bí thư tỉnh ủy. Nếu 50 tuổi mà làm tới chức bí thư tỉnh ủy thì khả năng tiến vào trung ương là rất lớn. Quan trường cũng như đánh bạc vậy, không ai đoán được tương lai. Dù hậu quả của việc đã chọn sai chỗ là rất nghiêm trọng, nhưng trên đời này không có con đường nào có thể rút lui được. Hạ Tường xúc động nói. Trải nghiệm về sự sai lầm không tìm được đường quay lại thì hắn rõ hơn ai hết. Là người được tái sinh, có ai lại không muốn bù đắp những điều tiếc nuối ở kiếp trước? Hắn liền nói. Tôi có thể hiểu sự tiếc nuối của ngài, nhưng có một điều tôi không hiểu lắm, 20 năm thời gian cũng đã đủ để bù đắp được nhiều việc rồi. Tại sao lại không tiến thêm được một bước nào? Coi như cậu phát hiện ra mấu chốt vấn đề trong đó. Tiền Cẩm Tùng gật gật đầu. Sau 10 năm, sự ảnh hưởng không tốt vì đứng sai hàng ngũ của tôi đã tiêu tan lâu rồi, hơn thế hai người đối địch cũng đã bắt tay giảng hòa rồi. Lẽ ra thì tôi cũng có thể ra tay một chút, dù sao cũng là cán bộ cấp tỉnh hơn 10 năm, thành tích và thế lực cũng có đủ rồi, nhưng ai ngờ thời vận không tốt, tôi lại phải đứng trước một lựa chọn khó khăn như vậy. Lúc đó cả nước đang phải đối mặt với những khó khăn của cải cách đợt 1. Khi phải lựa chọn tiếp tục cải cách hay duy trì tình trạng hiện thời, Tiền Cẩm Tùng đã chọn phương án giữ nguyên. Kết quả là rất nhanh liền có một lần vĩ nhân Nam Tuần phát biểu, rằng chắc chắn sẽ phải đi con đường cải cách mở cửa. Thế là hắn lại thêm một lần nữa đứng sai hàng ngũ. Đây không phải là hàng ngũ phe phái mà là hàng ngũ của hình thái ý thức, nên Tiền Cẩm Tùng thêm lần nữa bị người ta để đó không dùng đến. Chỉ một lần như vậy đã là 10 năm. Trong đời người có vô số lựa chọn, nhưng quan trọng nhất cũng chỉ có một, hai lần, thậm chí là chỉ một lần duy nhất, Tiền Cẩm Tùng lỡ mất cơ hội tốt nên đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Cần phải nghiên cứu những chính sách cải cách trong nước đi theo hướng tìm tòi những phương châm, phương hướng lớn. Cho dù bản thân không ngồi ở những vị trí quan trọng thì hàng ngày vẫn có nhiều thời gian rỗi để nâng cao kiến thức và trình độ lý luận. Qua quãng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hắn cũng nắm được cơ hội. Bay tới tỉnh Yên này rồi giữ chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký của tỉnh ủy. Nay cơ hội lại đến nữa. Tiền Cẩm Tùng cầm đũa chỉ vào món gà trong mâm nói. Cung bảo kê đinh là nấu từ kê đinh, ớt khô, rồi đậu phộng. Vị tươi ngon của thịt gà kết hợp với vị thơm giòn của đậu phộng, được rất nhiều người thích. Chính vì bên trong nó có nhiều gia vị nên nhiều người chỉ thích ăn bên trong. Vậy nên các nước phương Tây là ảnh hưởng nhiều nhất. Gần như trở thành món ăn tiêu biểu cho ẩm thực Trung Quốc. Thế cục tỉnh Yên bây giờ cũng giống như mâm cung bảo kê đinh này vậy. Có người coi nó là gà, có người coi nó là ớt, có người lại nói đậu phộng, mà ai nói cũng đều có lý, ai cũng cho mình nghĩ đúng cả. Cuối cùng thì ai nói đúng? Thực ra họ đều đúng, cũng đều sai, cậu có biết tại làm sao không? Tiền Cẩm Tùng cười nhìn Hạ Tưởng, rõ ràng là muốn kiểm tra Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiểu. Tiền Cẩm Tùng cũng rất tinh tế cảm nhận được trong cục diện tỉnh Yên có ẩn chứa một tia hy vọng, một chút cơ hội và tìm đến hắn, chắc cũng là do hắn chính là cái mồi lửa. Hạ Tưởng hơi trầm tư, mỉm cười. Đúng hay sai thì dân tỉnh Yên nói không tính, cấp trên nói mới tính. Cho nên mọi người ai cũng nghĩ mình đúng, cũng đều đánh bạc và nghĩ rằng mình sẽ thắng. Vẻ mặt Tiền Cẩm Tùng lộ vẻ không được thỏa mãn lắm với câu trả lời của Hạ Tưởng nên hỏi. Chỉ giỏi đoán suy nghĩ của cấp trên, không còn gì khác nữa à? Có không? Thưa có, suy nghĩ của cấp trên là đại diện cho hướng đi của chính sách, thực ra cũng không cần đoán gì xa xôi mà chỉ cần để ý những bài tin tức hoặc phát biểu trọng điểm là được rồi. Hạ Tưởng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nét mặt Tiền Cẩm Tùng hơi có chút mỉm cười. Vậy thì theo cậu nói, tỉnh Yên này trọng điểm chính là ở mặt nào? Xem ra, Tiền Cẩm Tùng cũng có ý tranh thủ cơn thủy triều sắp tới để đứng vào vị trí đầu sóng ngọn gió.
Hạ Tưởng biết bữa cơm hôm nay không được ngon cho lắm. Quả thật vấn đề mà Tiền Cẩm Tùng nêu ra thật là sắc bén, cũng thật khó để trả lời. Tuy rằng hắn có thể đoán được Tiền Cẩm Tùng có thể là muốn ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản xuất. Bởi ông ta không phải là cán bộ sinh ra lớn lên ở tỉnh Yến này, không có nhiều kiêng dè, hơn nữa trải qua nhiều năm im hơi lặng tiếng, ông ta cũng hiểu khá nhiều về tình hình sách lược quốc gia. Chỉ có điều Hạ Tưởng không dám khẳng định thế lực đứng sau lưng Tiền Cẩm Tùng là ai. Cứ coi ông ta là người kiên định ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thì chưa chắc ông ta đã có thể đứng cùng phe với mình. Cho nên Hạ Tưởng lúc này có phần hơi e dè có nên nói thật những suy nghĩ trong lòng với ông ta hay không. Chủ yếu là do hắn không rõ ý đồ thực sự của Tiền Cẩm Tùng. Khẩu vị dân tỉnh Yến có hơi thiên lệch, thích nhiều muối, nhiều tương, dầu nhưng không thích ăn cay. Có thể là do vậy nên dân ở đây mới bảo thủ như thế. Món cung bảo kê đinh nếu là ở các nhà hàng ở tỉnh Yến nấu thì thường ít bỏ ớt, nhưng xem ra bây giờ sẽ có người hy vọng sẽ bỏ thêm ít ớt mới thấy ngon. Hạ Tưởng có phần hơi do dự nhưng vẫn hàm xúc điểm ra suy nghĩ trong lòng mình. Tiền Cẩm Tùng gật đầu tán thưởng. Thế cậu thì nghĩ thế nào? Ớt là thể hiện sự cấp tiến, cho sự điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Hạ Tưởng cũng ủng hộ việc phá tan không khí cổ xưa của tỉnh Yến hiện nay mà dũng cảm tiến lên phía trước. Dù sao phát triển theo hướng cũ này, tỉnh Yến sẽ ngày càng lạc hậu so với các tỉnh khác. Một lúc mà thêm nhiều ớt quá thì cũng không chịu nổi, nên xem xét đến chuyện có chấp nhận được hay không chứ. Suy cho cùng khẩu vị của người dân địa phương không phải nói là thay đổi được, phải dần dần mới tốt. Hạ Tưởng gần như đã nghĩ ra đối sách cho việc tìm ra thời điểm chớp lấy cơ hội sắp tới, nhưng đối sách lại là cơ hội của bản thân mình, tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai được. Tất nhiên là kể cả Tiền Cẩm Tùng. Đối với vấn đề mà Tiền Cẩm Tùng đưa ra, Hạ Tưởng cũng chỉ nói sơ qua. Tiền Cẩm Tùng nghe xong cũng gật đầu liên tục, Hạ Tưởng nhìn ra được điểm mấu chốt trong thế cục hiện nay cũng là không dễ chút nào. Ông ta sẽ không cho rằng Hạ Tưởng đã nghĩ ra được biện pháp tốt để ứng phó với thế cục hiện tại của tỉnh Yến. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là trưởng phòng tin tức trực thuộc văn phòng tỉnh ủy thôi, sao lại có thể có cái nhìn tổng quan như thế? Tiền Cẩm Tùng cũng tán thành ý kiến của Hạ Tưởng. Bộ trưởng Dịch cũng nói thực ra bây giờ việc điều cậu tới Bắc Kinh đã không còn quan trọng nữa, bởi vì người muốn điều cậu đi khỏi tỉnh ủy tỉnh Yến đã thu tay lại rồi. Nhưng Bộ Ngoại thương lại không thế, chẳng qua nhân cơ hội này mà đánh vào tỉnh Yến, sau thì triệu tập một loạt các hội nghị, đề xuất phê bình kết cấu sản nghiệp kinh tế, tạo thế cho Phó Thủ tướng Hà. Mặc dù đã sớm đoán được nhưng nghe Tiền Cẩm Tùng đích thân nói ra, Hạ Tưởng vẫn thấy hơi giật mình. Nhưng lời nói của Tiền Cẩm Tùng đồng thời lại có hai ý nghĩa, một là mối quan hệ giữa ông ta với Dịch Hướng Sư khá tốt. Hai là ông ta biết rất rõ thái độ của Phó Thủ tướng Hà đối với tỉnh Yến là bất mãn. Bởi vậy nên có thể đoán ra Tiền Cẩm Tùng tuyệt đối sẽ đứng trên lập trường của Dịch Hướng Sư và chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ quan điểm của Phó Thủ tướng Hà khi ông này đi thị sát tỉnh Yến. Tiền Cẩm Tùng một lần nữa lại đối mặt với sự lựa chọn lớn lao về hàng ngũ. Lần này ông ta sẽ chọn đứng về phe của Phó Thủ tướng Hà. Mà Phó Thủ tướng Hà là người thuộc phái trung kiên chủ trương cải cách trong Quốc vụ Viện, thường xuyên có những tranh luận với phe bảo thủ, và là một nhân vật rất có quyền lực. Nhưng thế lực phe bảo thủ trong nước cũng rất mạnh. Ai thắng ai thua còn khó nói trước, vậy nên lần lựa chọn này của Tiền Cẩm Tùng như là một lần đánh cuộc sinh mạng chính trị của mình vậy. Tiền Cẩm Tùng nói thật về bản thân rõ ràng là đang chờ thái độ từ phía Hạ Tưởng. Là một cách thể hiện có thiện chí và cũng hy vọng sẽ nhận được tín hiệu chính trị từ phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền nói, theo ý cá nhân tôi ủng hộ việc phá bỏ kết cấu sản nghiệp lạc hậu hiện nay của tỉnh Yến mà tiến lên. Nhưng lý tưởng và hiện thực bao giờ cũng cách nhau xa. Trước hết là tư tưởng bảo thủ ở tỉnh đã tồn tại lâu đời, muốn đẩy mạnh cải cách chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tiếp nữa, dân tỉnh Yến luôn quan niệm lỗi thời, phú quý thì an cư. Không nói gì to tát. Điều quan trọng là hiện tại môi trường chính trị ở tỉnh Yến không quá cho phép có những động thái điều chỉnh cơ cấu sản xuất trên diện rộng. Cho dù Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm có chung tay thúc đẩy thì phỏng chừng đó cũng là bước đi rất gian nan. Tôi nghĩ ngài đã công tác nhiều năm ở tỉnh ủy, cũng hiểu được tính cách của từng vị thường vụ, cũng sẽ biết rõ là có một số người sẽ tỏ thái độ ủng hộ khi Phó Thủ tướng Hà đi thị sát chứ ạ. Tiền Cẩm Tùng một thoáng chăm chú nhìn Hạ Tưởng. Ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng và ngạc nhiên liền lắc đầu cười. Ai cũng nói cậu có đầu óc kinh tế, mới nói chuyện có một phen mà quả thật có quan điểm kinh tế.
nhưng cái làm tôi ngạc nhiên nhất vẫn là cái nhìn chính trị của cậu, nhìn vấn đề quả thực rất chính xác. Sự thật luôn làm người ta bất đắc dĩ. Trong hội nghị kinh tế phạm vi nhỏ, bí thư Diệp đã nhắc đi nhắc lại chuyện cải cách sản xuất mà không có mấy người hưởng ứng. Những thành phần trong Ủy ban Nhân dân tỉnh là lên tiếng phản đối mạnh nhất, Phó Chủ tịch tỉnh Mã, Phó Chủ tịch tỉnh Tống đều kiên quyết phản đối. Mã Vạn Chính phản đối thì Hạ Tưởng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Điều làm hắn ngạc nhiên là Tống Chiêu Độ cũng phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên nghĩ lại một chút là có thể nghĩ thông ngay. Tống Chiêu Độ tuy bên trong có thể tỏ ra khôn ngoan về đối nhân xử thế nhưng về chính trị, vẫn cứ đi con đường bình ổn, vững chắc, huống hồ ông ta còn là người tỉnh Yến, tư tưởng bảo thủ truyền thống đã ăn sâu vào xương cốt. Con đường phía trước quả thực khó khăn chồng chất, trong kế hoạch của hắn, Tống Chiêu Độ cũng là một mắt xích quan trọng. Hiện tại, Tống Chiêu Độ là người tiên phong phản đối. Hạ Tưởng cúi đầu không nói gì nữa. Tiền Cẩm Tùng cũng lặng thinh một lúc, rồi nói. Hạ Tưởng, cậu có suy nghĩ gì có thể nói với tôi không? Bộ trưởng Dịch nói đã nghiên cứu lý lịch của cậu và phát hiện ra cậu về mặt kinh tế tuy không có nền móng lý luận gì cả nhưng về thực tiễn thì lại rất có năng lực. Đặc biệt qua mấy lần tiến hành thu hút đầu tư ở huyện Bá với huyện An là có thể nhìn ra ngay. Hơn nữa, những hạng mục thu hút đầu tư của cậu đều có tính mục đích cao, rất phù hợp với quy luật phát triển kinh tế, khả năng thu lợi nhuận cao. Xét từ phương diện này, có thể xem cậu là một bán chuyên gia. Dịch Hướng Sư nghiên cứu lý lịch của mình không phải là vì mình đã có chút thành tích mà chính là do Ngô gia muốn dùng sức mạnh muốn điều hắn tới Bắc Kinh. Có lẽ ông ta chỉ là nhất thời tò mò mà làm thế. Từ đó mà phát hiện ra một vài manh mối tất nhiên cũng là không tránh khỏi, bởi những hạng mục mình tiến cử đều là mượn cách nhìn của tương lai, tất nhiên sẽ có những chỗ độc đáo. Nếu nói to tát hơn thì thậm chí có thể nói là nắm bắt được cả nhịp đập thời đại. Đối với một nhà kinh tế học, nền kinh tế tương lai sẽ đi về phía nào là một câu đố đoán được nhưng lại đoán không chuẩn. Ai cũng dựa vào những cái mình đã học để đoán nền kinh tế sẽ đi theo hướng nào, nhưng chẳng có ai nói đúng cả, vì sao vậy? Bởi vì trong quá trình phát triển của nền kinh tế sẽ luôn tồn tại những nhân tố không xác định. Các nhân tố do con người tạo ra, nhân tố thiên tai, thậm chí cả nhân tố chiến tranh. Thế cục chính trị ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. Ngược lại, kinh tế cũng ảnh hưởng tới xu thế chính trị. Giống như nước Mỹ vậy, kinh tế quyết định hoàn toàn chính trị. Không có tiền thì đến tài chính để tranh cử tổng thống cũng không đủ thì làm sao làm được tổng thống. Hạ Tưởng cũng không dám nói mình hiểu nhiều về tương lai nhưng xu thế chủ đạo vài năm sau này thì vẫn biết một chút. Nắm rõ phương hướng chủ yếu thì trong lòng sẽ thấy chắc chắn và không làm mất đi mục tiêu. Đó chính là ưu thế, cơ sở lớn nhất của hắn. Hạ Tưởng lắc đầu khiêm tốn. Đâu có ạ, tôi xuất thân không phải kinh tế học, càng chưa từng học qua chương trình kinh tế nào cả. Đừng nói là bán chuyên gia chứ thực ra chỉ là dân ngoại đạo thôi ạ. Bộ trưởng Dịch quá đề cao tôi rồi. Tôi không dám nhận, không dám. Hắn khoát tay, cười ngượng ngùng. Tiền Cẩm Tùng vội cười. Nụ cười của Hạ Tưởng khiến ông ta cảm thấy có sự chân thành ở bên trong. Điều này làm cho ông ta thêm phần cảm tình với Hạ Tưởng. Chuyện cậu và Sĩ Kỳ gặp nhau, cậu ta có nói với tôi rồi. Tiền Cẩm Tùng đột ngột đổi đề tài. Nói ra nguyên nhân tại sao ông ta lại có hứng thú với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sửng sốt, Tiền Cẩm Tùng quả nhiên là một tay lợi hại. Thử thách mình cả buổi, cái gì cũng không chịu nói rõ, chỉ nói đi nói lại quanh mấy chuyện thế cục tỉnh Yến với Bộ Ngoại thương. Hạ Tưởng còn nghĩ là ông ta đang thử mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Ngô gia hoặc là thử mình về vấn đề kinh tế của tỉnh Yến. Hóa ra là giấu giếm huyền cơ về mối quan hệ mật thiết giữa Tiền Cẩm Tùng và Đan Sĩ Kỳ. Những nhân vật chính trị, không nói đến cấp tỉnh thì những người ngồi đến chức cán bộ cấp cao của sở, có ai không phải là người khéo léo. Chốn quan trường trong nước là nơi phức tạp nhất, nhưng cũng là nơi dễ xuất hiện nhân tài nhất. Không có mưu cơ và cách đối nhân xử thế khôn khéo thì ai có thể một mạch lên tới hàng ngũ cán bộ cao cấp. Trong nước có gần 2 triệu cán bộ cấp phòng, trong khi cán bộ cấp tỉnh chỉ có vài trăm nghìn, tỷ lệ đào thải thật là lớn. Có khả năng từ cấp cục mà tiến vào cán bộ cấp sở thì không thể nào là người không có năng lực, không chỉ là người có chỗ dựa mà còn là người chặt chẽ, cẩn thận. Tiền Cẩm Tùng một tay giở mánh khóe vòng vo, cũng may mà Hạ Tưởng coi như thẳng thắn, nói năng vừa phải không ít không nhiều, không xa không gần khiến ông ta không thể nào tìm ra điểm sai sót. Nghĩ lại cuộc đàm thoại thao thao bất tuyệt với Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn,
Hạ Tưởng không khỏi lắc đầu cười. Chuyện này vào tai Tiền Cẩm Tùng, thảo nào ông ta nhìn mình với con mắt khác. Kiến nghị điều chỉnh kinh tế thành phố Đan Thành chính là do hắn kết hợp với thực tế sau này, lại có thêm những kiến thức lý luận mới học được, cho nên mới tổng hợp lại thành kết tinh tâm huyết. Chương 405, chủ động xuất kích. Kiến nghị của cậu về mặt kinh tế của thành phố Đan Thành rất sâu sắc, thậm chí làm tôi phải nghi ngờ mất một dạo, rằng có phải cậu đang âm thầm tu dưỡng kiến thức kinh tế học hay không. Không thể không nói, cái nhìn của cậu rất chuẩn, nhất là chuyện thông tuyến đường sắt ở nhà máy thép Đan Thành, giải quyết chính xác bài toán khó về vấn đề vận chuyển trong các nhà máy thép trong nước. Lúc ấy tôi nghe xong vỗ tay tán dương mãi. Tiểu Hạ ạ, tôi dám nói rằng có nhiều chuyên gia kinh tế sẽ phải khen ngợi cậu không ngớt lời đó. Trong mắt Tiền Cẩm Tùng lóe lên một tia sáng, có thể thấy ông ta rất tâm đắc với ý tưởng đường sắt chuyên dụng nối thẳng sang cảng Hoàng Hoa của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hơi ngượng ngùng. Hắn chẳng qua chỉ là mạo danh tâm huyết của thế hệ chuyên gia đời sau mà nói ra sớm trước vài năm. Nhưng nếu quả thực có thể kiến nghị về đường sắt trước vài năm như vậy thì cũng đáng thử một lần. Có thể khiến nhà máy thép Đan Thành trong cuộc cạnh tranh giá cả sắp tới còn có thể tự bảo vệ được mình. Trưởng ban thư ký quá khen rồi ạ, tôi cũng chỉ là nghiên cứu phương pháp của mấy chi nhánh nhà máy khác ở vùng Duyên Hải mới nghĩ ra ý đó. Thực ra cũng chẳng có gì là sáng tạo. Chẳng qua là nghĩ đến trước thiên hạ một bước thôi. Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ rất khiêm tốn. Đi trước người ta một bước chính là một thương cơ lớn, chậm một bước thì càng dễ bị lạc hậu. Tiểu Hạ, về kiến nghị thi công tuyến đường sắt của cậu, tôi hoàn toàn tán thành. Chỉ cần Đan Thành báo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, tôi sẽ ra sức thúc đẩy việc này. Tiền Cẩm Tùng có chút thâm ý gì đó, liếc nhìn Hạ Tưởng một cái rồi nói. Tôi là tránh văn phòng tỉnh ủy. Cậu là trưởng phòng thông tin mà hầu như chưa bao giờ thấy cậu báo cáo tình hình công việc với tôi cả. Có chút bất hợp tình lý phải không nào? Vâng, vâng, sau này tôi chắc chắn sẽ cố gắng chăm báo cáo lên ngài. Chỉ có điều là phó bí thư thôi hay trực tiếp gọi tôi qua. Lãnh đạo lên tiếng, tôi chẳng nhẽ lại không nghe. Hạ Tưởng đáp, cũng hàm xúc nói ra sự thật thôi hướng hay chủ động gọi hắn tới văn phòng. Phó bí thư thôi còn bảo tôi viết một bài báo cáo tư tưởng cho ông ấy xem, tôi đã viết xong. Phó bí thư thôi có việc chỉ bảo, đó cũng là sự tôn trọng cậu nên nhất định phải làm cho tốt. Tiền Cẩm Tùng nói đến đây thì dừng lại. Giữa ông ta và Hạ Tưởng không tùy ý như Tống Chiêu Độ với Trần Phong. Có được thu hoạch như hôm nay coi như tạm ổn, mọi việc cứ để dần dần sẽ tới, cũng không gấp được. Báo cáo tư tưởng cũng phải đưa cho tôi một bản. Nhân tiện thông báo cho phó bí thư thôi một tiếng. Hạ Tưởng đã hiểu, ý của Tiền Cẩm Tùng là muốn gửi tới thôi hướng một tín hiệu, rằng mọi chuyện không cần phải lúc nào cũng phải qua mặt ông ta mới là người thực tế lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy đó. Một bữa ăn mà tới những hơn một tiếng đồng hồ. Hạ Tưởng và Tiền Cẩm Tùng đi ra đến sân tỉnh ủy thì chia tay nhau, người đi phía nhà tỉnh ủy, kẻ đi phía dãy nhà chính. Về đến văn phòng. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống thì Dương Thiên Khách gõ cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười, trịnh trọng đặt hộp cơm lên bàn Hạ Tưởng, nịnh. Trưởng phòng Hạ, hộp cơm của anh tôi để đây, tôi còn lấy nước sôi trụng qua khử bớt độc rồi. Hạ Tưởng tỏ ra lịch sự, gật đầu nói. Làm phiền phó trưởng phòng Dương quá, cảm ơn nhé. Dương Thiên Khách vội vàng xua tay. Chuyện nhỏ mà, phiền hà gì. Đúng rồi, trưởng phòng Hạ. Quan hệ giữa anh và trưởng ban thư ký Tiền cũng tốt nhỉ. Mặc cho giọng điệu có vẻ thăm dò của Dương Thiên Khách, Hạ Tưởng vẫn nghe được, y không chỉ đang hỏi về mối quan hệ giữa mình với Tiền Cẩm Tùng mà còn có khả năng đang có chuyện nhờ vả, liền nói. Quan hệ cũng bình thường, không hẳn là thân. Trưởng phòng Dương có chuyện gì thì cứ nói rõ ra. Chuyện gì giúp được thì tôi sẽ ra tay giúp, còn ngoài khả năng thì tôi cũng chịu. Dương Thiên Khách cười ngượng ngùng. Nghe Hạ Tưởng nói vậy cứ nghĩ là Hạ Tưởng khách khí mà từ chối nên không dám nói nữa. Ngần ngừ một lúc y lại nghĩ thử một lần nữa cũng không sao nên cất lời. Thằng con tôi cũng đang làm ở văn phòng tỉnh ủy, thuộc phòng quản lý hưu trí. Tôi nhờ người ta xin cho nó về ủy ban thành phố, bên đó cũng đồng ý rồi, nhưng mà bên phòng nhân sự tỉnh ủy thì lại chưa cho người đi. Tôi có nhờ mấy người mà chưa có tác dụng gì cả. Liệu trưởng phòng Hạ có thể nói hộ với trưởng ban Tiền một câu với lãnh đạo phòng phụ trách cán bộ hưu trí được không? Mấy phòng quản lý hưu trí hay phòng cán bộ sắp về hưu, làm bên mấy chỗ đó vẫn không bằng phòng tin tức này.
Dương Thiên Khách dựa vào quan hệ mà điều con trai hắn vào ủy ban thành phố thì chắc chắn sẽ được vào chỗ tốt. Chỉ quan trọng là quan hệ giữa Dương Thiên Khách và phó chánh văn phòng Kế Kiệt khá tốt. Có Kế Kiệt lên tiếng thì phòng nhân sự lẽ nào không cho người đi? Hạ Tưởng liền hỏi. Ông nhờ phó chánh văn phòng Kế ra mặt là xong mà. Dương Thiên Khách lắc đầu thất vọng. Trưởng phòng nhân sự chỉ quan tâm đến trưởng ban thư ký tiền thôi, lời người khác nói không nghe đâu. Phó chánh văn phòng Kế cũng có hỏi thăm rồi nhưng ông ta nói là không đúng quy định. Phó chánh văn phòng Kế cũng không có cách nào cả. Ở nơi đâu cũng có mâu thuẫn, đối lập, Hạ Tưởng cũng rõ ra được một số điều. Dương Thiên Khách và Kế Kiệt có vẻ rất thân cận, mà Kế Kiệt là người của Thôi Hướng, có khả năng là thường xuyên ra oai nên làm cho một số người bất mãn. Tiền Cẩm Tùng mặc dù kiêm chức chánh văn phòng tỉnh ủy, nhưng chắc chắn là không lo được hết, quyền hành giao cho cấp dưới cả. Kế Kiệt vì có Thôi Hướng làm chỗ dựa nên có đất phát triển lớn mạnh. Nhưng Tiền Cẩm Tùng cũng không hẳn là không nắm chút quyền hành nào trong tay. Phòng nhân sự tập trung bao nhiêu người trong đó. Lại là tiểu nhân tranh giành nhau, Hạ Tưởng không muốn nhúng tay vào chút nào, định tìm lý do để thoái thác, nhưng thấy Dương Thiên Khách hơn mình vô số tuổi, lại nhìn vẻ mặt tươi cười lấy lòng của ông ta, nên không khỏi có chút động lòng, thấy thương cảm cho tấm lòng người cha người mẹ. Thôi vậy, giúp ông ta một lần. Để tôi xem, phải tìm cơ hội đã. Ông đừng có lo quá, không thể vì một chuyện nhỏ thế này mà ra mặt tìm Tiền Cẩm Tùng được. Tôi chỉ có thể nói chờ lúc nào có cơ hội tốt, nói được thì nhân tiện đó tôi sẽ nhắc chuyện này ra là được rồi. Dương Thiên Khách vốn nghĩ mình từng đắc tội với Hạ Tưởng, nghĩ hắn chắc chắn sẽ không nhận lời giúp. Chẳng qua là vì hiện tại ông ta đã hết cách nên mới dám đánh liều cúi mặt, vì tiền đồ của thằng con trai mà dám mở miệng nhờ vả. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ trần trừ chốc lát rồi nhận lời. Dương Thiên Khách mừng rỡ ra mặt, không biết nói thế nào cho phải, chỉ biết trịnh trọng gật đầu mà nói. Cảm ơn trưởng phòng Hạ, sau này cứ xem mọi hành động của tôi nhé. Nói xong, ông ta quay lưng đi luôn. Hạ Tưởng cũng không để ý ông ta nói thế là có ý gì nên không biết được rằng mình hảo tâm một lần như vậy đã gián tiếp giúp mình vượt qua một khó khăn. Bởi lẽ Kế Kiệt lúc đó đang âm thầm cấu kết với mấy phó chánh văn phòng để đưa ra những điểm nghi ngờ và nhận xét phê bình về đề xuất an toàn thông tin mạng của Hạ Tưởng nhằm chỉ trích Hạ Tưởng đã gây ra bầu không khí căng thẳng. Nhưng lại bị Dương Thiên Khách vô tình tiết lộ ra cho Hạ Tưởng biết trước. Kết quả là Hạ Tưởng đã chuẩn bị đầy đủ một loạt chứng cứ và tài liệu phản bác trong hội nghị, khiến cho Kế Kiệt và nhân viên kỹ thuật phải ngậm miệng và còn làm cho bài phát biểu phê bình được chuẩn bị hoành tráng của Kế Kiệt không còn đất phát huy. Bài hát đệm đi qua, mới đó đã đến trung tuần tháng 3. Một cuộc họp của Bộ Ngoại thương vừa qua lại đến lượt tiến hành đánh giá kết cấu sản xuất của tỉnh Yến. Cũng lúc đó, những bài viết về bước điều chỉnh mới kết cấu sản nghiệp cũng bắt đầu tạo dựng vị thế. Không lâu sau đó thì chính thức xác định vào đầu tháng 4, Phó Thủ tướng Hà sẽ tiến hành thị sát tỉnh Yến. Cùng lúc, các hội nghị lớn nhỏ diễn ra không ngừng. Cuộc sống của nhiều thư ký cũng trở nên mất thoải mái, bởi vì dạo này sắc mặt của các lãnh đạo đều không được tốt, rất dễ nổi nóng nên ai cũng phải cẩn thận không thì lại động chạm vào, hỏng súng. Hạ Tưởng cũng gặp phải không ít phiền phức. Đầu tiên là Nghiêm Tiểu thì kinh doanh mỹ phẩm gặp khó khăn, hàng tiêu thụ rơi vào tình trạng bão hòa, lợi nhuận cùng lúc bắt đầu xuống nên nhờ Hạ Tưởng nghĩ cách giúp. Hạ Tưởng bảo Nghiêm Tiểu thì cứ bay sang Paris ở một thời gian, rồi đi dạo một lượt khắp các tiệm mỹ phẩm bên đó rồi chắc chắn sẽ tìm ra mục tiêu mới. Tiếp đến là chuyện của Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm có thai, bụng đã lớn lắm rồi, không ra ngoài tham gia hoạt động được. Hạ Tưởng cho cô ta sang nước ngoài sinh thì lại không chịu, cuối cùng khuyên can mãi cô ta mới chịu. Rồi cô lại quấn quýt lấy hắn chuyện đặt tên cho con mà người ta không biết là tên con trai hay con gái. Đặt tên cho bé trai, Hạ Tưởng cũng không được sảnh sỏi lắm. Nghĩ ra được tên nào thì cô đều không vừa lòng, khiến hắn phải nghĩ mãi nhức cả đầu, cuối cùng thì nghĩ ra cái tên Liên Nhược Thiêm. Vệ Tân và Liên Nhược Hạm tình cảm có vẻ gắn bó. Cô ta này cũng là sinh viên năm cuối rồi, để cô ta lấy danh nghĩa nhân viên thực tập để đưa Liên Nhược Hạm sang Mỹ chờ sinh. Liên Nhược Hạm vừa đi khỏi thì Cao Lão lại đến tìm Hạ Tưởng, nhờ hắn cho một ý tưởng về hai mảnh đất nhà máy thép và nhà máy dược. Ban đầu tạm cho thành khu nhà ở nhiều tầng, đó cũng là chủ ý của Hạ Tưởng. Vài năm tới, tỉnh Yến quy định không được xây dựng nhà ở nhiều tầng, toàn bộ phải phát triển theo hướng cao tầng hóa. Nhà ở cao tầng có lợi cũng có cái hại.
khối kẻ nhiều tiền vẫn thích ở những khu nhà cao tầng có tầng ngầm. Cảm giác không gian rộng rãi, sáng sủa trong tiểu khu có thể nhìn thấy một cách bình thường cả bầu trời, không còn cảm giác tù túng. Cao lão cũng tán thành ý kiến của Hạ Tưởng, nhưng yêu cầu hắn thiết kế một ý tưởng, một khu thành chân quý uyển, một khu thì là điển tàng cư. Hàm ý không nói thì cũng biết, sau này chắc chắn sẽ có một không hai, đáng để trân trọng và gìn giữ. Ưu điểm hút khách lớn nhất của hai tiểu khu chính là không gian rất lớn, rộng rãi. Toàn bộ là kiến trúc dưới 6 tầng, sức chống động đất lớn. Diện tích xanh hóa ở tiểu khu đến 60%. Đương nhiên, cái giá phải trả đó là giá phòng sẽ cao hơn giá bình quân ở tỉnh Yến này nhiều. Cái chính là nhận thức về tinh phẩm. Hạ Tưởng không thoái thác được, đành phải tranh thủ thời gian thiết kế sơ lược rồi bảo Tào Thù Lê bổ sung thêm chi tiết. Tào Thù Lê rất chăm chú tới hai bản thiết kế này, tự mình mày mò, còn sáng tạo ra nhiều chi tiết mới. Cô nói với Hạ Tưởng, anh có biết sao em lại chú tâm vào thiết kế này không? Hạ Tưởng lắc đầu, em muốn thiết kế chân quý uyển và điển tàng cư giống như thiết kế cho bản thân mình. Em rất thích những khu nhà không cao lắm, chỉ thích cảm giác rộng rãi, sáng sủa. Anh thấy sau này chúng ta có nên mua lấy một căn ở đó không? Không nên, dễ bị người ta nói ra nói vào lắm. Hạ Tưởng vội từ chối, Liên Nhược Hạm tuy nói là đang ở nước ngoài, nhưng cô ta có thể về bất cứ lúc nào. Chân quý uyển và điển tàng cư cách Liên Cư không xa, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là đến rồi. Có gì không ổn sao? Tào Thù Lê nửa cười nửa không, nhìn Hạ Tưởng chăm chú, vẻ mặt như đang thắc mắc, lại vừa như đang cố ý chọc ghẹo. Cao lão đã đưa một khoản lớn công thiết kế, nhận cũng dở mà không nhận cũng không được, chỉ bằng lấy đó làm tiền mua nhà. Có phải anh đang lo Liên Cư ở gần đó, tiện quá lại thành ra bất tiện, đúng không nào? Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê nói trúng tim đen vội cười ha ha. Chỉ giỏi nghĩ linh tinh, không lo mà thiết kế hạng mục đi, đừng có mất tập trung. Tào Thù Lê cười đắc ý. Đừng chột dạ nhé, em chưa trách gì anh, chưa gì. Cô tự nhiên lại thở dài nói. Trước tới giờ em chưa ép anh làm gì cả, nhưng mà chuyện phòng ở chân quý uyển và điển tàng cư thì em quả thực rất thích. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, Hạ Tưởng đã không kìm được lòng mình, tiến lên ôm lấy cô, cảm nhận thấy cơ thể hơi chút đẫy đà, gác nhẹ cằm mình lên mái tóc cô mà nói. Được rồi, theo ý em, anh thì thế nào cũng được, tùy em quyết định. Hạ tuần tháng 3, sau khi Khâu Tự Phong đến thành bảo nhậm chức khoảng hơn tháng, Phó Tiên Phong cũng từ thủ đô chuyển tới thành phố Yến, đảm nhận ghế phó bí thư thành ủy. Khi Vương Bằng Phi chuẩn bị lên đường đi thành phố Vĩnh Hằng nhậm chức, Hạ Tưởng cũng đã đến tiễn chân. Phó Tiên Phong lên cầm quyền, thế cuộc cân bằng của thành Yến lại một lần nữa bị phá vỡ. Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa vốn có chút chưa quyết đoán, nay Phó Tiên Phong nhậm chức chưa lâu, mà đã nhanh chóng làm thân qua lại, thêm cả Đàm Long nữa, tạo thành một liên minh vững chắc, một lực lượng khó có thể coi thường ở tỉnh Yến. Trong khi đó, thế cục trong tỉnh cũng có đang có hướng biến động mới. Thôi Hướng và Trương Kiến Quốc ngày càng xích lại gần nhau. Dù Trương Kiến Quốc là bên quân đội, tiếng nói ở địa phương không mạnh nhưng lại có quyền bỏ phiếu trong hội nghị thường vụ. Hơn nữa, quan hệ giữa Thôi Hướng và Bí thư Đảng ủy Công an Lý Bình Văn cũng rất mật thiết. Ba người đó cũng tạo nên một phe. Còn có một tin liên quan nữa là trưởng ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên bị điều sang tỉnh bên nhậm chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Còn một ông phó trưởng ban tuyên giáo ở tỉnh nào đó phía đông bắc thì đến tỉnh Yến giữ vị trí này, tên là Mã Tiêu, là chi trưởng của phó gia. Lực lượng của Thôi Hướng ngày càng lớn mạnh, nói về cơn thủy triều sắp tới, hắn tha hồ đắc ý, tin chắc là mình sẽ đứng lên đầu thiên hạ. Thôi Hướng cũng thầm hạ quyết tâm, trong thời gian Phó Thủ tướng Hà đi thị sát phải tranh thủ nêu ra những kiến giải độc đáo của mình về vấn đề điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, hy vọng sẽ nhận được sự tán thưởng của Phó Thủ tướng Hà. Cuối tháng 3, trước hôm Phó Thủ tướng Hà đến thị sát, tỉnh Yến tổ chức hội nghị kinh tế toàn tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Diệp Thạch Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng tham dự hội nghị và có bài nói chuyện quan trọng. Phó Bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng chủ trì hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thuộc chính đảng các thành phố, những nhân vật phụ trách chủ yếu trong các đơn vị trực thuộc, các đại biểu trong giới kinh doanh cũng tham gia hội nghị. Bình thường thì hội nghị kinh tế toàn tỉnh chỉ tổ chức vào cuối năm, nhưng cuối năm ngoái xảy ra chuyện ở Bộ Ngoại thương, với lại,
có điện thoại của Phó Thủ tướng Hà làm cho Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng lo lắng nên đã không triệu tập hội nghị theo đúng thời gian. Ra năm tổ chức hội nghị trước hôm Phó Thủ tướng Hà đến thăm cũng là nhằm khoe thể diện trước Phó Thủ tướng, để ngài thấy được mức độ coi trọng đến công tác phát triển kinh tế của tỉnh, và còn thể hiện sự coi trọng hết sức chuyến thị sát của Phó Thủ tướng. Vì phải tham dự hội nghị kinh tế toàn tỉnh mà Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cùng lúc tới Phố Yến. Tào Vĩnh Quốc là đại diện của Thành Bảo nên cũng có mặt tại hội trường. Lạ một điều là thị trưởng Thành Bảo Nhâm Khánh Chi lại không tham gia, trong khi đó Khâu Tự Phong lại xuất hiện với tư cách là đại biểu chính quyền địa phương. Thế là qua sự giới thiệu của Hạ Tưởng, Bí thư Thành ủy và Phó thị trưởng Thành Bảo cùng Bí thư Thành ủy và Phó thị trưởng Đan Thành nhân cơ hội giờ ăn trưa đã ngồi lại với nhau. Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ coi như khá thân thuộc, mặc dù chưa nói chuyện với Vương Tiếu Mẫn lần nào nhưng sau khi gặp, đàm đạo về kinh tế và tình hình hiện tại thì cũng có vẻ hợp nhau. Khâu Tự Phong cũng tiến bộ lên không ít, nói chuyện công việc với Tào Vĩnh Quốc cũng học được nhiều thứ, không kể là những kiến thức lý luận hay cách làm quan, hắn đều thu được không ít điều có lợi. Mấy người nói đi nói lại, sau cùng chuyển qua đề tài chuyến thị sát sắp tới của Phó Thủ tướng Hà. Vương Tiếu Mẫn rất coi trọng suy nghĩ của Hạ Tưởng, đầu tiên là hỏi Hạ Tưởng xem nhìn nhận như thế nào về cuộc thị sát lần này của Phó Thủ tướng Hà. Hạ Tưởng ngồi ngay trước mặt Tào Vĩnh Quốc, lại có thêm bao nhiêu lãnh đạo ở đó nên không muốn nói thật ra hết suy nghĩ của mình đành nói. Tôi nghĩ kết quả cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nghĩa là tỉnh Yến chắc chắn phải đưa ra cho Phó Thủ tướng một lời phúc đáp. Vấn đề cải cách kết cấu sản xuất phải có một cách lý giải rõ ràng. Muốn mở rộng toàn bộ thì chắc chắn là không thể rồi, nhưng nếu chọn một vài thành phố để tiến hành cải cách thí điểm thì hợp lý hơn. Đó cũng là cách tốt nhất hiện nay. Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ nhìn nhau cười ha hả. Hạ Tưởng không hiểu, ngờ ngợ hỏi lại. Tôi nói sai gì sao? Đâu có, chẳng những không sai mà còn nói rất hay. Đan Sĩ Kỳ xua xua tay. Sau cùng thì dừng lại trên mâm cơm trên bàn, gõ gõ vào mâm rồi nói. Tiểu Hạ, thấy tài năng và nhãn quan của cậu hiện nay thì việc làm một thị trưởng cũng không thành vấn đề. Cái tôi lo là cả tỉnh có tới mười mấy mâm cơm, Bí thư Diệp và Chủ tịch Phạm sau cùng sẽ chọn chúng cái nào đây? Tỉnh Yến có cả thảy 11 thành phố cấp thị xã. Xem chừng các bí thư đều nghĩ giống như Đan Sĩ Kỳ, không muốn bị tỉnh ủy chọn thành nơi thí điểm. Làm thành phố thí điểm không có gì là hay ho cả. Nếu thí điểm thành công thì thành tích chỉ thuộc về những cán bộ lãnh đạo ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Còn nếu thất bại thì, xin lỗi, là bí thư thành ủy với thị trưởng làm việc không đến nơi đến chốn, lãnh đạo bất lực. Trong bốn người đó, chỉ có Đan Sĩ Kỳ là có vẻ lo lắng, còn Khâu Tự Phong và Vương Tiếu Mẫn thì im lặng không nói. Tào Vĩnh Quốc thì chăm chú nhìn Hạ Tưởng. Đan Sĩ Kỳ chợt lên tiếng. Tiểu Hạ, cậu ở tỉnh ủy gần các vị lãnh đạo nhất, có nghe phong thanh tin tức gì không? Có biết họ sẽ chọn nơi nào không? Hạ Tưởng lắc đầu, nhìn sang Vương Thiếu Mẫn và Khâu Tự Phong một cái rồi cười. Bí thư Đan không cần lo lắng thế đâu, cứ cho cuối cùng cũng chọn được một nơi trong tỉnh, nhưng trong một lúc không thể quyết định ngay được. Bởi lẽ mỗi nơi đều có lý do để đưa ra thoái thác, tỉnh cũng khó xử. Không thể cưỡng ép phân bổ, cũng không thể bắt người ta quyết định. Khả năng lớn nhất là thỏa hiệp, ngoài thỏa hiệp và cân bằng ra, không còn cách nào khác. Khâu Tự Phong tiếp lời. Từng nơi đề cử, sau đó lại từng nơi phủ quyết. Cuối cùng chỗ nào có hậu thuẫn mạnh thì được, đúng là một vở kịch chính trị hay ho. Tôi lại nghĩ thành phố nào chủ động xin phép tỉnh ủy với ủy ban nhân dân thì không những thu được cảm tình từ phía tỉnh mà còn có thể chủ động yêu cầu những điều quan trọng nhất trong chính sách, đó cũng giống như mình chủ động ra quân để thực hiện các phương pháp của mình. Hạ Tưởng đột nhiên nói một câu như vậy rồi nhìn sang phía Vương Thiếu Mẫn. Biết đâu còn thu được kết quả không ngờ tới ấy chứ. Vương Thiếu Mẫn vẫn không nói gì, trong lòng bỗng gợn lên một cảm xúc gì đó về lời bàn của Hạ Tưởng. Tình hình thành phố Đan Thành hiện nay chính là đang điều chỉnh kết cấu sản xuất. Cho dù là thi công tuyến đường sắt nối ra biển hay là đánh con bài du lịch văn hóa quê hương của thành ngữ thì đối với Đan Thành mà nói, đều là những pha xuất kích xưa nay chưa hề có. Và tất sẽ đem lại cho vùng đất này một không khí hoàn toàn mới. Chương 406, đánh cuộc chính trị. Mặc dù sau khi Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ thảo luận thì đã quyết định việc đầu tiên phải làm là xây dựng tuyến đường sắt, đối với việc phát triển du lịch thì chậm một chút đã, dù sao đây cũng là hai hạng mục lớn,
hội nghị thường vụ cũng sẽ có thanh âm hoài nghi rằng bí thư và thị trưởng liên hợp để quyết định sự tình, hơn nữa cũng cần phải tôn trọng ý kiến của các ủy viên thường vụ khác, ý kiến thảo luận cũng phải tập trung, dân chủ. Cái điều chính yếu nhất chính là ông ta biết mở rộng văn hóa du lịch của quê nhà thì cần đầu tư lớn về chính sách nhưng nguồn tài chính thu về lại không dễ dàng. Nhưng từ trong lời nói của Hạ Tưởng, Vương Thiếu Mẫn đột nhiên phát hiện một kỳ ngộ thật lớn. Chủ động đề xuất với tỉnh về việc thành phố Đan Thành xin trở thành thành phố thí điểm, nếu như vậy thì chắc chắn tỉnh sẽ rất cao hứng, như vậy thì sẽ có các bồi thường khác, từ đó nếu đề xuất việc xin tài chính của tỉnh thì có thể sẽ được phê duyệt dễ dàng hơn. Nhưng Vương Tiếu Mẫn cũng rất rõ ràng rằng nếu không thực hiện thành công việc thí điểm thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng, thành phố Đan Thành thì cũng không có tổn thất gì, mà tổn thất lớn nhất chính là sinh mạng chính trị của ông ta. Có khả năng từ đây về sau tiền đồ của ông ta vô cùng ảm đạm, từ vị trí thị trưởng có thể phải rời khỏi sân khấu chính trị. Nhưng nếu làm thí điểm thành công, chẳng những có thể vì thành phố Đan Thành mang về hiệu quả và lợi ích kinh tế thật lớn, vị trí thành phố Đan Thành sẽ thay đổi trong bảng xếp hạng của tỉnh mà còn vì nhân dân Đan Thành mang lại nhiều lợi ích thực tế. Hơn nữa, nếu có thành công như vậy còn làm cho sinh mạng chính trị của ông ta thêm rạng rỡ, vinh dự. Còn làm người ta động tâm hơn cả chính là nếu thành phố Đan Thành mà thực hiện thành công thì còn có thể kinh động tới Phó Thủ tướng. Đến lúc đó Phó Thủ tướng Hà tự mình thị sát thành phố Đan Thành thì một người ở vị trí thị trưởng như ông ta sẽ được lọt vào mắt xanh của Phó Thủ tướng Hà, về sau sân khấu chính trị lại càng mở rộng hơn. Có thể nói, việc thành phố xin thực hiện thí điểm, nếu thành thì sẽ thành danh, nếu thất bại thì sẽ thất bại thảm hại. Đây là cuộc phiêu lưu chính trị vô cùng mạo hiểm, chẳng khác gì một vụ đánh cuộc trong chính trị. Đánh cuộc, hay là không đánh cuộc, Vương Thiếu Mẫn ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ nhiều năm biết rõ rằng đạo lý tất cả phải lấy sự ổn định làm hàng đầu. Nhưng đúng là ông ta không cam lòng với những việc bê bối trong đảng bây giờ, muốn làm lớn một lần, nếu đi tới thành phố Đan Thành trở thành thị trưởng Đan Thành thì nên có lý tưởng phải tạo phúc một phương. Đã là người trong chốn quan trường, mặc kệ đã thấy ít nhiều sự hủ bại, thấy người nhiều hơn việc. Thấy nhiều người không vì cái lợi ích chung nhưng mỗi người đều có lý tưởng chính trị, đều có nguyên tắc căn bản của con người. Nếu nói dám vì thiên hạ thì điều đầu tiên phải có dũng khí và quyết tâm để trả giá cho việc mình làm, ông ta có lý tưởng và khát vọng thì cũng cần gánh vác các hậu quả nghiêm trọng của sự thất bại. Ông ta cũng có sự chuẩn bị tâm lý, lại nhìn thấy vẻ mỉm cười và ánh mắt cổ vũ trên mặt Hạ Tưởng, ông ta minh bạch một điều rằng Hạ Tưởng cũng có lý tưởng chủ nghĩa của hắn. Chẳng qua Hạ Tưởng có ý tưởng nhưng không có vị trí để thực hiện nên trên thực tế hắn đã ám chỉ mình nên làm, đem hy vọng và lý tưởng ký thác ở trên người mình. Trong nháy mắt Vương Thiếu Mẫn cảm giác được tình cảm mãnh liệt bắt đầu dâng trào trong người, hai bàn tay ông ta nắm chặt lại, nói rất khí phách. Thành phố Đan Thành nếu đề xuất xin thì sẽ nắm chắc được mấy phần. Đan Sĩ Kỳ hoảng sợ. Cạm bẫy như vậy mà anh cũng nhảy vào, lại còn chỉ có nắm chắc mấy phần. Xin anh. Thiếu Mẫn, anh không cần kích động, chính trị không thể lồng tình cảm vào mà được. Tào Vĩnh Quốc cũng nhìn ra ý tưởng của Hạ Tưởng liền hỏi. Có phải con đang muốn thành phố bảo cũng chủ động xin? Hạ Tưởng gật gật đầu. Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái. Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng cũng coi là rất quen thuộc. Theo từng bước Hạ Tưởng đẩy mạnh để từ từ bộc lộ ra quan điểm của mình thì Khâu Tự Phong cũng mơ hồ đoán được ý đồ của Hạ Tưởng. Mặc dù đối với việc vì sao Hạ Tưởng phải khuyên bảo thành phố Đan Thành và thành phố bảo chủ động xin làm thí điểm thì y không rõ lắm, nhưng y rất chắc chắn một việc chính là đối với những người thân, bạn bè thì Hạ Tưởng luôn rất coi trọng. Thành phố Đan Thành và thành phố bảo đều là những nơi có quan hệ rất chặt chẽ với Hạ Tưởng, có thể nói đây đều là những nơi xem như thân thiết nhất, chắc chắn hắn sẽ không có tâm tư hại người. Hơn nữa, căn cứ vào sự hiểu biết của Khâu Tự Phong với Hạ Tưởng thì tuy rằng cách làm việc Hạ Tưởng không có nhiều điểm cố kỵ, rất phóng khoáng tuy nhiên tuyệt đối là hắn không có tâm tư cố ý hại người khác. Đương nhiên, sự cẩn thận của Hạ Tưởng thì Khâu Tự Phong cũng có thể lý giải, cán bộ xuất thân từ người bình thường thì người nào không phải rất cẩn thận mới tiến lên được địa vị cao. Xuất thân là người trong thái tử đảng, y có thể không cần lo đến thế sự đảo điên, không cần để ý đến ánh mắt của chỗ dựa, có thể nghĩ gì làm nấy. Bởi vì hậu trường của y quá mạnh. Còn các cán bộ xuất thân trong các gia đình bình thường thì khác hẳn, thật vất vả mới có hậu trường, mà như vậy cũng còn phải thường xuyên tìm cơ hội, thời gian để quan hệ thêm tốt với hậu trường của mình, đỡ phải việc nếu chẳng may một ngày nào đó đắc tội với hậu trường của mình, nếu mất đi sự ủng hộ thì lại sẽ trở về điểm xuất phát như cũ.
Mình ở trong thái tử đảng, nếu có làm việc gì đi nữa, hậu trường có tức giận thì cũng phải vì con vì cháu mà thu dọn tàn cục. Còn các cán bộ xuất thân từ các gia đình bình thường thì khác hẳn, nếu làm ra thành tích thì trên mặt hậu trường có thêm ánh sáng, nếu thất bại thì hậu trường buông tay mặc kệ. Khâu Tự Phong làm quan ở huyện An mấy năm, tuy mới hiểu được một phần nhưng những thu hoạch này đã là rất lớn rồi, nhất là học được những gì từ trên người hạ tưởng, ví dụ như nếu có thể hợp tác điều gì thì tận lực hợp tác, nếu như đối phó thì phải kiên quyết toàn lực. Cho nên đối với đề nghị của hạ tưởng thì tuy rằng y không hiểu được rõ toàn bộ, nhưng cũng sẽ không phản đối. Bởi vì hạ tưởng luôn luôn có lý do để người ta tin phục. Hơn nữa, ngay từ đầu thì hạ tưởng đã nói rất rõ rằng, thứ nhất nếu chia sẻ sự lo lắng với tỉnh thì có thể nhân cơ hội đề xuất một số chính sách cho dù là đặc biệt thì cũng sẽ chiếm được sự ủng hộ của tỉnh. Thứ hai là bắt lấy kỳ ngộ này, không chỉ có thể làm cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, mà còn có thể viết thêm nhiều điều tốt vào trong lý lịch chính trị của bản thân. Khâu Tự Phong không có gì phải sợ, y là thái tử đảng, có làm gì thì người nhà cũng sẽ mặc kệ y sao. Nếu chẳng may thành công thì y sẽ được hãnh diện với toàn bộ người trong nhà mình, mượn cơ hội củng cố địa vị nối nghiệp của mình. Khâu Tự Phong biết tính cách của Tào Vĩnh Quốc rất điềm đạm, chắc chắn, thị trưởng thành phố Bảo Nhâm Khánh Chi tuy rằng bảo thủ nhưng y cũng chỉ là cây cỏ mọc đầu tường, luôn luôn ngả theo hướng gió, chỉ cần bí thư Tào kiên quyết ủng hộ việc này thì y sẽ tuyệt nhiên không phản đối, đây là nhân vật điển hình của dạng quan liêu. Nhưng có một việc, Nhâm Khánh Chi thường thích trốn tránh nhiệm vụ. Nếu bí thư Tào đồng ý đề xuất với tỉnh việc thành phố Bảo xin làm thành phố thí điểm thì Nhâm Khánh Chi cũng sẽ không phản đối, tuy nhiên y cũng sẽ không động chạm gì đến việc này, chắc chắn là sẽ tìm lấy một lý do để trốn tránh, như vậy mình sẽ phải chịu trách nhiệm, gánh nặng sẽ ở trên vai mình. Khâu Tự Phong thì không sợ phải chịu trọng trách, ngược lại còn có chút chờ mong mơ hồ, tưởng tượng lại những gì Hạ Tưởng đã làm ở huyện An thì nhiệt huyết trong người y lại bùng lên. Nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng nếu đưa ra đề nghị thì chắc chắn là đã có đầy đủ các đối sách. Hơn nữa, y và Vương Tiếu Mẫn đã từng có tiếp xúc và biết chắc chắn rằng Hạ Tưởng đã đề xuất ra các ý tưởng để phát triển thành phố Đan Thành. Nếu thành phố Bảo cũng gia nhập, chắc chắn Hạ Tưởng cũng sẽ vì sự phát triển của thành phố Bảo mà bày mưu tính kế. Khâu Tự Phong liền gật đầu một cách trịnh trọng nói. Tôi tin tưởng ánh mắt của Hạ Tưởng. Nếu cậu ấy đã đề xuất, tôi tuyệt đối ủng hộ mạnh mẽ. Vương Tiếu Mẫn liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng quả nhiên có thủ đoạn, có thể làm cho Khâu Tự Phong nhận lời một cách sảng khoái như vậy. Chắc chắn rằng tại thời điểm làm việc với nhau ở huyện An thì Hạ Tưởng đã khiến Khâu Tự Phong phải tâm phục khẩu phục. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc cũng rất tin tưởng vào ánh mắt của Hạ Tưởng, nhưng dù sao ông ta cũng là người từng trải nên nói. Không thể nóng vội, sau khi trở về cần phải thảo luận ở hội nghị thường vụ một chút. So sánh các điểm lợi hại rồi sẽ đưa ra kết luận. Làm tốt, tự nhiên đây là việc tốt, nếu làm không được thì bên trong tỉnh cũng không còn chút ánh sáng nào. Không những thành phố Bảo bị liên lụy, lại còn ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của người khác. Làm việc đều có điểm tốt điểm xấu, nếu không cố gắng một lần thì xem như là tôi không hoàn thành trọng trách là quan phụ mẫu đảm nhiệm một phương. Dù sao kinh tế thành phố Đan Thành cũng không lạc quan, hàng năm đều đang đi tụt lùi. Không nhân cơ hội này tạo ra điểm nhấn khác biệt thì sau này chỉ sợ là không còn cơ hội. Sĩ Kỳ, lúc này đây anh phải ủng hộ tôi có thể làm một quân lệnh, nếu thành công thì công lao là của mọi người, nếu thất bại, một mình tôi gánh vác trọng trách. Vương Thiếu Mẫn nói cực kỳ cảm khái, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Đan Sĩ Kỳ bị sự quyết tâm của Vương Thiếu Mẫn dồn tới góc tường, khuôn mặt ông ta hơi đỏ lên, sau một lúc lại lắc đầu thở dài một tiếng. Anh đang làm gì vậy Thiếu Mẫn? Đây là anh lấy sinh mạng chính trị để làm tiền cược, rất cấp tiến đấy. Cũng không thể tính là cấp tiến. Hạ Tưởng thấy độ chín đã đến, cũng không thừa nước đục mà thả câu, mỉm cười vẻ tự tin. Trên góc độ thượng tầng mà nói thì đã có Phó Thủ tướng Hạ ủng hộ, có Bộ Ngoại thương chỉ đạo. Đứng ở góc độ tỉnh mà nói, theo sự con mắt của tôi thì ít nhất là có 3 ủy viên thường vụ tỉnh ủy ủng hộ việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Hơn nữa, tôi tin tưởng làm theo sự điều chỉnh này thì các thành thị sẽ có hiệu quả, và như vậy, sự ủng hộ trong hội nghị thường vụ của tỉnh sẽ càng ngày càng nhiều lên. Đan Sĩ Kỳ ánh mắt sáng lên. Trước mắt là ủy viên thường vụ nào ủng hộ? Trưởng ban thư ký Tiền, chủ tịch mặt trận thống nhất Trương, bí thư Trần. Hạ Tưởng đưa ra cái tên Tiền Cẩm Tùng cho Đan Sĩ Kỳ nghe, về phần chủ tịch mặt trận tổ quốc Trương Sán Dương và Trần Phong thì hắn cũng chỉ điểm qua,
cũng biết cho dù bọn họ không phải là người ủng hộ mạnh mẽ thì ít nhất cũng sẽ không phản đối. Hắn lại hơi trầm tư, nói ra lời dự đoán của mình. Hơn nữa, theo tôi quan sát thì chủ tịch tỉnh Phạm cũng có khả năng sẽ tỏ thái độ ủng hộ. Đan Sĩ Kỳ hơi kinh hãi, không thể tin được, hơi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Tiền Cẩm Tùng là hậu trường của ông ta cũng không nghe được Tiền Cẩm Tùng phát biểu cái nhìn của mình đối với việc này, thế mà như thế nào Hạ Tưởng lại biết trưởng ban thư ký Tiền sẽ chắc chắn tỏ thái độ ủng hộ. Tào Vĩnh Quốc hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Phạm Duệ Hằng gặp phải sự liên kết giữa Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ nên vẫn chưa tạo được uy vọng trong ủy ban, trong tỉnh ủy thì bởi vì có Thôi Hướng mạnh mẽ, cứng rắn nên ông ta cũng có ý tứ nhượng bộ, trên cơ bản bây giờ cực kỳ khiêm tốn. Nếu bây giờ ông ta muốn làm ra một việc gì đó thì lúc này quả thật là một cơ hội rất tốt. Tào Vĩnh Quốc âm thầm cảm thán, Hạ Tưởng đúng là không đơn giản. Vốn tưởng rằng hắn đi vào tỉnh ủy sẽ sa sút về mặt tinh thần, không ngờ hắn vẫn thản nhiên đối mặt. Hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, được đủ điều kiện về thiên thời, địa lợi, sự phân tích về thế cục của tỉnh lại càng thêm thấu triệt, tầm nhìn càng lúc càng rộng, quả nhiên là nhân tài. Tâm cảnh như thế này không giống người mới 27 tuổi chút nào, nếu thay bằng người khác, chỉ sợ đã sớm có tâm trạng được chăng hay chớ. Mặc dù Hạ Tưởng đã là rể hiền của ông ta, nhưng trong lòng Tào Vĩnh Quốc vẫn phải âm thầm khen ngợi Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong cũng gật đầu nói. Ý nghĩ của tôi cũng giống như thị trưởng Vương. Bí thư Tào, đề nghị ngài ủng hộ, xảy ra vấn đề tôi xin chịu trách nhiệm, nếu có thành tích thì một phần sẽ thuộc về phần ngài. Tào Vĩnh Quốc mất hứng oán giận nói. Tôi có phải là người như vậy không? Cậu ở trước mặt tiểu Hạ nói bố vợ anh ta như vậy, Hạ Tưởng mà không mắng cậu thì mới lạ. Khâu Tự Phong cười ha hả, Hạ Tưởng cũng cười. Đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của thành phố Bảo thì tôi cũng có một số ý kiến. Nhưng chưa chắc là đã chuẩn, nếu có thời gian sẽ báo cáo bí thư Tào và phó thị trưởng Khâu một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người phải muốn nghe đã. Khâu Tự Phong cười mắng. Có đúng như vậy không? Cậu còn gọi bí thư Tào mà không sợ thù lê mắng cho à? Còn lại gọi là phó thị trưởng Khâu, quá ư khách khí, lời này tôi không chịu được. Hôm nay cậu phải mời khách. Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi vất vả quan tâm thay mọi người. Lại còn giúp mọi người đưa ra ý tưởng, thế mà còn muốn tôi phải mời khách, có còn đạo lý nữa hay không vậy? Còn chưa dứt lời thì điện thoại di động reo vang, sau khi Hạ Tưởng nghe xong lập tức sắc mặt giãn ra chút ít, dập điện thoại rồi nói. Trưởng ban Tiền sẽ tới đây ngồi với chúng ta. Tiền Cẩm Tùng sẽ đến, cuộc tụ hội này được đẩy lên cao trào mới. Sau khi Tiền Cẩm Tùng nghe ý tưởng của Hạ Tưởng thì không kìm nổi phải liên tục trầm trồ khen ngợi. Ông ta nói. Tiểu Hạ, cậu đúng thật là đã giúp tôi một ơn lớn. Về việc ý tưởng thí điểm trên các thành thị thì tôi đã chính thức đề nghị với Bí Thư Diệp, trên nguyên tắc thì Bí Thư Diệp cũng đã đáp ứng, chỉ chờ thời điểm Phó Thủ tướng Hà Thị Sát sẽ đưa ra lời đề xuất với Phó Thủ tướng. Không nghĩ tới là cậu cũng đã suy nghĩ, thực là rất giỏi. Tôi cũng đang chuẩn bị đến để thuyết phục Sĩ Kỳ về việc thành phố Đan Thành là một trong những thành phố đầu tiên tiến hành thí điểm. Đừng nhìn thấy việc này phiêu lưu. Nhưng phiêu lưu và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại. Cũng không ngờ tới là cậu đã thay tôi nói ra lời này. Làm một trưởng phòng tin tức đúng thật là ủy khuất cho cậu, tôi sẽ kiếm một cơ hội để cậu đến phòng thư ký văn phòng tỉnh ủy giúp tôi, thế nào? Xin trưởng ban thư ký đừng làm như vậy, tôi còn đang chờ một cơ hội thích hợp điều tiểu Hạ tới Đan Thành làm phó thị trưởng ạ. Đan Sĩ Kỳ là người của Tiền Cẩm Tùng nên lời nói cũng có phần thoải mái. Có Hạ Tưởng ở bên cạnh cũng tương đương có thêm một trưởng ban thư ký. Theo như lời nói của Đan Sĩ Kỳ thì trưởng ban thư ký này đương nhiên chỉ là trưởng ban thư ký của thành ủy. Hạ Tưởng bất đắc dĩ nói. Tôi là một lòng vì đảng, ở đâu cần thì tôi đều có mặt cả. Mọi người đều cười ha hả. Trước khi Phó Thủ tướng Hà tới thị sát, Hạ Tưởng lại được gặp Lão Cổ, tính tình Lão Cổ đúng là vẫn y hệt trẻ con. Ông ta đã đến thành phố Yến. Hiện tại đang ở trong trại an dưỡng. Thừa dịp thời gian cuối tuần, Hạ Tưởng liền tới thăm Lão Cổ. Tinh thần của Lão Cổ rất tốt, nhất là mái tóc bạc phơ của ông Lão, lại mặc kiểu quần áo tôn trung sơn nên dáng vẻ cực kỳ xuất trần. Giọng nói của ông ta lại to, dõng dạc, vừa thấy Hạ Tưởng đã nói. Tiểu Hạ này, trại an dưỡng này đúng là rất được. Không khí tốt, cái khó nhất là tìm kiếm được chỗ yên tĩnh như thế này trong chốn ồn ào náo nhiệt. Điều này rất thích hợp với con người của tôi,
mặt ngoài thì thanh tĩnh, nhưng thực tế nội tâm thì lại không được thanh nhàn cho lắm. Hạ Tưởng liền cười. Xin ông chỉ giáo cho ạ. Người già thì thích sự thanh tĩnh là đúng, nhưng cũng không thật sự thích sự thanh tĩnh. Tôi cũng đã thử qua bằng cách đi đến vùng thâm sơn cùng cốc sống một khoảng thời gian, cuối cùng không được, chịu không nổi kiểu quá tĩnh lặng ấy, chủ yếu là cảm giác con người ta thấy bị ngăn cách với cõi nhân thế bên ngoài, dường như đã ly khai khỏi cuộc sống. Cho nên tôi mới nói, người già như tôi đều thích trong sự ồn ã lấy chút tĩnh lặng, vừa cảm giác được thanh tĩnh, lại không rời xa các phố xá sầm uất. Lão cổ không biết sao, vừa thấy Hạ Tưởng liền nói một tràng các cảm thán. Vậy thì cố gắng ở đây tĩnh dưỡng trong thời gian dài đi ạ. Hạ Tưởng cười cười, lão cổ cảm thán chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ. Nhưng ông ta không giải thích thì mình cũng không tiện để hỏi cho rõ ràng. Tôi vẫn còn chưa cảm ơn lễ vật quý trọng của ngài, ngài nghỉ ngơi tại trại an dưỡng này nhiều nhiều thêm một chút cũng xem như là tôi hiếu kính lão nhân gia. Lão cổ cười ha hả. Nói không chừng tôi sẽ ở đây đến khi cậu phát chán thì thôi đấy chứ. Ông ta dùng tay chỉ ra khu nhà liên cư ở xa xa. Cái biệt thự giữa hồ này được thiết kế rất sáng tạo, có hương vị rất xuất trần. Nói như vậy chắc cậu cũng quen biết chủ nhân của căn nhà này. Hạ Tưởng gật đầu. Cô ta cũng không ở trong nước, cô ta là người sáng lập ra tập đoàn Viễn Cảnh. Lão cổ gật đầu. Liên Nhược Hạm, quả thật cái tên này cực kỳ quen thuộc. Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị nói. Tiểu Hạ, cậu cảm thấy cổ ngọc như thế nào? Lão cổ hiển nhiên biết một ít cái gì đó, Hạ Tưởng còn chưa nghĩ ra ông ta có ý gì, đột nhiên lại nghe ông ta hỏi cổ ngọc. Hắn nghĩ thầm rằng lối suy nghĩ của lão cổ rất nhanh, liền chần chừ một chú rồi đáp. Tôi và cổ ngọc chỉ quen biết qua, gặp mặt có một lần, đối với cô ấy không biết gì, khó mà nói lắm. Lão cổ bỗng nhiên lại chuyển đề tài. Thôi vậy, không nói chuyện về con bé nữa. Cậu nói các công việc gần đây của cậu, sau đó chúng ta cùng trao đổi về đạo dưỡng sinh. Mặt trời đã ngả về hướng Tây, hai người một già một trẻ bước chậm trong nắng chiều đi trong rừng rậm. Mặc dù lúc này đang tiết trời xuân hơi se lạnh nhưng Hạ Tưởng cũng không có cảm giác lạnh lẽo một chút nào. Lão cổ còn tạo cho hắn một cảm giác một người cô đơn, không giống như một ông lão đang an dưỡng hưởng tuổi thọ của mình. Lão cổ không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều, cũng không nên đụng chạm đến sự riêng tư của lão cổ. Nhưng hắn đối với việc lão cổ đến đây tĩnh dưỡng thì rất mừng rỡ. Tuy rằng, sau khi lão cổ đến ở đây thì xung quanh rõ ràng có thêm một số quân nhân mặc y phục bình thường đang âm thầm bảo hộ. Nhưng bất kể là lão cổ có tín nhiệm, tin tưởng hắn hay không thì hắn cũng không quan tâm nhiều, bởi vì khi làm việc này trong nội tâm hắn có một cảm giác thỏa mãn. Có thể an ủi được tâm tình của một người già, xem như đây cũng là một loại việc thiện. Hạ Tưởng liền quyết định, nếu có cơ hội sẽ mang Tống Nhất Phàm tới chơi với lão cổ, cũng đã có mấy lần lão cổ có nhắc tới Tống Nhất Phàm, trong thái độ của ông cụ có sự yêu thích rõ ràng. Sau khi kết hôn, tuy rằng mỗi ngày Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ở cùng với nhau, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được có sự khác biệt gì so với trước kia, mà càng lúc càng cảm nhận thấy sự đáng yêu vô cùng của cô bé. Vừa nghịch ngợm, lại thông minh, cô bé tạo ra cuộc sống dường như đã tránh xa sự phiền não, cũng có lẽ bởi vì tính cách cởi mở của Tào Thù Lê cũng khiến rất nhiều thời điểm tư tưởng Hạ Tưởng đang rất phiền muộn cũng trở nên bình tĩnh, thoải mái lại. Bởi vậy, trong nội tâm hắn âm thầm cảm kích tính tình hoạt bát của Tào Thù Lê, cảm thấy rất may mắn là có thể lấy cô làm vợ. Lúc về tới nhà, Hạ Tưởng liền bột phát ra ý nghĩ kỳ quặc, hắn đến một quán hoa ven đường mua cho cô bé một bó hoa hồng. Hắn dự định sẽ tạo một niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho cô bé. Nhớ tới việc này thì cũng thấy hổ thẹn, từ lúc gặp mặt cô bé tới nay, tính thêm cả lần này nữa thì số lần hắn tặng hoa cho cô bé cũng không vượt qua 10 lần. Hạ Tưởng tiện tay chọn lấy một bó hoa hồng lớn, nhẹ nhàng gõ cửa nhà mình, bên trong truyền ra thanh âm ngọt ngào của cô bé. Ai vậy? Bởi vì Hạ Tưởng về đến nhà thì hắn luôn tự mở cửa, cũng không bao giờ gõ cửa. Hắn liền cố ý cải giọng đi nói. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Tào Thù Lê không ạ? Nghe một tiếng động nhỏ, cánh cửa tầng trên mở ra, cô bé theo đó từ bên trong nhô đầu ra nhìn về phía người đứng dưới. Anh là ai vậy ạ? Hạ Tưởng dùng hoa che mặt nên cô bé không nhận ra chồng mình, hắn vẫn giả giọng như cũ nói. Thù Lê, tôi là một người ngưỡng mộ em, thầm mến em đã lâu. Xin em nhận lấy bó hoa này của tôi được không?
giọng cô bé lạnh như băng từ bên trong truyền ra. Gặp lúc khác vậy. Sau đó nghe, sầm, một tiếng, cửa sổ được đóng lại, tiếng đóng cửa rất kiên quyết, không trở lại cho người ta một con đường nào. Đối với phản ứng của cô như vậy thì Hạ Tưởng rất vừa lòng, hắn liền đứng thêm chốc lát ở cửa rồi sau đó nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra để mở cửa. Hắn cố gắng hết sức để không gây tiếng động, muốn tạo một sự giật mình với cô bé. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân đi khẽ khàng, không ngờ mới bước được bước đầu tiên thì chợt nghe, bép, một tiếng rất to, hắn sợ quá dường như muốn có phản xạ nhảy sang một bên, không hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Ha ha, dọa được anh rồi, ai bảo anh lừa gạt người ta. Cô bé từ bên trong xuất hiện, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo. Hạ Tưởng cúi đầu, thấy dưới chân là một tấm bằng chất dẻo xốp, giẫm một cái thì bọt khí vỡ tan, tự nhiên sẽ phát ra tiếng kêu, bép, một tiếng. Hiện tại bộ dáng của Hạ Tưởng là một tay đang cầm bó hoa giơ lên cao, một tay đang cầm cái chìa khóa, chân thì bước thấp bước cao, vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt mở to ra nhìn cô bé, trông rất buồn cười. Cô bé trêu cợt thành công được Hạ Tưởng cảm thấy rất vui vẻ, quên hết mọi chuyện. Hạ Tưởng tỉnh lại, làm bộ giận dữ, lao thẳng đến người cô, xốc người cô lên, đi thẳng vào phòng rồi ném cô lên trên giường, nói giọng hung tợn. À, muốn mưu sát chồng. Lá gan không nhỏ, xem ra anh phải thu thập em một chút. Hoa hồng trên bó hoa bị rơi rụng mất mấy đóa mà Hạ Tưởng cũng mặc kệ, hắn đang dự định sẽ tổng tiến công thì lại bị cô bé nói cho một câu phải dừng lại. Tha cho em, đừng nghịch ngợm nữa, em dường như có rồi. Đây là sự thật, Hạ Tưởng trở nên ngây ngốc bất động, mắt không nháy nhìn về phía bụng của cô bé, hắn vội hỏi. Có đúng như vậy không? Không được lừa anh đâu đấy. Anh có bị cái gì đâu mà phải sợ. Cô bé cố làm ra vẻ bị bĩu miệng, ủy khuất nói. Anh sợ đau không chịu mang thai, tất cả những tội vạ này về sau em chịu cả. Dù sao anh cũng xong việc xấu rồi, các việc còn lại không cần phải quản, còn các việc mệt nhọc khác cứ để một mình em chịu. Phụ nữ khi mang thai rất là hay so đo, cô bé ít khi có thái độ này với hắn. Hạ Tưởng liền bước lên ôm lấy cô. Em đã kiểm tra chưa? Xác định là có rồi à? Còn không phải nữa à, em đã chậm mấy ngày rồi, em nghĩ là mình đã có. Có một số việc không thể dựa vào phỏng đoán, phải dựa trên căn cứ khoa học, em dùng que thử chưa? Đúng là việc lạ, sao có vẻ như anh có nhiều kinh nghiệm hơn so với em, có phải có ẩn tình gì bên trong không? Cô bé nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt cười cười kiểu cổ quái. Hạ Tưởng vội vàng chống chế. Lại tra khảo người khác rồi. Em không biết, người đàn ông từ nhỏ đến lớn thì có rất nhiều việc không cần học cũng biết, mà hơn nữa bây giờ có rất nhiều tri thức trên phim ảnh, TV cũng có thể học được. Anh đoán là em cũng xem qua một số chương trình về chủ đề này rồi. Cô bé biết Hạ Tưởng nói đến đó là việc gì, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Không có, em chưa bao giờ xem qua các chương trình này, có phải ai cũng hư hỏng như anh đâu. Trách không được trên giường anh hùng hổ như vậy, hóa ra là các kiểu được bày dậy trên phim ảnh. TV, đúng là thật mất mặt. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Thời kỳ trưởng thành thì tội vạ đâu đều do hormone, không phải là do bản tính của anh. Có thể nói là đàn ông thì ai cũng vậy, cũng bởi vì đàn ông có loại hormone như vậy nên thế gian mới duy trì được ái tình thuần khiết nhất. Ôi trời, lại còn thuần khiết, bụng dạ của anh lúc nào cũng đầy suy nghĩ xấu xa. Cô bé tiến lên đánh cho Hạ Tưởng mấy cái, sau đó rụt rè hỏi. Anh nói xem, nếu em thực sự mang thai thì làm sao bây giờ? Cái gì mà phải làm sao bây giờ, đương nhiên là phải sinh em bé thôi. Hạ Tưởng biết tính tình của cô bé dịu dàng, hiện tại cô đang bị áp lực tâm lý nên hắn liền khuyên giải, an ủi cô. Sau khi sinh rồi thì sẽ quen thôi. Lần đầu tiên sinh em bé thì đương nhiên không có kinh nghiệm, sinh ra đứa thứ hai thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Trước kia bên nhà anh có ông hàng xóm. Sinh liền một lúc 7 cô con gái và đang có thai đứa thứ 8. Một hôm, cô ta đang ở trong nhà bếp nấu cơm, một lúc liền làm hai việc luôn, vừa nấu cơm vừa sinh em bé, thế mà thức ăn nấu vẫn bình thường, em xem có lợi hại không? Vừa nấu cơm vừa sinh em bé, anh nói chuyện đùa cứ như thật vậy. Phụ nữ sinh nở đâu phải dễ dàng như vậy, người ta thường bảo cửa sinh là cửa tử mà. Cô bé ôm lấy người Hạ Tưởng. Đàn ông các anh làm xong việc sung sướng rồi thôi, còn khổ đau còn lại thì đàn bà con gái phải chịu, đúng thật không công bằng chút nào. Hạ Tưởng liền kiên nhẫn khuyên giải an ủi cô một hồi,
sau đó hắn vui tươi hớn hở chạy tới hiệu thuốc mua que thử, chỉ sau chốc lát liền trở về, thử một hồi hóa ra là sợ bóng sợ gió mà thôi. Hạ Tưởng liền đùa cô. Nếu ở thời cổ đại, em dám nói dối như vậy là sẽ bị quân pháp xử lý, em có biết điều này không? Cô bé làm một bộ dáng đầy vẻ tự nguyện chịu đựng. Em chịu sai như vậy mà còn chưa được sao? Em cũng nghĩ nếu chẳng may mang thai thì cũng sẽ sinh ra cho anh một em bé thật dễ thương luôn. Bắn không xong phải xả thân đền đạn. Hạ Tưởng lại ôm chầm lấy người cô bé. Nếu lần trước không thành công thì hôm nay chúng ta lại cố gắng lại một lần. Anh có đầy nghị lực cũng như sự kiên nhẫn, không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua việc này. Hay là thôi đi. Cô bé cũng học được thói khiêu khích của Hạ Tưởng. Nếu anh đúng đơn thuần có suy nghĩ có em bé thì chịu khó nhịn đi đợi khoảng nửa tháng nữa, bởi vì bây giờ đang là thời kỳ an toàn của em, anh có cố gắng cũng vô ích. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Bây giờ là giai đoạn luyện binh, phải thường xuyên thao luyện, súng phải luôn luôn để trên lưng ngựa, là người đầu tàu phải thường xuyên gương mẫu, tập thành thói quen chung, có đúng vậy không? Hạ Tưởng lại tiếp tục dụ dỗ. Cái gì vậy, anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. Cô bé làm ra vẻ không chịu đựng nổi, hai tay bịt kín tai lại. Hạ Tưởng rất thích cái vẻ giả lợn ăn thịt hổ này của cô, dù sao trong nhà cũng không có ai, thú tính trong người đã nổi lên nên hắn cũng không nói nhiều được. Chương 407, bị động không bằng chủ động. Cô bé nằm ở trong lòng ngực của Hạ Tưởng, dùng hai ngón tay di tới di lui trên ngực của hắn, lại còn tiếp tục hỏi. Tại sao phụ nữ sinh em bé lại đau? Anh nói chuyện đẻ con trong nhà bếp sốt cuộc có phải là để lừa gạt người ta không? Về phần phụ nữ sinh ra em bé thế nào là một vấn đề rất cao thâm, Hạ Tưởng là đàn ông tự nhiên là cũng không có nhiều hiểu biết. Nhưng đối với việc sinh con ở trong nhà bếp thì đúng là chuyện thật, chuyện này đã xảy ra trong nhà một người hàng xóm trước đây của hắn. Có lẽ theo sự tiến bộ của xã hội thì phụ nữ đã dần dần bị thoái hóa đi, hiện tại tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống. Nếu tình trạng này ở thời cổ đại thì có lẽ Trung Quốc đã diệt vong rồi. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển thế mà sức sinh sản của con người ngày lại càng yếu hơn, không biết đây có phải là một sự bi ai hay không. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng còn chưa kịp chủ động tìm đến Tống Chiêu Độ thì Tống Chiêu Độ lại gọi điện thoại tới, bảo muốn đi câu cá. Tiết trời xuân có chút lạnh lẽo, thời tiết lại hay mưa phùn làm cho không khí có chút ảm đạm. Hạ Tưởng lái xe đến đón Tống Chiêu Độ. Sau đó nhằm thẳng theo đường dọc theo núi ở hướng Tây Bắc, đi thẳng tới chỗ hồ nước lúc trước. Cái hồ này không có tên, là do một nông dân cải tạo trên cánh đồng của mình trở thành một cái hồ, sau khi dẫn nước vào thì tiến hành nuôi cá, sau đó mới mở rộng trở thành kinh doanh câu cá. Mỗi người khi đến đây sau khi nộp một khoản tiền thì được quyền câu cá, được cung cấp một lượng thức ăn câu cá và một số cá nhất định câu được. Rất nhiều người rất thích đến đây câu cá vào thời điểm cuối tuần. Cũng không phải là một sở thích gì cao sang, mà chỉ là muốn có một sự thư giãn và thả lỏng tinh thần mà thôi. Bởi vì hôm nay thời tiết không tốt, người đến câu cá rất ít. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ liền tìm đến một khu yên lặng, ngồi dưới một tán cây to cùng câu cá. Tâm tình Tống Chiêu Độ dường như cũng không tốt lắm, dọc theo đường đi ông ta cũng không nói được mấy câu, mà lúc câu cá thì cũng rất chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, cả nửa ngày trời cũng không thấy mở miệng nói câu nào. Hạ Tưởng do dự trong chốc lát, sau đó hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, có chuyện gì không hài lòng chăng? Tống Chiêu Độ cười cười. Cũng không phải không có chuyện gì không hài lòng, mà là có sự do dự. Hạ Tưởng đoán được. Là sự tình về Phó Thủ tướng Hà, có đúng không ạ? Tống Chiêu Độ gật gật đầu nói. Ý kiến của tỉnh không thống nhất, có nhiều người ủng hộ và cũng nhiều người phản đối việc điều chỉnh lại kết cấu sản xuất. Hạ Tưởng liền hỏi. Xem ra ngài cũng là một trong những người phản đối. Bỗng nhiên, Tống Chiêu Độ mỉm cười. Thật ra tôi được nghe nói cậu là người ủng hộ mạnh mẽ việc điều chỉnh lại kết cấu sản xuất, lại còn hay lui tới thân thiết với trưởng ban thư ký Tiền. Giọng nói của ông ta rất thản nhiên, nghe không ra âm điệu gì trong lời nói, không hiểu ông ta có suy tính gì. Hạ Tưởng cũng không sợ Tống Chiêu Độ trách cứ việc hắn và Tiền Cẩm Tùng hay lui tới với nhau. Trên thực tế, hắn và Tiền Cẩm Tùng cũng bởi vì cùng chung mục tiêu mà hay gần gũi, cũng không có thêm các ý tưởng khác. Hắn liền cười cười. Trưởng ban thư ký Tiền và bí thư thành ủy Đan Thành là Đan Sĩ Kỳ có quan hệ rất tốt, mà Đan Sĩ Kỳ và bố vợ của tôi thì cũng có chút giao tình. Có những mối quan hệ này nên cũng có những cơ hội hay ngồi với nhau,
vừa lúc ý kiến cũng không bất đồng nên thỉnh thoảng cũng hay giao lưu. Cậu nói xem cái nhìn của cậu về việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh Yến. Quả nhiên Tống Chiêu Độ không hề để tâm tới việc Hạ Tưởng và Tiền Cẩm Tùng kết giao với nhau. Đối với toàn bộ nền kinh tế của cả tỉnh mà nói thì cũng không lạc quan cho lắm. Nhìn đến tình hình trong nước thì kinh tế tỉnh Yến tuy rằng cũng không phải thuộc tỉnh yếu, cũng còn rất nhiều tỉnh khác yếu hơn nhiều, nhưng quả thật bây giờ có rất nhiều điều gây trở ngại tới việc phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện tại, kết cấu sản xuất không hợp lý, doanh nghiệp nhà nước được vỗ béo nhiều nhưng không hiệu quả, từ đó, nếu không tiến hành thay đổi chế độ xã hội như hiện nay thì sẽ không thể tiếp bước đuổi kịp sự phát triển của cả nước. Trong kiếp trước, Hạ Tưởng biết từ nay về sau là thời kỳ hoàng kim của các lĩnh vực trong nước là bất động sản, ô tô, kỹ thuật khoa học cao, hệ thống mạng. Trong trí nhớ của Hạ Tưởng, trong cơ cấu nền kinh tế ở tỉnh Yến ngoại trừ việc bất động sản có chút đuổi kịp tình hình trong nước thì các lĩnh vực khác lạc hậu hơn rất nhiều. Về hệ thống mạng thì không nói, bởi vì quá gần với Bắc Kinh nên rất nhiều công ty chuyên về mảng này đã chạy tới Bắc Kinh để phát triển sản nghiệp. Còn về lĩnh vực ô tô thì cũng không có gì. Ngoại trừ thành phố Bảo có một nhà máy ô tô sản xuất các loại xe giá thấp dành cho gia đình, đã từng có lần sản xuất xe Việt giã và phá giá cả thị trường Bắc Kinh thì ngoài ra không còn có thêm điều gì nữa. Các lĩnh vực về khoa học cao thì không có gì để nói. Nói như vậy, tỉnh Yến giống như một bãi nước lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có những gợn sóng thì cũng không có điểm sáng nào so với các tỉnh khác. Hạ Tưởng đã nghĩ đến việc tận dụng ưu thế của mình để ảnh hưởng đến người có thể có tiếng nói để hỗ trợ cho tỉnh Yến thêm phát triển. Có thể trợ giúp được tỉnh Yến sớm được ngày nào thì tỉnh Yến sẽ được cải thiện đi sự lạc hậu được phần đó. Ở trước mặt Tống Chiêu Độ thì Hạ Tưởng cảm thấy dễ dàng hơn. Theo nhận biết của hắn thì phương hướng phát triển nền kinh tế từ nay về sau thì ngoài sự phát triển như thần thoại của lĩnh vực, ngành sản xuất ô tô sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Với sự điều chỉnh lại cơ cấu nền kinh tế này hắn muốn hàm xúc phác thảo một bức tranh về sự phát triển kinh tế với Tống Chiêu Độ, hướng ông ta cùng tiến ra biển lớn. Hiển nhiên Tống Chiêu Độ không nghĩ đến việc Hạ Tưởng lại có ánh mắt vượt xa thời đại như thế, hai mắt ông ta nhìn vào mặt nước, trầm mặc nửa ngày không nói gì nhưng trong lòng có sự xúc động mãnh liệt. Quả thật ông ta không ủng hộ việc điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất, cho rằng điều này sẽ tất yếu gây ra sự rung chuyển tới cục diện chính trị của tỉnh Yến. Thậm chí còn có khả năng dẫn phát ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Theo cách hiểu của ông ta thì ra quan điểm của Phó Thủ tướng Hà có phần rất cấp tiến, các chính sách quan trọng trong đất nước thông thường việc đầu tiên là mong cầu sự ổn định, đây mới là thượng sách. Tỉnh Yến là một tỉnh bảo thủ, trong mắt của những nhân vật ở Bắc Kinh thì cũng không có nhiều phân lượng, nếu phát triển ở tầm giữa thì cũng đã là sự nỗ lực hết sức rồi. Quan điểm của Tống Chiêu Độ là chính trị để phục vụ kinh tế. Trong các vấn đề kinh tế thì chính trị luôn đi trước, chỉ có thể giải quyết được các vấn đề về chính trị thì mới có đủ khả năng khai triển các chính sách kinh tế. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng rõ ràng tương phản với suy nghĩ của ông ta, trong mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế thì kinh tế đi trước. Thực tế thì về sau tác dụng của kinh tế sẽ càng ngày càng rõ ràng, chẳng những có thể ảnh hưởng đến tiến trình của chính trị, thậm chí còn có khả năng trở thành lực lượng mang tính thành bại trong chính trị. Việc này cũng giống như làm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, hoặc là cố gắng để đưa hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp đi lên, hoặc là duy trì hiện trạng, chỉ để ý tới việc quan hệ tốt với cấp trên hay không, từ đó kiếm thêm đủ lý lịch kinh nghiệm để thăng quan tiến chức. Có lẽ theo như lời của Hạ Tưởng, về sau này có lẽ tất cả mọi việc đều lấy kinh tế làm tiêu chuẩn cho sự thăng chức, nếu vậy chẳng phải cố gắng để toàn dân trở thành thương nhân. Ngay cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cũng phải khuất phục trước yêu cầu phải phục vụ cho việc đầu tư, tư tưởng quan chức là quan trọng nhất không phải đã bị tấn công một cách nghiêm trọng sao? Tống Chiêu Độ có thể lý giải, nhưng trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Sau khi tới phòng tin tức thì tri thức lý luận của cậu tiến bộ lên không ít, đúng là kẻ sĩ thì không thể trong 3 ngày không học hỏi được, làm người khác nhìn cậu với cặp mắt khác hẳn xưa. Vừa rồi cậu nói đến việc, nhìn chung tình hình trong nước, thì đúng là đã có độ cao rồi đó. Ha ha! Tống Chiêu Độ cười ha hả nói. Bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm thì tôi không rõ thái độ, nhưng so sánh chung thì bí thư Diệp có xu hướng bảo thủ, mà dường như chủ tịch tỉnh Phạm lại có xu hướng tiến thêm một bước trong quyết tâm cải cách này. Tiểu Hạ, theo cậu thì vào lúc Phó Thủ tướng Hà thị sát thì cục diện sẽ như thế nào? Hạ Tưởng cười khiêm tốn. Ngài gần như đã nói ra đáp án, tôi cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, cũng không có suy nghĩ quá nhiều về chính trị.
Căn cứ theo tình trạng trước mắt của tỉnh thì bí thư Diệp tuy rằng bảo thủ nhưng cũng sẽ không phản đối rõ ràng ý tưởng của Phó Thủ tướng Hà. Mà nếu Chủ tịch tỉnh Phạm ủng hộ, thì cuối cùng sẽ là một kết quả thỏa hiệp. Tỉnh Yến sẽ thi hành việc điều chỉnh lại cơ cấu nền kinh tế, nhưng không phải trong phạm vi toàn tỉnh mà là trước mắt sẽ thí điểm trong các thành thị. Tuy rằng ông ta đã có dự kiến từ trước, nhưng khi chính tai nghe thấy lời nói của Hạ Tưởng về quyết định của tỉnh thì Tống Chiêu Độ cũng hơi kinh ngạc. Ông ta nói, rất tốt, ánh mắt của cậu rất chuẩn xác, trên cơ bản thì cuối cùng sẽ là một cục diện thỏa hiệp. Mấu chốt chính là việc chọn thành phố làm thí điểm cũng không dễ tìm. Hơn nữa, việc lựa chọn một vị thường vụ của tỉnh đi đầu để phụ trách việc thí điểm này thì cũng không dễ chỉ định. Tuy rằng trưởng ban thư ký Tiền ủng hộ việc điều chỉnh lại kết cấu sản xuất, nhưng ông ta cũng không phải là người của ủy ban, mà người phụ trách của ủy ban về lĩnh vực này thì cũng không phải là tôi, mà là Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân căn bản làm Tống Chiêu Độ lo lắng chính là ông ta không muốn trở thành người đi đầu phụ trách trong việc điều chỉnh lại kết cấu sản xuất, nhưng tổng hợp các vấn đề lại thì khả năng ông ta phụ trách lại là lớn nhất. Xem ra Tống Chiêu Độ đang đau đầu về vấn đề này, có lẽ ông ta sợ quá trình quật khởi của mình sẽ bị việc thí điểm tại các thành thị làm hao tổn tâm tư, cuối cùng gây ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị. Tuy nhiên, Hạ Tưởng thấy rằng đây cũng là một cơ hội đầy triển vọng, đáng giá để thử một lần. Không dối gạt ngài, tôi đã thay tỉnh tìm được một thành phố làm thí điểm, cũng không sai biệt lắm khi đã thuyết phục được hai lãnh đạo bên đảng ủy và ủy ban của hai thành phố. Nếu không có điều gì bất ngờ khác thì bọn họ sẽ chủ động đề xuất xin tỉnh cho làm thí điểm. Hạ Tưởng cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tống Chiêu Độ một cái, hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà nói trực tiếp ra. Một là thành phố Bảo, hai là thành phố Đan Thành. Tống Chiêu Độ biến đổi hẳn sắc mặt, tay run lên, định tung lưỡi câu ra rồi lại thu về, ông ta buông hẳn cần câu xuống. Tiểu Hạ, cậu đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất có sự tin tưởng nên liền nhận định rằng có triển vọng. Cậu phải hiểu được, nếu chẳng may làm thí điểm không thành công thì người phụ trách của hai thành phố đó có lẽ trở thành vật hy sinh chính trị. Tống Chiêu Độ đương nhiên biết bí thư thành ủy thành phố Bảo là ai, còn về Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn của thành phố Đan Thành thì ông ta cũng biết, nhưng cũng không rõ ràng mối quan hệ này với Hạ Tưởng được bao sâu. Nghe Hạ Tưởng vừa nói tới việc có thể khuyên bọn họ chủ động trở thành thành phố thí điểm thì cũng có thể đoán được trong mắt những người kia thì Hạ Tưởng có bao nhiêu sự tín nhiệm. Dưới sự đề xuất của Phó Thủ tướng Hà, lại có các chính sách liên quan của quốc gia ủng hộ, lại có sự nghiêng lệch trong chính sách của tỉnh, hơn nữa thuận theo dòng nước của thời đại, như thế nào lại không thành công? Thưa Phó Chủ tịch tỉnh Tống, thành phố Đan Thành thì có bí thư thành ủy Đan Sĩ Kỳ quan hệ rất tốt với bố vợ của tôi, ông ta cũng là người của trưởng ban thư ký Tiền, thị trưởng Vương Thiếu Mẫn và bí thư Trần có giao tình với nhau. Còn thành phố Bảo thì không cần phải nói, ngoại trừ bố vợ tôi ra thì còn có Khâu Tự Phong, bọn họ đều là người thân cận của tôi. Sở dĩ tôi khuyên nhủ bọn họ chủ động ra mặt đề xuất xin trở thành thành phố thí điểm chính là tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo nếu đánh vỡ được các quan điểm cũ thì nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Làm thành phố thí điểm chẳng những có thể lấy được thành công lớn mà hơn nữa còn có thể tạo một đòn bẩy mới trong việc tiến bộ thêm về chính trị. Sở dĩ Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột chính là muốn lấy sự thành công lay động Tống Chiêu Độ, để ông ta chủ động gánh vác trọng trách thủ lĩnh của tỉnh. Một khi thành công thì ông ta cũng mượn cơ hội này đạt thêm sự tiến bộ trong con đường chính trị. Trong vấn đề kinh doanh thì Tống Chiêu Độ đã nhìn thấy các thành công của Hạ Tưởng, nhưng ông ta thủy chung không thể từ bỏ quan điểm chính là việc về sau này chính trị sẽ nhân nhượng kinh tế, tất cả mọi vấn đề đều phải phục vụ kinh tế. Nếu vậy, chẳng lẽ kẻ có tiền sẽ có cả thiên hạ? Đương nhiên, ông ta cũng không phải từ bỏ hoàn toàn sức mạnh của lực lượng kinh tế, chiến tích sở dĩ mà có cũng cần phải nhờ kinh tế nói chuyện. Chỉ có điều ở trong bản kế hoạch mà Hạ Tưởng miêu tả thì kinh tế trở thành một lực lượng mang tính quyết định, chính vì điều đó mà trong lúc nhất thời ông ta không muốn công nhận. Quả thật Hạ Tưởng không phải nói chuyện với mục đích giật gân. Ở kiếp trước, đoạn thời gian về sau này thì kinh tế đúng là điều quyết định. Đừng nói đến bí thư huyện ủy, thậm chí bí thư thành ủy khi nhìn thấy các nhà đầu tư cũng phải nói chuyện cẩn thận, còn có không ít các thị trường còn bị các nhà đầu tư giả mạo lừa cho một đống các sự vụ. Điều này cũng gián tiếp nói ra cái ma lực của đồng tiền quả thật rất lớn, đã ảnh hưởng tới sự phán đoán của rất nhiều cán bộ theo con đường chính trị. Bị động không bằng chủ động, Hạ Tưởng cũng biết rõ lý luận này. Dựa theo sự phân tích thế cục của tỉnh,
Mã Vạn chính là phó chủ tịch tỉnh thường trực thì chắc chắn sẽ không đi đầu trong việc dẫn dắt hai thành phố làm thí điểm, mà các phó chủ tịch tỉnh còn lại thì cũng chỉ có Tống Chiêu Độ là ủy viên thường vụ. Nếu để một phó chủ tịch tỉnh không phải ủy viên thường vụ làm người dẫn đường chỉ lối thì có vẻ như tỉnh chưa đủ độ coi trọng. Như vậy, rất rõ ràng rằng Tống Chiêu Độ trở thành ứng cử viên duy nhất thích hợp. Nếu Tống Chiêu Độ chủ động đề xuất sẽ làm cho trọng lượng của ông ta trong mắt Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng gia tăng không ít, mà cũng không hề nghi ngờ đến việc chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Phó Thủ tướng Hà. Chờ đến khi các thành phố thí điểm có hiệu quả, Phó Thủ tướng Hà đối với tinh thần dũng cảm cầu tiến của Tống Chiêu Độ chắc chắn sẽ xem trọng hơn một phần, lúc này con đường làm quan của Tống Chiêu Độ cũng sẽ có nhiều ưu đãi. Chủ động so với bị động thì những việc có lợi xem ra vượt xa hơn rất nhiều. Tuy rằng nói từ đầu tới cuối vấn đề này dường như chính bản thân Hà tưởng không có chút lợi lộc nào cả, nhưng phần lớn thời điểm, các vấn đề ưu đãi không phải cứ đặt lộ ra hết bên ngoài, các lợi ích âm thầm gặt hái có lẽ lại càng nhiều hơn. Không nói tới việc trong tâm Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn sẽ sinh ra sự cảm kích với Hạ Tưởng, bởi con đường chính trị của bọn họ rất có khả năng tiến bộ rất nhanh, về sau sẽ có một địa vị cao, lúc đó đối với Hạ Tưởng sẽ có sự trợ giúp đáng kể. Còn Tào Vĩnh Quốc thì không nói, người trong nhà thì không cần nhiều lời bàn làm gì. Còn Khâu Tự Phong thì cũng nhờ việc này mà Hạ Tưởng được lợi không ít, sự ăn ý giữa hắn và Khâu Tự Phong sẽ tiến thêm một tầng, tương đương với việc tiến thêm một bước trong quan hệ với Khâu gia. Còn nữa, sau khi Tống Chiêu Độ được tiến bộ thì ảnh hưởng có lợi rõ ràng tới mình, trong ngắn hạn thì có thể chưa nhìn rõ, nhưng từ góc độ lâu dài thì Tống Chiêu Độ tuyệt đối là người đầy đủ sức mạnh để cạnh tranh cho chiếc ghế chủ tịch tỉnh khóa tiếp theo. Tống Chiêu Độ trầm lặng không nói lời nào cả, lại thong thả ngồi cần lấy cần câu, mắc thức ăn vào lưới câu rồi tung cần vung dây ra, tư thế có vẻ rất ổn định. Tuy nhiên, Hạ Tưởng lại quan sát kỹ thì thấy tay ông ta hơi run run. Hiển nhiên là trong nội tâm thì tư tưởng đang tiến hành đấu tranh một cách kịch liệt. Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc một lần nói chuyện thế này mà đã thay đổi được chủ ý của Tống Chiêu Độ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy phao câu bị chìm xuống mặt nước, hắn vội nói. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, cá đã mắc câu rồi ạ. Tống Chiêu Độ như đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng kéo cần lên, từ từ một con cá chép nặng khoảng 2 cân hiện lên. Sau khi con cá chép lên bờ còn không ngừng giãy giụa, chỉ tiếc cá đã ra khỏi nước thì mất hẳn tự do, rất nhanh chóng bị ném vào thùng cá ở bên cạnh. Tống Chiêu Độ câu được cá nhưng không có vẻ gì hưng phấn, vẫn là một bộ dạng trầm tư. Hạ Tưởng liền cười nói một câu. Con cá cắn câu có lẽ không biết mồi câu là cạm bẫy, hoặc có lẽ đã biết rõ đây là cạm bẫy nhưng trong tâm trí vẫn tồn tại ý tưởng rằng khi ăn mồi câu có lẽ không mắc phải lưỡi câu. Dạng tư tưởng như con cá cũng không ít, nhưng cuối cùng cũng bị câu lên. Chỉ có thể trách là do vận khí của con cá không tốt. Tống Chiêu Độ ngẩn ra, lập tức giật mình bừng tỉnh, cười ha hả. Lời nói vừa rồi của cậu đúng là lời vàng ý ngọc, làm tôi thông suốt mọi chuyện. Tôi bị động cũng vậy, mà chủ động thì cũng vậy. Cũng không ai nói rõ đây có phải là cạm bẫy hay không, cũng có người ăn phải mồi câu mà vẫn bình yên vô sự. Vấn đề mấu chốt chính là hiện tại mà không ăn thì sẽ bị đói chết, nếu vậy chịu khó chủ động một chút. Sau khi ăn xong thì cũng phải khéo léo một chút. Tuy nhiên, chủ động tiến lên mới là bản sắc của Nam Nhi. Hạ Tưởng gật đầu liên tục. Phó Chủ tịch tỉnh Tống nói rất đúng, cho dù ngài ứng đối một cách tiêu cực thì cuối cùng vẫn là khả năng ngài phải là người thủ lĩnh của tỉnh phụ trách về vấn đề này. Không bằng chủ động xuất kích, tranh thủ lấy ấn tượng của người khác, vấn đề thành bại thì tạm thời chưa bàn, nhưng có dũng khí xông lên phía trước vì thiên hạ thì cũng làm cho người ta phải sinh sự kính nể trong tâm. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng, dựa vào ánh mắt xuất sắc của Phó Chủ tịch tỉnh Tống và điểm thiết nhập chuẩn xác, chắc chắn sẽ chỉ đạo việc thí điểm của các thành phố đạt được những thành công lớn không ngờ tới được. Chương 408, bút viết như thần. Tống Chiêu Độ một khi đã suy nghĩ thông suốt thì trong tâm trí cũng rất an tâm, cười ha hả nói. Cậu đừng nói như vậy tiểu hạ, cậu đúng thật là phúc tướng của tôi. Tôi vì thế sự này mà buồn bực mất mấy ngày. Không nghĩ ra được biện pháp xử lý cho thích hợp, thế mà cậu nói ra mấy câu bỗng nhiên tôi lại thấy tràn đầy tin tưởng với việc thí điểm tại các thành thị. Cậu cũng 10 phần tin tưởng việc này, lại còn đã cổ động thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động đề xuất xin thực hiện. Điều này nói lên trong lòng cậu chắc chắn đã biết cách thực hiện, đến lúc đó nhất định phải ra các kế sách cho tôi, lúc đó quyết không để cậu nhàn hạ đâu. Hạ Tưởng đành phải làm bộ thở dài. Số mệnh tôi đúng là phải bôn ba bận rộn vì lãnh đạo, không có cách nào tránh được,
ai bảo tự tôi lại tìm việc cho tôi vậy? Cá mắc câu kìa. Tống Chiêu Độ kêu lên một tiếng, chỉ vào cần câu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy vậy vội kéo loạn cần câu lên, không ngờ khẩn trương quá lại làm con cá bỏ chạy mất. Buổi chiều, Hạ Tưởng lại cùng Tống Nhất Phàm cùng nhau tới thăm lão cổ. Đối với việc lão cổ đột nhiên xuất hiện làm Tống Nhất Phàm có được niềm vui bất ngờ, luôn miệng kêu là, ông đồ cổ, Hạ Tưởng đang muốn ngăn cản thì lão cổ lại phụng phịu không cho. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ, đành phải tùy ý một già một trẻ càn quấy với nhau, không phân biệt ngôi thứ già trẻ, lớn bé gì cả không ngừng cười nói. Hạ Tưởng cảm thấy lão cổ chắc chắn là một tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, nhưng thân phận của ông ta trong mắt hắn thì còn là một điều bí ẩn. Dường như ngoại trừ cổ ngọc ra thì lão cổ không có thêm người thân thích gì, mà cũng bởi vì ông ta chưa bao giờ nói qua. Nhất là trong lúc vô ý Tống Nhất Phàm có hỏi lão cổ có vợ hay không, lão cổ biến sắc mặt, nửa ngày sau cũng không để ý đến Tống Nhất Phàm nữa. Vì thế Tống Nhất Phàm lại tìm đến Hạ Tưởng để hờn dỗi. Hạ Tưởng lần đầu tiên phê bình Tống Nhất Phàm mấy câu, nói cho cô biết phải biết tôn kính người lớn tuổi, không được gọi tên một cách tùy tiện loạn xạ lên vậy. Tất cả các ông lão đều đã trải qua cuộc sống nhân sinh đầy vất vả khó khăn, có những điều không tưởng tượng được cũng đã trải qua rồi, vì thế phải duy trì sự khoan dung và lễ phép với bọn họ. Tuy rằng Tống Nhất Phàm đang có sự bất bình, tuy nhiên vẻ mặt của Hạ Tưởng nghiêm khắc, điều này làm cho cô không dám tiếp tục đùa giỡn. Rất may mắn là chỉ sau một chốc lát thì lão cổ lại khôi phục tính trẻ con của mình, Tống Nhất Phàm và ông ta lại cười đùa vui vẻ, điều này làm Hạ Tưởng ở một bên lắc đầu liên tục. Người già như trẻ con, ngay cả lão cổ là một tướng lĩnh cao cấp đến như vậy, cả kiếp sống của mình rong ruổi trên lưng ngựa chiến thế mà đến già lại còn hờn dỗi với một cô bé, đúng thật làm người ta phải dở khóc dở cười. Trung tuần tháng 4, Phó Thủ tướng Hà chính thức tới thị sát tỉnh Yến. Hộ tống Phó Thủ tướng Hà tới thị sát thì ngoại trừ một ủy viên quốc hội ra, còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Dịch Hướng Sư, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Ngô Tài Giang và những người khác đều là các chuyên gia trong phương diện kinh tế. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thảo luận về vấn đề kinh tế. Cùng ngày, tất cả mọi khu vực trong tỉnh ủy của tỉnh Yến được đặt trong tình trạng giới nghiêm, tất cả các nhân viên đều được động viên để làm nhiệm vụ, toàn lực thực hiện không để có một sai sót nhầm lẫn nào cả. Hạ Tưởng cũng tham gia vào lệnh động viên, nhiệm vụ là truyền đạt các tinh thần chỉ thị của cấp trên cho các nhân viên. Hiện giờ thì coi như Dương Thiên Khách phối hợp cùng với Hạ Tưởng, trên cơ bản tất cả các truyền đạt của Hạ Tưởng đều được y đôn đốc thực hiện hoàn thành triệt để, giống như chưa bao giờ hai người có sự mâu thuẫn, không còn sự bằng mặt không bằng lòng cả khiến tầm mắt của mọi người được mở rộng ra. Đương nhiên, cũng có những người biết rõ nội tình xảy ra. Chính là do Hạ Tưởng ra mặt khiến trưởng ban thư ký Tiền gật đầu nên văn phòng nhân sự mới thả người, do đó con của Dương Thiên Khách được điều tới văn phòng thành ủy công tác, làm ở phòng thư ký, nghe nói rất được các lãnh đạo coi trọng. Có những người sau khi biết được chuyện này, nói lý với Dương Thiên Khách sao không ra mặt xin phó bí thư thôi giúp y giảng hòa với trưởng phòng nhân sự của văn phòng thì Dương Thiên Khách thần bí đáp. Ở trong mắt lãnh đạo thì có một số người chỉ có thể làm việc mà không thể tự nghĩ ra việc để làm. Mà cũng có một số người bình thường thường thay lãnh đạo để làm việc. Vì thế, có đôi khi lãnh đạo cũng sẽ bán mặt mũi cho y, thay y giải quyết các khó khăn. Hạ Tưởng làm trưởng phòng tin tức nên không có đủ tư cách đi cùng với Phó Thủ tướng Hà, chỉ có thể đứng xa xa mà quan sát Phó Thủ tướng. Hắn không nhìn thấy Phó Thủ tướng Hà rõ ràng cho lắm, chỉ có điều so với trên TV thì trẻ hơn một chút, hơn nữa có vẻ rất kiên quyết. Vốn Hạ Tưởng nghĩ rằng hắn không có chuyện gì để làm cả. Bởi vì các cán bộ cấp phó tỉnh trở lên trong tỉnh ủy thì rất nhiều, mà ngay cả những người này chưa chắc đã có đủ tư cách đi tháp tùng Phó Thủ tướng Hà thì cấp bậc như hắn không nói làm gì. Tuy nhiên, bởi vì có lãnh đạo cấp quốc gia tới thị sát nên không khí khác hẳn với ngày thường, ngay cả buổi trưa cũng được yêu cầu nghiêm khắc không thể đi ra trụ sở tỉnh ủy, còn buổi chiều tan tầm lúc nào thì phải đợi thông báo. Buổi chiều, sau khi mấy cuộc họp mở ra thì Hạ Tưởng nghĩ rằng Phó Thủ tướng Hà sẽ quay về Bắc Kinh. Không nghĩ tới sau khi tan họp Phó Thủ tướng Hà vẫn chưa an tâm, nghe nói buổi tối còn tổ chức thêm cuộc họp nữa. Xem ra bên trong tỉnh Yến thì thanh âm phản đối việc điều chỉnh lại kết cấu sản xuất cũng rất mãnh liệt. Hắn đang cân nhắc buổi tối mấy giờ về thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, sau khi ấn nút nghe thì miệng hỏi một câu. Xin chào. Bên trong liền truyền đến một giọng phổ thông của Bắc Kinh. Tiểu Hạ. Cậu nói tôi đi lên tốt hơn hay là cậu đi xuống dưới tốt hơn?
đúng là Ngô Tài Giang trước kia đối xử với mình cũng không tốt bởi vì ông ta là chú của Liên Nhược Hạm. Hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng đã nói qua, sở dĩ Ngô Tài Giang giả tảng như không biết chuyện mình và Liên Nhược Hạm là bởi vì Ngô Tài Giang kiêng kỵ tính tình của Liên Nhược Hạm và của ba cô, việc này truyền bá ra ngoài thì ông ta cũng không có chỗ tốt gì. Thứ hai là đối với việc nam nữ quấn quýt với nhau thì Ngô Tài Giang cũng không thèm để ý, chưa bao giờ xem đó là chuyện đại sự. Chính vì thế nên hiện tại thì Hạ Tưởng cũng có rất nhiều ấn tượng tốt đối với Ngô Tài Giang. Cho dù không đề cập tới thân phận ông ta là chú của Liên Nhược Hạm thì tốt xấu gì ông ta cũng là thứ trưởng, Hạ Tưởng vội nói. Thứ trưởng Ngô cứ ở đấy ạ, để tôi xuống. Xuống dưới sảnh thì Hạ Tưởng gặp Ngô Tài Giang đang một mình chắp tay sau lưng, nhìn qua thì giống như một nhân viên đang nhàn nhã không có việc gì để làm đang nhìn ngắm phong cảnh trong trụ sở. Ông ta là lãnh đạo bộ đi tháp tùng phó thủ tướng Hà, thế mà bộ dạng lúc này thì có vẻ đang rất nhàn nhã. Hạ Tưởng không trong bụng nghĩ thầm. Ông ta là thứ trưởng Bộ Giáo dục, lần này Ngô Tài Giang đi đến tỉnh Yến thì có lẽ cũng chỉ là để góp vui mà thôi. Quả nhiên Ngô Tài Giang vừa nhìn thấy Hạ Tưởng thì câu đầu tiên ông ta nói ra là: tôi là do giải sầu mới đến đây, không phải có công tác gì cả. Cuộc thị sát lần này không có thảo luận nào về phương diện giáo dục, vì thế tôi rất nhàn nên nghĩ tới cậu. Cậu tìm xem có chỗ nào thuận tiện để tâm sự chút đi. Hạ Tưởng đành phải bất đắc dĩ. Văn phòng ra mệnh lệnh là tất cả các cán bộ cấp trưởng phòng trở lên bất cứ lúc nào cũng có mặt trong trụ sở để chờ đợi chỉ thị, ngài thì nhàn nhưng tôi thì phải đi làm việc. Nếu Ngô Tài Giang không phải là chú ruột của Liên Nhược Hạm thì Hạ Tưởng không dám lấy giọng điệu kiểu này để nói chuyện với một người có cấp bậc thứ trưởng như ông ta. Ngô Tài Giang phản đối. Cậu cũng biết các sự việc trong quan trường đều là chuyện bé xé ra to. Phó Thủ tướng Hà tới thị sát công việc thì một trưởng phòng tin tức như cậu có chuyện gì? Thuần túy chỉ là phát động nhân viên một cách ồ ạt, không có việc gì thì tìm ra việc mà làm. Được rồi, không sao, tôi có việc tìm cậu đi theo tôi đi. Lúc này Phó Thủ tướng Hà đang cùng với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng đang họp kín với nhau, tôi dám chắc chắn rằng sẽ không có việc gì để tìm đến cậu cả. Ngô Tài Giang lên tiếng, cấp bậc của ông ta là thứ trưởng nên mệnh lệnh của ông ta thì Hạ Tưởng cũng không dám không theo. Hắn gọi điện thoại cho Dương Thiên Khách. Bảo y rằng mình có việc phải đi theo Thứ trưởng Ngô, nên có việc gì thì gọi điện cho hắn. Việc gì nên giải thích thì cũng phải giải thích một chút, cấp trên nếu có hỏi tới thì cấp dưới cũng thuận tiện trả lời, đồng thời cũng là biểu hiện ra sự tôn trọng với Dương Thiên Khách. Dương Thiên Khách liên tục vâng dạ, còn nói rằng Hạ Tưởng cứ yên tâm, các việc nhỏ thì để y lo, trừ khi có việc gì đại sự, nếu không y sẽ không làm phiền đến trưởng phòng, bảo Hạ Tưởng nên quan tâm tốt với Thứ trưởng Ngô. Hạ Tưởng liền cười, giúp Dương Thiên Khách một lần, tuy rằng không có quan hệ đồng minh gì với y nhưng thứ nhất Dương Thiên Khách là người cũ, có quan hệ phức tạp. Thứ hai là cách đối nhân của Dương Thiên Khách rất được, mọi chuyện được triển khai đều rất mượt mà, làm cho Hạ Tưởng rất vừa lòng, cũng bớt lo đi không ít. Có một trợ thủ phối hợp trong công việc chính là bớt đi một phần việc, chỉ cần đem công tác giải thích cho người ta, còn việc triển khai cụ thể như thế nào đều là do trợ thủ thực hiện, hắn chỉ cần biết kết quả là được. Đi theo Ngô Tài Giang ra ngoài trụ sở tỉnh ủy, đi vào một quán cà phê, Ngô Tài Giang cười nói. Quán trà trong thành phố Yến quá ít nên tìm một quán cà phê ngồi cho thanh tĩnh vậy. Sau khi ngồi xuống, gọi cà phê xong thì Ngô Tài Giang liền nói thẳng ra ý đồ cuộc gặp. Bộ trưởng Dịch rất vừa lòng với cậu. Hạ Tưởng cả kinh. Tôi cũng không có bổn sự lớn như vậy chứ. Ngô Tài Giang đối với việc kinh ngạc của Hạ Tưởng thì rất vừa lòng, gật đầu nói. Đương nhiên, cậu muốn gia nhập vào vòng của Dịch Hướng Sư thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn phần ông ta biết tài năng của cậu là do Tiền Cẩm Tùng nói ra. Đối với vụ việc khuyên bảo hai thành phố Bảo và Đan Thành trở thành thành phố thí điểm thì Tiền Cẩm Tùng đã nói ra với Bộ trưởng Dịch, tôi tin rằng có lẽ cũng đã rơi vào trong tai của Phó Thủ tướng Hà. Ngô Tài Giang như cười như không nhìn Hạ Tưởng, ý tứ rằng cái lợi này vào trong tay của Hạ Tưởng rất lớn, nhìn như không có dấu vết. Có ý đồ nhưng cuối cùng lại là người được lợi lớn nhất. Với một cán bộ cấp cục thế mà khuyên bảo thành công hai thành phố chủ động xin thí điểm thì không thể nói là không nổi bật. Không chỉ Phó Thủ tướng Hà rất thưởng thức việc này, có cái nhìn rất tốt với hắn và tỉnh Yến, mà ngay cả Diệp Thạch Sinh sau khi nghe nói xong cũng phải xem trọng một chút. Hạ Tưởng đúng là một người trẻ tuổi nhưng rất giỏi, có thể từ bên trong thế cục rắc rối nhạy bén phát hiện ra các điểm tựa cực kỳ khéo léo. Sau đó lại ra tay một cách rất nhẹ nhàng đạt được kết quả.
Tất cả những việc gì cho dù rắc rối tới đâu đều được hắn giải quyết dễ dàng, đúng thực là giống như có thần thánh phù trợ, đạt tới hiệu quả xuất thần nhập hóa. Cuộc đời của Ngô Tài Giang rất ít khâm phục người khác, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Dịch Hướng Sư nói ra cho Ngô Tài Giang biết Hạ Tưởng đứng ở phía sau bức màn thúc đẩy nội tình việc này, không ngờ ông ta không kìm nổi phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi sự cao minh của hắn. Ngay cả Dịch Hướng Sư cũng rất tán thưởng đối với tài năng của Hạ Tưởng. Dịch Hướng Sư tán thưởng không phải là cách thực hiện của Hạ Tưởng có bao nhiêu sự cao minh. Ông ta và Phó Thủ tướng Hà cũng đã phân tích qua tình hình của tỉnh Yến, cuối cùng cũng đưa ra kết luận là sự cân bằng thỏa hiệp, chỉ có thể bắt đầu từ việc thí điểm ở một số thành thị, trong quá trình thực hiện sẽ chậm rãi đúc rút kinh nghiệm chứ không có thể phát sinh ra tình huống cả tỉnh đều làm thí điểm. Bởi vì bầu không khí chính trị của tỉnh Yến không đủ nhiệt tình, chỉ bởi vì cấp trên coi trọng, áp lực từ cấp trên đè xuống nên tỉnh Yến mới thực hiện việc này. Dịch Hướng Sư cũng rõ ràng rằng, trên cơ bản, mặc kệ Hạ Tưởng có phải là người khuyên bảo thành công hai thành phố Bảo và Đan Thành chủ động đứng ra xin nhận thí điểm hay không vì kết quả cuối cùng kiểu thì cũng phải có thành phố thực hiện trọng trách này, nhưng Hạ Tưởng thông minh ở điểm thay vì bị động lại biến thành chủ động, tiêu cực không bằng tích cực. Chủ động ra mặt xin thì chẳng những có thể giải quyết được vấn đề phiền não của tỉnh, lưu được ấn tượng tốt của tỉnh mà còn làm cho Phó Thủ tướng Hà nhớ kỹ hai người phụ trách đảng ủy và ủy ban nhân dân của hai thành phố này. Hơn nữa, cũng làm cho Phó Thủ tướng Hà phải xem trọng bọn họ một chút, sau này cũng sẽ thường xuyên chú ý đến sự phát triển của hai thành phố này, nói không chừng, khi có hạng mục thích hợp ông ta sẽ còn chiếu cố. Chủ động và bị động chỉ khác nhau có một chữ, nhưng chế độ đãi ngộ thì đã khác hẳn một trời một vực. Hơn nữa, bởi vì Hạ Tưởng ở giữa nói vun vào nên tên của Hạ Tưởng nhất định cũng sẽ được tỉnh để ý, cũng sẽ làm cho Phó Thủ tướng Hà ghi nhớ. Thử nghĩ xem. Một cán bộ cấp cục không ngờ lại có ánh mắt nhạy bén vượt mức như vậy, hơn nữa còn thuyết phục thành công lãnh đạo đảng ủy và ủy ban nhân dân của hai thành phố. Điều này chẳng những chứng minh người này có tài năng trong cách ăn nói, còn biểu lộ người này có các quan hệ, có thể đạt được tín nhiệm của người khác. Dịch Hướng Sư âm thầm khen ngợi Hạ Tưởng, cho rằng hắn đúng là có ánh mắt độc đáo, đứng ở giữa phối hợp, lấy lòng được cả ba bên là tỉnh ủy, bộ ngoại thương, phó thủ tướng Hà, và cuối cùng cũng làm cho hắn, hai thành phố. Tỉnh ủy tỉnh Yến, Phó Thủ tướng Hà được lợi, có thể nói rằng ai nấy cũng đều có lợi. Nếu không có Tiền Cẩm Tùng báo cáo để lộ ra cho Dịch Hướng Sư rằng Hạ Tưởng vì sự điều chỉnh kết cấu sản xuất của thành phố Đan Thành đã đề ra các ý tưởng thì chỉ bằng thủ đoạn ở giữa phối hợp của Hạ Tưởng, Dịch Hướng Sư sẽ cho rằng Hạ Tưởng chỉ là một người đầu cơ về chính trị, chưa chắc có con mắt kinh doanh. Nhưng bởi vì Tiền Cẩm Tùng đã nói một cách đơn giản làm sáng tỏ việc Hạ Tưởng vì sự phát triển của thành phố Đan Thành đã đề xuất ra hai ý tưởng. Sau khi cẩn thận phân tích nghiên cứu thì Dịch Hướng Sư phải chấn động, ông ta khiếp sợ và không hiểu tại sao Hạ Tưởng lại có tư tưởng kỳ diệu đến như vậy, luôn miệng khen không dứt lời. Việc làm đường sắt thì cũng không tính là quá đặc biệt, chỉ có thể nói đây là ánh mắt vượt tầm, nhưng lấy điểm thiết lập là du lịch văn hóa thì đúng là một ý nghĩ thật sáng suốt. Dịch Hướng Sư là Bộ trưởng Bộ Ngoại thương nhiều năm, đối với kinh tế địa phương đương nhiên đã nghiên cứu thấu triệt, cũng biết rất rõ ràng các khuyết điểm của các thành phố trong nước, chính là giao thông không tiện lợi, phí tổn vận chuyển cao, hơn nữa tư tưởng bảo thủ nên kết cấu của nền kinh tế biến chất. Từ từ, theo những lời trong miệng Tiền Cẩm Tùng thì dường như ông ta đã tìm thấy một vị học giả kinh tế trẻ tuổi đang chậm rãi trình bày, nói ra các ưu thế và nhược điểm của thành phố Đan Thành, phân tích một cách rõ ràng với các luận chứng khoa học. Hơn nữa lời bình cũng rất xúc tích và tâm huyết, ngay cả ông ta là bộ trưởng mà cũng không thể có những lời như vậy. Thậm chí ngay cả các chủ ý lớn mật như thế này thì ngay cả ông ta cũng chưa bao giờ được nghe qua. Bởi vậy, Dịch Hướng Sư lại nghiên cứu lý lịch Hạ Tưởng lại một lần nữa thật cẩn thận thì mới phát hiện ra rằng trước kia người này đã có rất nhiều lần thu hút thành công các đầu tư, hơn nữa rất nhiều lần đều có ánh mắt chuẩn xác. Cho đến ngày nay, tất cả những hạng mục Hạ Tưởng tiến cử đều đang đưa lại các doanh thu. Hơn nữa triển vọng còn rất rộng mở. Cũng tương tự như vậy, các hạng mục mà Hạ Tưởng tiến cử tại huyện An cũng phát triển rất tốt, các khu xây dựng, làng du lịch, còn cả nét bút thần dự án đường Sơn Thủy, kết nối phong cảnh tuyệt đẹp của hai vùng Tam Thạch, Tam Thủy. Các ánh mắt của Hạ Tưởng đều rất chuẩn xác và đi trước mọi người. Sau khi đường Sơn Thủy thông suốt, hiện tại thì việc đi lại giữa huyện An và huyện cảnh cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa khi hai khu du lịch của hai huyện thông suốt nhau thì rất nhiều các hạng mục phụ trợ cho du lịch phát triển rất rầm rộ, thu hút rất nhiều du khách hứng thú tới đây, ý nghĩa của việc này rất hiệu quả.
đúng thật là Dịch Hướng Sư muốn điều động Hạ Tưởng tới Bộ Ngoại Thương, cảm thấy với tài năng của người này trong sự nhìn nhận tổng quan về các hình thức kinh tế của các tỉnh trong cả nước thì làm công tác nghiên cứu, đề xuất các lý luận cao cho quốc gia thì rất thích hợp. Tuy nhiên, nếu đưa đến Viện Khoa học Xã hội học thêm khoảng 2 năm với một số chuyên gia kinh tế làm cơ sở lý luận, nói không chừng về sau có thể bồi dưỡng Hạ Tưởng trở thành một thứ trưởng đảm nhiệm về các công việc kỹ thuật. Dịch Hướng Sư đưa ý tưởng trên nói với Tiền Cẩm Tùng thì Tiền Cẩm Tùng lại vừa lắc đầu vừa cười. Hạ Tưởng ở lại địa phương là tốt nhất, cậu ta có lý luận là chuyện tốt, nhưng người này lại càng thích hợp hơn khi làm các công việc cụ thể. Ở tại địa phương thì mới phát huy tốt nhất tài năng của cậu ta, mới có thể làm việc thật sự vì dân chúng. Dịch Hướng Sư suy nghĩ cẩn thận lại rồi cũng không miễn cưỡng, ông ta lại nói cho Ngô Tài Giang biết và muốn thu xếp một khoảng thời gian gặp Hạ Tưởng để giáp mặt nói chuyện. Ngô Tài Giang rất nhanh chóng đồng ý, nhưng Dịch Hướng Sư không dự đoán được đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì trong nhóm lãnh đạo của tỉnh Yến lại tranh luận kịch liệt đến như vậy. Diệp Thạch Sinh hàm xúc tỏ vẻ sự phản đối, Phạm Duệ Hằng cẩn thận lạc quan tỏ vẻ ủng hộ, Mã Vạn Chính trên cơ bản là thái độ ủng hộ, Tống Chiêu Độ mạnh mẽ tán thành, một số ủy viên thường vụ khác thì có người tán thành, người phản đối, cũng có người trung lập. Tóm lại, trên cơ bản là cục diện rằng co. Một nửa muốn còn một nửa thì không. Chương 409, một bước tiến lớn về phía trước. Phó Thủ tướng Hà thấy tình cảnh tỉnh Yến như vậy, ngược lại hứng thú lại càng lớn hơn, liên tục mở các cuộc họp thảo luận, buổi sáng mở, buổi chiều lại tiếp tục. Vì thế, ông ta không rút ra được thời gian để gặp Hạ Tưởng, đành phải để Ngô Tài Giang chuyển đạt một số ý kiến của mình. Ngô Tài Giang thì cũng muốn gặp mặt Hạ Tưởng một lần. Bởi vì ông ta nhìn thấy thủ đoạn Hạ Tưởng đứng ở giữa từ đó thu xếp một cách chu toàn thì phát hiện thấy quả thật Hạ Tưởng có chỗ hơn người, chẳng những có ý nghĩ kinh doanh mà ánh mắt chính trị cũng cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ giỏi về việc lợi dụng thế cục đang đánh cờ khắp nơi mà kiếm được điểm tựa, từ đó chuẩn xác thiết lập điểm đột phá trở thành cánh tay đòn để bày các lực lượng, lấy nhỏ thắng lớn, thông minh, cực kỳ thông minh. Ngô Tài Giang tạm thời bỏ qua suy nghĩ hứng thú của mình, ông ta nói. Tiểu Hạ, tôi phải hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết. Lần trước, tôi mượn tay Cao Thành Tùng để đối phó với cậu, hiện tại cậu có còn thành kiến gì với tôi không? Sự việc đã xảy ra lâu rồi, kể cả có thành kiến gì thì cũng không thay đổi được việc này. Hơn nữa, ngài là lãnh đạo, cũng là bậc bề trên, gần đây đối với tôi cực kỳ chiếu cố, nếu ngài không nói đến sự tình trước kia thì tôi cũng đã quên rồi. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm điều gì. Muốn nói rằng mình không có một khúc mắc gì với Ngô Tài Giang thì không thể, nhưng sau Ngô Tài Giang đối với hắn rất tốt thì cũng nên bỏ qua. Cái quan trọng nhất chính là việc Ngô Tài Giang là chú của Liên Nhược Hạm, đối với sự tình giữa mình và Liên Nhược Hạm thì vẫn tỏ vẻ thái độ cam chịu, điều này làm cho tâm của Hạ Tưởng sinh ra sự cảm kích. Hắn cũng không phải tỏ ra rộng lượng, nên nói ra một vài lời có hàm xúc sự bất mãn. Ngô Tài Giang cười ha hả. Được, lời nói vừa rồi tôi đã nghe ra. Nếu cậu giả vờ nói rằng không có chút tức giận hoặc là còn sự bất bình tức giận thì cũng không phải là tính cách của cậu. Biểu hiện lúc này của cậu mới đúng là bình thường, tôi cũng yên tâm. Rồi từ nay về sau, từ từ rồi một ngày nào đó cậu sẽ không hề có chút nào oán hận tôi nữa. Ông ta nói rất bình dị, sau đó liền bật cười ha hả. Về sau đừng đem tôi trở thành lãnh đạo gì, là bề trên là được rồi. Cậu nói xem. Tôi có phải là bậc bề trên danh chính ngôn thuận của cậu? Nghe nói vậy, Hạ Tưởng không dám nói thêm câu gì, chỉ có thể gật đầu cam chịu. Vậy là tốt rồi, thừa nhận là tốt rồi, cà phê hôm nay cậu mời. Ngô Tài Giang rất nhanh chóng dồn việc khó cho Hạ Tưởng, ông ta còn nói thêm. Hướng Sư nhờ tôi nói với cậu mấy câu, ông ta không thu xếp được thời gian để gặp cậu, vốn ông ta cũng muốn hỏi cậu mấy điều. Xin ngài cứ nói ạ. Hạ Tưởng chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, cậu cho rằng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Xin trở thành thành phố làm thí điểm, nếu tiến hành điều chỉnh kết cấu sản xuất thì nắm chắc được mấy phần thành công. Thứ hai, nếu cậu trở thành thị trưởng của hai thành phố nói trên thì phương châm để cậu thi hành các biện pháp chính trị là như thế nào? Thứ ba, nếu điều đến Bộ Ngoại thương thì cậu có nguyện ý hay không? Điểm thứ nhất, theo tôi nghĩ thì cũng phải nắm chắc được 8 phần. Sở dĩ tôi khuyên bảo thành phố Đan Thành và thành phố Bảo tiến hành làm thí điểm việc cải cách này là bởi vì hai thành phố này đều có điểm đặc sắc rất rõ ràng. Đầu tiên là thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đều là thành phố có truyền thống lịch sử,
Tuy rằng thành phố Bảo không lâu đời bằng thành phố Đan Thành, nhưng thành phố Bảo lại ở giữa tỉnh Yến nên vị trí địa lý có sự ưu việt rõ rệt, năm đó còn thiếu chút nữa trở thành thủ phủ của tỉnh, nếu không phải quá gần với Bắc Kinh thì cũng đã thành công. Còn điểm đặc sắc của thành phố Đan Thành thì tôi cũng đã nói qua với Bí thư Đan và thị trưởng Vương, có lẽ ngài cũng đã nghe rồi, tôi sẽ không lặp lại. Hạ Tưởng cười cười, lúc nói chuyện với Ngô Tài Giang thì hắn không có cảm giác áp lực quá lớn, chủ yếu là do tính cách của Ngô Tài Giang hoặc cũng không biết là do ông ta cố ý hạ thấp áp lực. Hoặc là khi đối thoại, Ngô Tài Giang cho rằng nên bình đẳng đối thoại, dù sao từ người ông ta cũng không toát ra cái uy của người cấp cao hơn. Ưu điểm của thành phố Bảo cũng rất rõ ràng, có cơ sở công nghiệp nhất định, cũng có quy mô tạm đủ để đổi mới sản xuất, chỉ cần nhận rõ phương hướng, lớn mật thay đổi chế độ xã hội là có thể thu được hiệu quả rất lớn. Tôi cũng không phải trong lúc nhất thời mà cổ động hai thành phố tiến hành thử nghiệm, đùa giỡn với tiền đồ chính trị của người khác. Còn câu hỏi thứ hai thì tôi không có câu trả lời bởi vì tôi không phải là thị trưởng nên cũng không thể nào tưởng tượng biện pháp chính trị nào để thi hành. Câu hỏi thứ ba thì tôi cảm thấy trước mắt tôi ở lại tỉnh ủy thì có lẽ thích hợp hơn. Hạ Tưởng nói xong, nhìn Ngô Tài Giang không chuyển mắt. Xin ngài chuyển cáo tới Bộ trưởng Dịch, nói rằng tôi rất cảm tạ sự thưởng thức của ông ấy. Tuy nhiên bây giờ tôi còn tài sơ học thiền, lý lịch kinh nghiệm không đủ nên nguyện ý ở lại địa phương để rèn luyện thêm vài năm. Ngô Tài Giang khẽ gật đầu nói. Tôi cũng dự đoán rằng cậu không muốn tới Bắc Kinh, mà Bắc Kinh cũng không phải là nơi mà tất cả mọi người đều nguyện ý tới. Nhất là cấp bậc hiện tại của cậu đang rất thấp, kinh nghiệm lại rất nhỏ bé, sau khi đi đến Bắc Kinh thì cũng chưa chắc được thuận buồm xuôi gió như ở tại tỉnh Yến. Mặc dù ở tại tỉnh Yến cũng có những lực cản nhất định, nhưng người nào mà không có lực cản, nhất là trong chốn quan trường, lúc nào cũng có đối thủ, vì thế cũng không nên quá để ý. Hạ Tường tỏ vẻ đồng ý đối với lời nói của Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang lại hỏi. Nghe nói cậu và Mai Thái Bình có quan hệ cũng rất hòa hợp. Hạ Tường thấy ánh mắt của Ngô Tài Giang chớp động, hắn nghĩ thầm rằng mặc kệ như thế nào thì đúng là Ngô Tài Giang đối với Mai Thái Bình cũng có một chút bất mãn. Ngô gia và Mai gia có hợp tác, nhưng tổng thể mà nói thì trong một số lĩnh vực cũng có sự cạnh tranh. Vì thế hắn nói. Đúng vậy, trưởng ban Mai là lãnh đạo cấp trên. Tôi lại công tác trong tỉnh ủy, ai cũng đều phải kính trọng nhường nhịn trưởng ban tổ chức cán bộ mấy phần. Vốn Ngô Tài Giang cũng không muốn thảo luận nhiều về việc Mai Thái Bình nên chuyển đề tài, nói đến Thôi Hướng. Thôi Hướng và Phó gia quan hệ càng ngày càng gần. Tiểu Hạ, cậu phải cẩn thận một chút. Quan hệ giữa Phó gia cùng với Ngô gia, Mai gia, cũng như Khâu gia thì cũng bình thường. Tuy nhiên, gần đây cũng có xu hướng gần gũi hơn với Khâu gia. Nhưng tổng thể mà nói thì dã tâm của Phó gia là lớn nhất, hơn nữa bọn họ cũng nhìn chung ưu thế lớn của tỉnh Yến là gần với Bắc Kinh nên có ý tiến quân vào tỉnh Yến. Ở tỉnh thì đã có Thôi Hướng là người phát ngôn, ở thành phố thì có Phó Tiền Phong, hơn nữa trưởng ban tuyên giao Mã Tiêu mới tới cũng là người của Phó gia. Hạ Tưởng nghe thấy tin tức Thôi Hướng gần gũi với Phó gia thì cũng hơi kinh hãi. Nếu Phó gia thật sự muốn đỡ cho Thôi Hướng quật khởi ở tỉnh Yến, hơn nữa lại có thêm một người làm trưởng ban tuyên giao của tỉnh ủy, ở thành phố lại còn có Phó Tiên Phong, mà nghe nói Phó Tiên Phong đang đến gần với Đàm Long. Nếu vậy ở tỉnh cũng đã hình thành một lực lượng không thể coi thường. Ở thành phố thì cũng may chưa có vấn đề gì cả vì Trần Phong và Hồ Tăng Chu coi như chung sống hòa bình, không có mâu thuẫn gì rõ ràng. Nhưng ở tỉnh thì khác biệt, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng thì bằng mặt mà không bằng lòng, hơn nữa các ủy viên thường vụ khác thì cũng làm việc theo ý mình. Mặc dù mình và Mã Vạn Chính, Tống Chiêu Độ, Trần Phong quan hệ không tồi, với Mai Thái Bình, Tiền Cẩm Tùng cũng có những quan hệ gần gũi, nhưng giữa bọn họ không đoàn kết, trừ phi đề cập đến lợi ích chung của bọn họ thì mới có khả năng tất cả đều nhất trí, nếu vào việc khác thì cũng chưa chắc. Mấu chốt là thái độ của Diệp Thạch Sinh nếu rõ ràng, ý chí kiên quyết thì cũng có tác dụng tạo sự kinh sợ với người khác. Nếu Phạm Duệ Hằng cứng rắn mạnh mẽ hơn một chút, có thể thêm sự kiên trì trong các vấn đề lớn thì cũng có thể suy yếu lực ảnh hưởng của Thôi Hướng. Nhưng hiện tại thì Diệp Thạch Sinh hơi có chút yếu đuối, Phạm Duệ Hằng lại có thừa sự bảo thủ, ý chí tiến thủ lại không có đủ, Mã Vạn Chính lại quá mức lão luyện, quyền lên tiếng của Tống Chiêu Độ thì không đủ, suy nghĩ của Mai Thái Bình thì không đặt tại tỉnh Yến, đối với việc tranh đoạt quyền lực không có chút hứng thú. Do đó, quyền của Thôi Hướng lại càng mạnh mẽ, lại có Phó gia đỡ đầu. Chẳng phải là y như hổ được chắp cánh hay sao? Trách không được Thôi Hướng muốn mình chết,
Y cực kỳ thông minh phát hiện ra rằng bình thường thì cũng không có nhiều ủy viên thường vụ nhất trí ủng hộ, chỉ có khi đề cập đến lợi ích trọng đại của chính mình thì lúc đó mới có thể tạo ra ảnh hưởng để mọi người nhất trí thống nhất. Thôi Hướng chính là muốn kéo mình đến bên người, đến thời điểm nào đó thì cũng đề cao mình một chút, nếu có thưởng thì cũng thưởng, nhưng đây chính là thủ đoạn mềm dẻo để giết người, không cho mình xuất hiện ra vấn đề lớn quan trọng gì, cũng không khiến mình phải khơi mào các sự tình, từ từ làm các việc vặt ở trong tỉnh ủy, tiêu tán đi ý chí chiến đấu, cuối cùng trở thành một người quan liêu không có việc gì để gây phiền phức. Giữa người và người sở dĩ có tình cảm và liên kết lại là phải dựa vào nhau, gắn bó với nhau để chống đỡ các khó khăn. Nếu chính mình vẫn vô sự, mỗi ngày cũng chỉ xử lý một số sự tình tiết vụn vặt, không làm ra việc gì thật sự và lớn nào thì quan hệ ban đầu sẽ trở chậm rãi trở nên nhạt nhòa, bởi vì không có ích lợi cộng đồng nên vì thế dần dần tiêu vong. Ngoại trừ khi các quan hệ thân thuộc ra thì quan hệ còn lại không đủ lợi ích để hấp dẫn người khác. Cũng có những người sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà càng lúc càng cách xa mình, thậm chí đi tới việc chẳng khác gì người lạ. Ai nói Thôi Hướng không có trí tuệ chính trị, thì cũng là người tuyệt đỉnh thông minh, phòng ngừa chu đáo và tầm nhìn cực kỳ dài. Đáng tiếc chính là việc người tính không bằng trời tính. Hạ Tưởng vào trong tỉnh ủy công tác một khoảng thời gian đến nay, quả thật cũng phải trải qua một đoạn thời gian cực kỳ bình tĩnh, cả ngày không có chuyện gì để làm, muốn cùng Mã Vạn Chính giao lưu cũng không tìm ra được lý do. May mắn lại đột nhiên xuất hiện sự kiện Phó Thủ tướng Hà tới thị sát tỉnh Yến, lại còn gặp kỳ ngộ trọng đại là tỉnh Yến phải điều chỉnh kết cấu sản xuất, hơn nữa Hạ Tưởng lại nhạy bén nắm bắt được thời cơ, thong dong ứng đối, bố cục một cách chu đáo, chặt chẽ, nên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm và điểm tựa cho các thế lực. Tuy nhiên, bởi vì có Phó gia tham gia, chỉ sợ trong một đoạn thời gian tương đối dài tiếp tới thì thế cục tỉnh Yến sẽ càng thêm phức tạp. Hạ Tưởng cũng hơi đau đầu. Lập tức nghĩ đến việc do có lợi ích cộng đồng trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất nên quan hệ giữa hắn và Tiền Cẩm Tùng có tiến triển, ít nhất cũng sẽ tiếp tục trong một đoạn thời gian dài nữa. Bởi vì có sự hợp tác nên vẫn duy trì sự tiếp xúc chặt chẽ, cũng tương đương với việc trong giai đoạn hiện tại có thêm một minh hữu. Cho nên, nếu phân tích một cách cẩn thận thì Phó gia muốn ở tỉnh hay thành phố trước mắt muốn bố trí lực lượng tốt dành cho hắn thì cũng không phải là một sự kiện dễ dàng gì, ít nhất cũng phải trong thời gian 2-3 năm tới. Nhưng nếu trong bố cục của bọn họ có điều kiện tiên quyết là hy sinh lợi ích của Hạ Tưởng thì tin rằng cuối cùng hắn và Phó gia sẽ có một cuộc chiến tranh không thấy khói thuốc súng. Mặc dù hắn không phải là người phát ngôn gì của Ngô gia, Mai gia hay Khâu gia, nhưng hắn cũng có lý tưởng và khát vọng của chính mình, cũng có những lợi ích của bản thân hắn mong muốn đạt được. Thôi Hướng dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết người, chèn ép hắn trở nên vô sự thì hắn sẽ tương kế tự kế, ở trong tỉnh ủy thong dong ứng đối. Nhưng nếu Phó gia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hoàn toàn xem mình giống như chút bụi bặm cần phải lau dọn qua thì cũng không còn gì nữa, trực tiếp phản kháng. Hạ Tưởng cũng không tin là tại tỉnh Yến thì Phó gia lại có thể trong một thời gian ngắn có thể giơ tay che được trời. Đồng thời, hắn cũng có lý do để tin tưởng, cuộc cải cách kết cấu sản xuất này tuyệt đối là một cơ hội cầu được ước thấy, hoàn toàn có thể quấy dậy sự bố trí của Phó gia và kế hoạch của Thôi Hướng. Cũng là một cơ hội hắn khó có thể có được để có thể nhảy ra khỏi sự khống chế của Thôi Hướng. Phó gia tiến quân vào tỉnh Yến không phải chỉ có tài nguyên và chính trị, mà còn tính toán tới đầu tư kinh tế lâu dài tại thành phố Yến, có thể nói đây là tính toán chu toàn. Ngô Tài Giang là người của Ngô gia, tự nhiên nhất cử nhất động của Phó gia cũng rất chú ý, cũng hiểu biết hướng đi của Phó gia. Bọn họ muốn đầu tư một siêu thị bách hóa chuyên kinh doanh các đồ cao cấp xa xỉ. Đề xướng sự chi tiêu vào các đồ cao cấp, muốn tạo ra một cự ly cách biệt với các mặt hàng bình thường khác của tỉnh Yến. Hạ Tưởng nghe xong ý đồ của Phó gia thì không khỏi mỉm cười. Tại thành phố Yến đầu tư một siêu thị bách hóa đồ xa xỉ thì không thể nói là ánh mắt không thật tinh, mà chỉ có thể nói ánh mắt đã vượt khỏi mức quy định. Lấy năng lực chi tiêu trong thành phố Yến, ngoại trừ Phó gia không thèm để ý tới việc đầu tư lời hay lỗ, nếu không thì đây đúng là hạng mục kinh doanh mà mất nhiều hơn được. Người thành phố Yến có tiền thì đều thích mua nhà ở, nếu không thì cũng gửi vào ngân hàng, lưu giữ tại ngân hàng. Bọn họ đối với các thương hiệu thì độ nhận thức cũng hữu hạn, cũng không theo đuổi theo trường phái hưởng thụ nên chi tiêu cho đồ xa hoa mà nói thì không có lực hấp dẫn gì với bọn họ cả. Mà đây cũng không phải là khu vực có nhiều người nước ngoài. Những người có tiền thì đều ở Bắc Kinh, với sự cách biệt về địa lý thì chưa chắc tới thành phố Yến để mua đồ. Với tình trạng như vậy thì không gian phát triển buôn bán của bách hóa đồ xa xỉ sẽ không có không gian phát triển.
kiếp trước có một nhà đầu tư có sừng có mỏ, nổi tiếng ở thương trường phương Nam mở ra một siêu thị bách hóa kinh doanh các đồ thương hiệu của phương Tây, muốn dựa vào ưu thế về lượng người của phương Bắc để phát triển công việc này. Kết quả là trước cửa siêu thị chỉ có thể giăng lưới bắt chim, cũng chỉ có thể kiên trì được 2 năm, sau đó cũng phải đóng cửa bởi vì lưu lượng khách quá ít, không thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu phó gia muốn tới thì tốt nhất là để bọn họ tới, có lẽ dưới sự đề xướng mạnh mẽ của bọn họ thì có thể khiến những kẻ có tiền trong thành phố Yến bắt đầu có xu hướng thưởng thức, cũng uống cà phê và hút xì gà, tuy nhiên cũng phải một khoảng thời gian sau nữa. Tuy nhiên, tại thành phố Yến này mà sử dụng đồ xa xỉ thì chắc chắn sẽ có nhiều cặp mắt dòm ngó. Đang còn thảo luận thì Ngô Tài Giang nhận được điện thoại, Phó Thủ tướng Hà có việc quan trọng cần phải quay về Bắc Kinh. Ông ta vội vàng cáo biệt Hạ Tưởng để đi về với Phó Thủ tướng Hà. Sự kiện Phó Thủ tướng Hà thị sát đã chấm dứt, mọi việc trong tỉnh ủy đều được trả lại trạng thái bình thường. Hạ Tưởng đang định trở về nhà thì lại bị Tống Chiêu Độ giữ lại, nói là buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hạ Tưởng liền đưa Tống Chiêu Độ đến Sở Phong Lâu ăn cơm, nơi này cũng thuận tiện là cách nhà không quá xa. Hạ Tưởng chỉ biết Tống Chiêu Độ tìm hắn là nói lại các sự tình trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Hà. Quả nhiên, đồ ăn còn chưa đưa lên mà Tống Chiêu Độ đã kích động nói. Vốn Phó Thủ tướng Hà định buổi chiều quay về Bắc Kinh, nhưng bởi vì ông ta thấy tỉnh vẫn quá mơ hồ nên quyết định buổi chiều vẫn tiếp tục họp, cái chính là muốn chờ tỉnh Yến đưa ra một đáp án rõ ràng. Ban đầu Diệp Thạch Sinh vẫn đang tồn tại tư tưởng nếu bỏ được thì nên bỏ, y cố gắng kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng Phạm Duệ Hằng lại đề xuất rằng nếu Phó Thủ tướng Hà đã để ý đến tỉnh Yến thì nên đưa ra câu trả lời một cách thuyết phục, ý kiến của ông ta là phải từng bước thực hiện, tiến dần nhận thức trong việc cải cách kết cấu sản xuất. Phó Chủ tịch tỉnh Mã có thái độ gì ạ? Hạ Tưởng đối với thái độ của Mã Vạn Chính thì cực kỳ để ý. Phó Chủ tịch tỉnh Mã thì ngay từ đầu cũng không đưa ra quan điểm là phải mở rộng một cách toàn diện, cũng không phải là mở rộng thí điểm ở một số thành thị, mà là thực hiện trước ở một số doanh nghiệp nhà nước đang lâm vào tình trạng đóng cửa để tiến hành thay đổi chế độ. Thái độ của ông ta và cái nhìn của Phó Bí Thư Thôi nhất trí với nhau. Ý tứ của Phó Bí Thư Thôi là toàn bộ tỉnh phải đồng thời bắt đầu thay đổi chế độ xã hội, nhưng chỉ bắt tay vào các doanh nghiệp lớn của nhà nước hay các doanh nghiệp đang chuẩn bị phải đóng cửa. Sau khi tôi và trưởng ban thư ký Tiền đưa ra ý kiến để thí điểm trên một số thành phố thì Chủ tịch tỉnh Phạm cũng rất tán thành, Phó Chủ tịch tỉnh Mã sau khi nghe xong cũng cải biến chủ ý và tán thành ý kiến của tôi. Sau khi Bí thư Diệp nghe thêm lý luận của tôi thì cũng tỏ ra thái độ sẽ thông qua để thực hiện cải cách ở một số thành phố làm thí điểm. Đến cuối buổi chiều thì thống nhất báo cáo cho Phó Thủ tướng Hà. Phó Thủ tướng Hà sau khi nghe xong báo cáo thì rất vừa lòng, lúc đó liền quyết định quay về Bắc Kinh. Tống Chiêu Độ có vẻ rất hưng phấn, xem ra đã chiếm được sự tán thưởng của Phó Thủ tướng Hà. Hơn nữa, việc ông ta đề xuất việc một vài thành phố thực hiện thí điểm cũng đã chiếm được sự đồng ý của đại bộ phận các ủy viên thường vụ. Bí thư Diệp có phải có hỏi thêm ngày việc tìm ra thành phố nào để làm thí điểm? Hạ Tưởng đối với việc Diệp Thạch Sinh bảo thủ một cách quá mức thì cũng hơi thất vọng. Quả nhiên, một người khi ở địa vị cao, nếu không có khả năng tiến thêm một bước nữa thì lập tức mất đi tinh thần tiến thủ, hoàn toàn có xu hướng bảo thủ, chỉ mong cầu sự vững vàng, ổn định. Đúng vậy. Tống Chiêu Độ lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Tôi trả lời với ông ta rằng đang cố gắng và đã có 8 phần nắm chắc. Bí thư Diệp lúc này mới vỗ vỗ bả vai tôi nói rằng Chiêu Độ nha, cậu thay tỉnh ủy giải quyết một vấn đề rất phức tạp, cá nhân tôi phải cảm tạ cậu. Ha ha. Hạ Tưởng cũng bật cười. Diệp Thạch Sinh biểu biện như vậy là cũng đúng logic, nói như vậy thì giống như một khối đá lớn đang chèn ép trên đầu y đột nhiên được buông ra, hết thảy không còn chướng ngại vật nào nữa, tất nhiên là sẽ thở phào nhẹ nhõm, đối với Tống Chiêu Độ thì đúng là phải cảm khái mà nói ra lời cảm ơn. Không chỉ là Bí thư Diệp, ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm cũng sẽ vì việc chủ động của ngài chịu lo lắng cho tỉnh mà rất yên tâm, nói không chừng ông ta cũng sẽ lấy danh nghĩa cá nhân của mình để tỏ vẻ lòng biết ơn với ngài. Còn có một số ủy viên thường vụ khác nữa, cũng sẽ gia tăng không ít ấn tượng với ngài. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, đối với mười mấy ủy viên thường vụ mà nói thì đều không có lợi ích xung đột, cho nên hai thành phố xin làm thí điểm, làm chuột bạch thí nghiệm cũng hợp với tâm ý của mọi người. Cho dù bọn họ sẽ có những ngờ vực vô căn cứ với hành động của Tống Chiêu Độ thì việc đầu tiên cũng sẽ là cảm tạ, bởi vì Tống Chiêu Độ đã thay bọn họ giải quyết vấn đề nan giải lớn nhất.
Nếu không khi chọn thành phố để làm thí điểm thì chắc chắn sẽ lại một phen tranh luận, tránh không khỏi những lời khắc khẩu rồi cuối cùng phải thoái nhượng với nhau, mà khi đó thì cũng chưa biết là thành phố nào. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy việc thí điểm ở các thành phố chính là một cái hố, ai nhảy vào thì cứ việc nhảy. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh Tống đã rộng lượng tự mình nhảy vào cái hố đó thì mọi người chắc chắn phải khoan dung, đều phải biểu hiện ra một phen tỏ vẻ để cảm kích sự hy sinh của Phó Chủ tịch tỉnh Tống thì mới thích hợp. Trong chốn quan trường, việc anh nâng tôi thì tôi nâng anh, thời điểm mà người khác chủ động nhượng bộ thì mọi người cũng phải tỏ phong độ ra vẻ muốn nâng anh lên để tránh tình trạng trong thời điểm tiếp theo khi chính mình gặp nạn sẽ không bị người ta ném đá xuống giếng. Chủ tịch tỉnh Phạm cũng đã tìm tôi nói chuyện qua, cũng tỏ vẻ rất cảm kích. Về phần các ủy viên thường vụ khác có tỏ vẻ hay không thì cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là có nhân vật số 1 và số 2 tán thành thì sự việc khởi động sẽ dễ dàng hơn. Tống Chiêu Độ cao hứng với các sự ghi nhận và khẳng định của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Bởi vì Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng từ khi nhậm chức tới nay rất hiếm khi khẳng định người khác, càng chưa có trường hợp cả hai người cùng khẳng định một người thuộc Ủy ban Nhân dân. Chính bởi vì trong sự kiện thành thị thí điểm thì hai vị số 1, số 2 trong tỉnh ủy không hẹn mà cùng tỏ ra vẻ hứng thú nồng hậu với ông ta, cũng là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cảm giác được coi trọng mãnh liệt, quả thật là rất không tồi. Nói đến tất cả những điều này đều có công lao của Hạ Tưởng. Nếu không phải Hạ Tưởng đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng các công tác thuyết phục thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, nếu không phải Hạ Tưởng khuyên ông ta chủ động xuất kích mà để lúc cuối cùng ở hội nghị thường vụ sau một phen tranh luận để hai vị bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh liên kết với nhau quyết định đem nhiệm vụ đè trên người ông ta thì hiệu quả không giống như bây giờ. Chủ động chịu lo lắng cho lãnh đạo, chẳng những lãnh đạo sẽ phải coi trọng một chút mà đối với một số đề xuất phá lệ cũng sẽ có sự coi trọng nhất định. Nhưng nếu là để lãnh đạo tổng hợp các nhân tố lại, sau đó cưỡng ép áp chế cho mình nhiệm vụ, chính là tương đương với việc thể hiện thái độ rằng các công tác được phân công mày phải làm cho tốt, phải nhận và tự chịu lấy trách nhiệm của mình, làm tốt thì là việc của mày phải làm, cũng không được sự khen ngợi của lãnh đạo. Tống Chiêu Độ thật tâm nói, Tiểu Hạ, tôi phải cảm tạ cậu cho tôi lời khuyên, để tôi chủ động tiến về phía trước, giành lấy quyền chủ động. Không thể không nói rằng, một bước này nhìn như là một bước nhỏ, thật ra sẽ thúc đẩy là sinh mạng chính trị của tôi tiến lên một bước lớn. Phó Thủ tướng Hà, ngay cả Bộ trưởng Dịch cũng bớt thời giờ nói chuyện với tôi về một số công việc chung, đối với tinh thần dũng cảm tiến thủ của tôi cũng tỏ vẻ tán thưởng, khuyên tôi cố gắng dụng tâm làm cho tốt việc thí điểm các thành thị. Về phần các chính sách tương quan và tài chính, Bộ Ngoại thương sẽ có những chính sách tương ứng để ủng hộ, có lẽ Phó Thủ tướng Hà cũng sẽ chiếu cố một chút các hạng mục của quốc gia cho việc thí điểm thành thị này. Bọn họ lại còn nói tôi không cần phải xem việc thí điểm thành thị trở thành gánh nặng, cái quan trọng là động lực tiến về phía trước. Bộ trưởng Dịch thì cũng không nói nhiều lắm, nhưng có thể thấy được đối với việc thí điểm thành thị này rất quan tâm. Phó Thủ tướng Hà ở mặt ngoài nhìn qua thì rất nghiêm túc, thật ra khi nói chuyện thì rất hòa nhã và từ ái. Trong bữa cơm, Tống Chiêu Độ có vẻ cực kỳ khoái trá, kể cả lúc Sở Tử Cao đề nghị được ngồi để tiếp rượu thì Tống Chiêu Độ cũng không có ý kiến phản đối, qua đó có thể thấy được tâm tình của ông ta ngày hôm nay rất tốt. Nếu bình thường, Tống Chiêu Độ rất không thích ngồi cùng bàn với người xa lạ. Đối với người xa lạ thì ông ta có thái độ chậm rãi, từ từ tiếp xúc. Ngay cả Hạ Tưởng, cũng phải trải qua một thời gian dài thử thách rồi từ từ mới được ông ta tín nhiệm. Hai ngày sau, Hạ Tưởng chịu sự ủy thác của Tống Chiêu Độ tiến hành cuộc gặp gỡ với Đan Sĩ Kỳ, Vương Thiếu Mẫn, Tào Vĩnh Quốc, và Khâu Tự Phong tại thành phố Yến, chính thức thảo luận việc đề xuất với tỉnh xin làm thành phố thí điểm. Sau khi biết được Bí thư Diệp gật đầu, Chủ tịch tỉnh Phạm ủng hộ, Phó Chủ tịch tỉnh Tống đang hy vọng tự mình sẽ chỉ đạo các việc cụ thể thí điểm của các thành phố thì Đan Sĩ Kỳ cũng thêm phần kiên định và tin tưởng. Trải qua quá trình hiệp thương, trên cơ bản các bên đạt thành ý kiến nhất trí. Tiếp theo đó, Tống Chiêu Độ tự mình ra mặt cùng ngồi tụ họp với mấy người này, bàn bạc cách làm cụ thể. Cuối cùng, tất cả đều rất vui mừng thỏa mãn. Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Tào Vĩnh Quốc cũng thuận đường trở về nhà một chuyến, gặp mặt Tào Thù Lê. Sau khi ở một đêm, sáng sớm hôm sau ông liền quay trở về thành phố Bảo. Vấn đề thành thị được chọn làm thí điểm của tỉnh cũng là chủ đề xôn xao của cả tỉnh. Trung tuần tháng 4, thành phố Yến trời bắt đầu nóng dần lên, vào lúc nắng nóng thì chỉ cần mặc một áo sơ mi là đủ. Những lúc thay đổi thời tiết thì phải khoác thêm cả áo khoác. Tuy nhiên, thời gian này cũng chính là thời gian tốt nhất để tiến hành các nghi thức động thổ,
khởi công công trình. Dự án chân tàng điền và điền tàng cư cũng được khởi công xây dựng. Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Yến Hồ Tăng Chu lên phát biểu, nói chuyện một cách rào rạt. Hạ Tường cũng tìm được một cơ hội để tới nơi này. Hắn đi vào bên trong khu vực để góp vui với mọi người. Tất cả các nghi thức được tiến hành một cách suôn sẻ. Đảo mắt một lượt phát hiện ra bên trong đám người tụ tập ở đây cũng có lão cổ, hắn không khỏi phải kìm nụ cười, tiến lên phía trước đang muốn nói chuyện với lão cổ. Lúc này bỗng nhiên phát hiện bên cạnh lão cổ còn có một người. Cô gái mặc một cái áo màu xanh bó sát người và được chít một cái dây lưng ở phía sau, làm tôn lên dáng vẻ mượt mà đầy đặn. Phía dưới mặc một cái quần bò bằng chất vải có thể co giãn làm lộ cặp chân thẳng tắp, khi khép lại không có chút kẽ hở. Phía dưới là một đôi bốt cao cổ bằng da làm toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch. Bắt mắt nhất tự nhiên là trước ngực cô có một khối ngọc nhỏ nằm giữa khe của hai ngọn núi. Ngọn núi cao ngất, khối ngọc mỹ miều, tổ hợp lại tạo ra một vẻ đẹp mê người. Không cần phải nói, chỉ cần dựa vào trước ngực cô có một khối ngọc thì Hạ Tưởng liền nhận ra cô gái này là cổ ngọc. Cổ ngọc cũng phát hiện ra Hạ Tưởng, cô khẽ mỉm cười. Cô nói. Sao anh không đi làm việc mà cũng chạy tới đây góp vui làm gì? Hạ Tưởng nói. Dự án chân tàng điền và điền tàng cư này đều là do tôi thiết kế, nếu không đến xem thì đúng là bỏ mặc với tâm huyết của mình quá. Cổ Ngọc nghe xong, hơi kinh ngạc nói. Anh cũng biết thiết kế. Lão cổ chen vào nói. Tôi nghe nói công viên rừng rậm cũng là bút tích của Hạ Tưởng, còn có trại an dưỡng và trung tâm hội nghị cũng là ý tưởng thiết kế của Hạ Tưởng. Mà còn nghe nói quảng trường nhân dân và quảng trường thư giãn cũng đều của cậu. Tôi cũng rất giật mình, không nghĩ tới cậu là một cán bộ đa tài đa nghệ như vậy. Cán bộ đa tài thì có rất nhiều, chỉ có điều không may mắn nên lắm nên ngài biết có mỗi mình tôi mà thôi. Hạ Tưởng khoát tay cười rồi liếc mắt nhìn cổ ngọc một cái, phát hiện ra sắc mặt của cô so với lần gặp trước thì tốt hơn một chút, hắn liền quan tâm hỏi. Lần trước gặp cô thấy sắc mặt không tốt lắm. Có phải trên người cô có chỗ nào không khỏe? So với lần trước thì lần này thái độ của cổ ngọc bình thản hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng, một tiếng bằng giọng mũi, trong âm điệu của tiếng cô còn có hương vị như làm nũng. Tôi cứ đến mùa đông là thường xuyên bị cảm cúm, từ nhỏ đã thế rồi, cũng chưa chữa trị dứt điểm được. Nhưng đây cũng không phải là bệnh tình gì nặng vì sang mùa xuân là mọi việc lại ổn. Phong cảnh của Sâm Lâm cư cũng rất đẹp. Dù sao cũng không có việc gì nên tôi đến ở với ông nội tôi mấy ngày. Cơ thể yếu đuối như vậy thì hàng ngày cô phải thường xuyên tập thể dục. Cô có thể sáng sớm đi tản bộ cùng với lão cổ khoảng một nửa khu an dưỡng này thì chỉ khoảng mấy tuần sau sẽ hết mọi bệnh tật. Chương 410, tay sạch. Mỗi ngày hô hấp không khí trong lành tươi sáng, hơn nữa kiên trì bền bỉ tập luyện cơ thể trở thành thói quen của cuộc sống thì thân thể từ từ trở nên mạnh khỏe, dẻo dai. Mặc dù Hạ Tưởng có điểm tò mò vì sao cổ ngọc không có công việc, chẳng lẽ đi theo lão cổ chính là công tác của cô? Nhưng hắn ngại ngùng để mở miệng ra hỏi, nên đành nói thêm. Phía tây thành phố Yến có mấy ngọn núi, cô có thể tập luyện một chút môn thể thao leo núi. Môn thể thao này sẽ làm cho tâm tình của cô thêm bình tĩnh và sẽ cải thiện cơ thể của cô. Rất nhiều bệnh không cần chữa trị cũng tự khỏi. Nghe thấy anh nói một cách khoa học giống như một thầy thuốc vậy. Như thế nào mà anh lại biết nhiều như vậy? Dường như anh là một người toàn tài. Cổ Ngọc mỉm cười vẻ dịu dàng, cái miệng của cô tạo nên một đường cong vô cùng đẹp. Tôi cũng không phải như cô nghĩ, chủ yếu bình thường hay đọc một số loại sách dưỡng sinh mà thôi. Mà dưỡng sinh nghĩa là gì? Là nghỉ ngơi lấy sức, lấy tính dưỡng để tích tụ sức sống trong cơ thể lại mà thôi. Hạ Tưởng cười liếc mắt nhìn lão cổ một cái rồi nói. Gần đây khí sắc của lão cổ cực kỳ tốt. Có thể thấy điều này có liên quan tới các điều kiện rất chuẩn mực trong trại an dưỡng và việc tạo thành một quy luật trong cuộc sống. Tĩnh dưỡng không chỉ có thân thể tĩnh dưỡng mà ngay cả tâm tình cũng cần phải tĩnh dưỡng. Đúng, đúng, Tiểu Hạ nói cực kỳ đúng, thật ra lúc ở trong bệnh viện, khi nói chuyện với cậu mấy câu tôi bị hấp dẫn bởi những lời của cậu. Tôi rất thích thú với câu rằng bên trong năm cái phúc thì quan trọng nhất hay đứng thứ nhất là trường thọ. Sau đó... Nói chuyện thêm một chút thì mới phát hiện ra đúng là sự hiểu biết của cậu về truyền thống cũng như văn hóa cũng rất sâu rộng, cũng có những phát kiến độc đáo. Càng nói chuyện tôi càng thấy hòa hợp. Lão cổ xúc động nói. Cậu cũng biết, người già khó tránh khỏi tính tình hơi cáu gắt, cũng có ít nhiều tật xấu,
cũng ít khi chơi thân được với người trẻ tuổi. Tôi vốn cũng muốn giao tiếp với người trẻ nên mới chạy tới thành phố Yến này. Cứ nghĩ là già rồi, có thanh niên nào chịu kết bạn với mình nữa, không ngờ lại còn có cậu, cũng là việc lạ. Ngài muốn tới thì cứ tới. Tuy rằng tôi không phải là cháu của ngài, nhưng tôi cũng không có ông nội nên đối với ngài tôi xem như ông nội của mình, có lẽ ngài cũng không giận tôi đấy chứ. Hạ Tưởng cũng không phải cố ý nịnh nọt lão cổ, mà hắn cũng hiểu được tính nết của lão cổ, thỉnh thoảng có khi hay tức giận, nhưng tổng quan lại thì giống như người ta hay nói là khi về già thì tính trẻ con lại càng tăng. Hạ Tưởng bất hạnh ở chỗ là ngay từ khi còn nhỏ cũng chưa từng gặp qua ông nội, cho nên những lời nói vừa rồi của hắn cũng là lời thật tâm. Lão cổ còn chưa nói chuyện thì cổ ngọc cười hì hì mà nói. Miệng lưỡi của anh thật ngọt, so với anh thì tôi và ông nội cũng còn có lúc bất hòa. Ông nội tôi đúng thật là không có cháu trai, anh vừa nói như vậy làm ông tôi lại tưởng thật đấy. Thật chứ sao không thật, hiếu kính một ông già cũng không phải là một chuyện khó khăn gì. Có lòng hiếu thảo là tốt rồi. Lão cổ cười ha hả. Sau khi Hồ Tăng Chu tham gia các nghi thức xong xuôi, đang cùng nói chuyện với người phụ trách của tập đoàn viễn cảnh thì chợt nghe thư ký báo rằng có Hạ Tưởng đến đây, ông ta liền vội bảo thư ký mời Hạ Tưởng lại nói chuyện. Hạ Tưởng vốn nghĩ Hồ Tăng Chu muốn một mình hắn tới gặp mà thôi, không ngờ lão cổ bỗng nhiên cũng nổi lên hứng thú, nói muốn trông thấy quan phụ mẫu của thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng không tiện chối từ ông ta. Hồ Tăng Chu thấy Hạ Tưởng và một ông lão tóc bạc phơ cùng tiến đến, y không rõ ý tưởng lắm tuy nhiên cũng biết Hạ Tưởng không làm chuyện gì bất ổn cả nên đầu tiên là hàn huyên mấy câu với Hạ Tưởng, chờ Hạ Tưởng giới thiệu ông lão. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói. Thị trưởng Hồ, vị này là lão cổ, chính là nhân vật thần bí đưa viên Ngọc Thọ Sơn cho tôi. Lão cổ, vị này chính là quan phụ mẫu của nhân dân thành phố Yến, thị trưởng Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu cũng không phải là người không có ánh mắt, liếc một cái là biết ngay lão cổ có lai lịch không tầm thường. Lại nghe thấy ông ta chính là chủ nhân của viên Ngọc Thọ Sơn đầy quý giá thì trong lòng Hồ Tăng Chu bắt đầu nảy sinh sự kính nể. Trần Phong thích Ngọc và cũng rất yêu Ngọc, trong lúc nói chuyện có đề cập qua một nhân vật thần bí đưa cho Hạ Tưởng viên Ngọc Thọ Sơn, theo sự đánh giá của Trần Phong thì giá trị của viên Ngọc này không thể định lượng được. Người có được viên Ngọc này thì cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bởi vậy, Hồ Tăng Chu nghe được Hạ Tưởng cố ý chỉ ra thân phận của lão cổ thì lập tức trong lòng cả kinh. Ông ta chủ động giơ tay nói. Xin chào cổ lão, rất hân hạnh được gặp ngài. Rất hân hạnh. Bởi vì thường xuyên luyện tập thư pháp nên Hồ Tăng Chu cũng có vài phần khí chất của văn nhân. Sắc mặt của lão cổ bình tĩnh, nắm tay với Hạ Tưởng rồi nói. Thị trưởng Hồ, cứ gọi tôi là lão cổ, giống như Hạ Tưởng gọi tôi là được. Lão cổ có vẻ rất gần gũi, thấy bộ dáng của Hồ Tăng Chu như vậy, ánh mắt ông không khỏi thân thiết thêm một chút, có vẻ khá hài lòng. Ông ta hơi sửng sốt. Thị trưởng Hồ cũng yêu thích thư pháp. Người thường xuyên cầm bút để rèn luyện thì trên một vài ngón tay sẽ có những vị trí có vết chai. Ánh mắt của lão cổ khá sắc sảo nên liếc một cái liền phát hiện ra được manh mối. Hồ Tăng Chu nao nao, lập tức cười nói. Chỉ yêu thích mà trở thành nghiệp sư thôi ạ. Cũng không dám để nói với ai, ha ha. Chắc ngài đối với thư pháp cũng có sự nghiên cứu. Lão cổ nghe thấy vậy liền hứng thú. Chưa nói tới nghiên cứu, cũng chỉ yêu thích theo kiểu nghiệp sư thôi. Có lẽ bút pháp của tôi cũng chưa so sánh được với bút pháp trên các tác phẩm thư pháp không ký tên ở trại An Dưỡng. Các tác phẩm thư pháp trong trại An Dưỡng đúng là bút tích của Hồ Tăng Chu và Trương Sán Dương, trong lúc vô ý lão cổ đã khích lệ ông ta. Trong lòng Hồ Tăng Chu mừng thầm, lại có cảm giác chi nhân chi kỷ, vội vàng nói. Có cơ hội nhất định nhờ cụ chỉ giáo. Thị trưởng Hồ, đúng thật là tôi muốn bẩm báo với cậu một chuyện, không biết là cậu có muốn nghe không? Xin cụ cứ nói. Tư thế của Hồ Tăng Chu cực kỳ nhún nhặn, hạ thấp mình xuống, thái độ cũng rất thành khẩn. Thành phố Yến là thành phố trung tâm của tỉnh, lại là thành phố cấp phó tỉnh, nhìn qua thì thành phố cũng có chỗ bị quy định hạn chế. Thật ra, một việc nào đó đều có hai phương diện, có mặt bất lợi, nhưng tất nhiên cũng có mặt có lợi. Về phương diện bất lợi thì cũng không cần phải nhắc lại nữa, bất lợi lớn nhất chính là việc mặc dù có đầy đủ tài nguyên và chính trị nhưng cũng không thể để cho ta sử dụng một cách toàn bộ, thích sử dụng thế nào cũng được. Lão cổ điểm đến đây rồi thôi, không chịu nói thêm nữa, khoát tay với Hạ Tưởng. Có rảnh thì tới thăm tôi, gặp lại sau vậy.
Cổ Ngọc cũng giơ cánh tay phải lên, bàn tay của cô như búp măng, làn da trắng trẻo, trông giống như một khối ngọc trắng vậy, giơ tay từ biệt Hạ Tường. Lão Cổ vừa đi khỏi, Hồ Tăng Chu vừa nhìn vào phía sau lưng ông ta, vừa đăm chiêu nói. Tiểu Hạ, cậu nói Lão Cổ rốt cuộc có lai lịch gì? Tôi chỉ biết trước kia ông ta là một vị tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, nhưng cụ thể là cấp bậc gì, có bao nhiêu uy vọng thì lại không rõ, nhưng có lẽ cũng đủ các nguồn tài nguyên về chính trị. Hồ Tăng Chu cười bất đắc dĩ. Tài nguyên chính trị càng nhiều, ngược lại các chế ước lại càng nhiều. Lời nói Lão Cổ là ám chỉ điều gì? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Nói không chừng là ông ta đang ám chỉ việc nếu đã đủ về tài nguyên chính trị thì chỉ cần mình kiên trì thi hành biện pháp chính trị theo phương châm không đắc tội với các nơi, kiên định đứng ở vị trí trung gian thì cuối cùng cũng sẽ thong dong đi qua dòng chảy của các thế lực. Mắt của Hồ Tăng Chu sáng ngời, Hạ Tưởng nói đúng. Ông ta luôn lo lắng đụng chạm đến các thế lực này nọ, thật ra chỉ cần ông ta công bằng, làm chuyện gì cũng đứng ở giữa, công bình làm việc, không động tâm đến bất cứ điều gì lôi kéo của một thế lực nào cả thì cũng có thể hoạch định một con đường độc đáo cho chính mình. Hồ Tăng Chu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái với ý tứ rất sâu sắc. Tiếp theo, ông ta gật đầu nói. Tiểu Hạ, gặp được cậu bao giờ cũng có những niềm vui bất ngờ không ngừng xuất hiện. Ông ta tạm dừng một chút, hình như nhớ tới cái gì rồi nói. Thế cục tỉnh gần đây thay đổi rất bất ngờ. Đối với cậu mà nói thì chắc lại có một lần kỳ ngộ trọng đại. Không chỉ có những cơ hội mà còn có sự thách thức. Đương nhiên, việc tỉnh mở rộng làm thí điểm ở các thành thị thì có cảm giác như việc không có trâu bắt chó đi cày, cũng may mà có thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động gánh đi sự lo âu cho tỉnh. Hạ Tưởng cũng biết Hồ Tăng Chu quan tâm đến việc thí điểm của các thành thị, đương nhiên thành phố Yến không cần phải lo lắng việc bị lựa chọn, thành phố của tỉnh tất nhiên bao giờ yêu cầu ổn định cũng được đặt lên hàng đầu. Hoặc nói cách khác là có quyền ưu tiên được miễn. Thật ra, nếu có cơ hội lựa chọn thì tôi cũng muốn thành phố Yến trở thành thành phố làm thí điểm. Chỉ có điều việc này có mỗi tôi đồng ý, Bí Thư Trần cũng sẽ không đồng ý và tỉnh cũng vậy, đành phải để vuột mất cơ hội. Hồ Tăng Chu cùng Hạ Tưởng vào văn phòng nói chuyện, ông ta ngồi một bên Hạ Tưởng, vừa hút thuốc vừa khẽ lắc đầu. Tôi nghe nói thành phố Đan Thành và thành phố Bảo còn ẩn giấu một nhân vật chính trị nào đó. Hạ Tưởng liền cười. Tôi cũng ra một chút sức lực. Nói linh tinh một chút, miêu tả các triển vọng tươi đẹp, còn các chủ ý khác thì là do các lãnh đạo quyết định. Ha ha! Hồ Tăng Chu lắc đầu cười cười. Tôi nghe Bí Thư Trần nói thì cậu đâu phải chỉ ra một chút sức lực. Chính thật ra cậu là người đứng phía sau bức màn thúc đẩy việc này. Cậu nói cho tôi biết các suy nghĩ cụ thể của cậu là như thế nào đi. Thị trưởng Hồ, tôi thực ra cảm thấy việc cải cách kết cấu sản xuất là ở vào tình thế bắt buộc phải làm. Không có cách nào thay đổi, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà thành phố Đan Thành là quê hương của tôi, thành phố Bảo thì lại có bố vợ của tôi làm ở đó. Hai thành phố này đều có quan hệ lớn với tôi cũng hy vọng mượn cơ hội này làm cho bọn họ đi trước một bước, chiếm được thời cơ trước. Cho dù dòng nước phía sau có thay đổi như thế nào thì cũng luôn đứng ở thế bất bại. Hạ Tưởng đối với Hồ Tăng Chu thì cũng không giấu giếm, nói rõ các ý tưởng trong lòng của hắn ra. Hồ Tăng Chu quan tâm đến việc này thì chắc hẳn y cũng có những con đường riêng của y để biết được một ít các nội tình. Tôi cũng vậy, rất đồng ý với việc này. Đáng tiếc thành phố Yến là thành phố trung tâm của tỉnh, không được phép trở thành thành phố được thực hiện thí điểm. Hồ Tăng Chu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo như đùa giỡn nói thêm. Chờ thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thực hiện việc thí điểm thành công, lúc đó tôi và Bí Thư Trần sẽ giao lưu ý kiến một chút, tiếp đó sẽ nói chuyện với tỉnh. Nếu thành phố Yến cũng bắt đầu ra thực hiện việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì Tiểu Hạ à, cậu mà không tới xuất lực giúp tôi là không được đâu. Hạ Tưởng cũng biết đây là Hồ Tăng Chu thuận miệng mà nói thôi. Hắn cũng thuận tiện đáp ứng. Đồng ý, nếu lúc đó mà có cơ hội thích hợp, có dịp ra sức vì sự phát triển của thành phố Yến thì cũng là một vinh hạnh của tôi. Tiếp theo đó hắn liền chuyển sang đề tài khác. Sau khi có phó bí thư phó tới nhậm chức thì chắc công việc của ngài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nhỉ. Nhắc tới phó tiên phong, vẻ mặt tươi cười trên mặt Hồ Tăng Chu biến mất, y cầm lấy tàn thuốc lá gạt mấy cái vào cái gạt tàn rồi nói có vẻ hơi bất mãn. Phó bí thư phó tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm việc đầy hăng hái, công tác cũng thực hiện rất tốt, chỉ có điều tính tình có hơi chút cố chấp, trong quá trình làm việc cũng không tiếp thu ý kiến của người khác.
việc Hồ Tăng Chu bất mãn thì Hạ Tưởng cũng có thể lý giải được. Hắn có thể đoán được việc Phó Tiên Phong có thủ đoạn, có trí tuệ chính trị và cũng có ý tưởng về kinh tế. Y lại còn có bối cảnh gia tộc đầy cứng rắn làm hậu trường. Việc y đến thành phố Yến chính là muốn làm việc một cách thực sự, hơn nữa y còn là phó bí thư thành phố, mới 36 tuổi mà đã cấp giám đốc sở thì khó tránh khỏi có chút ngạo nghễ và tự đắc. Cho dù y giấu giếm điều này thì trong quá trình nói chuyện trao đổi và làm việc cũng vô tình toát ra. Đối với người xuất thân bình thường như Hồ Tăng Chu thì điều này vô cùng mẫn cảm, tâm lý thấy có chút bất mãn thì tất nhiên cũng là việc bình thường. Hạ Tưởng cũng nảy sinh sự lo lắng mơ hồ, Hồ Tăng Chu không cần có sự xung đột với Phó Tiên Phong thì mới tốt. Với thủ đoạn của Hồ Tăng Chu thì chưa chắc chơi lại được Phó Tiên Phong, hơn nữa Phó Tiên Phong lại có thế lực gia tộc để dựa vào, trên tỉnh lại còn có Thôi Hướng, lại còn có trưởng ban tuyên giáo Mã Tiêu sắp tới nhậm chức. Nhưng Hạ Tưởng cũng không tốt để có ý kiến việc đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, chỉ có thể nói một cách hàm xúc. Công tác trọng điểm của Phó Bí Thư Phó là ở trong lĩnh vực đảng, không có nhiều việc xung đột với ngài. Chỉ cần trên mặt mọi người hòa hoãn là không có trở ngại gì, tất cả mọi người đều trở nên vô sự. Một tuần sau, trên tỉnh chính thức truyền ra một tin tức. Việc thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động xin trở thành thành phố thí điểm đã được toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhất trí thông qua. Tiếp theo đó, Bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh tổ chức thêm một cuộc họp bí thư, mời mọi người tới tham dự. Thành phần tham dự gồm có Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng, Phó Chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính, trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình và Phó Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ. Trong cuộc họp này chủ yếu thảo luận nghiên cứu việc thành lập một tổ lãnh đạo điều hành việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh phát biểu, ông ta ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tống Chiêu Độ ngồi ở một bên rồi nói. Chiêu Độ dũng cảm gánh vác trọng trách, chịu gian khổ thay tỉnh ủy, đúng là cán bộ tốt. Đầu tiên, tôi phải biểu dương khen ngợi đồng chí Tống Chiêu Độ. Sau đó ông ta bất chợt dừng lại, nhìn quanh một lượt, biểu hiện ra đủ quyền lực của nhân vật số một rồi nói thêm. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ lãnh đạo việc điều chỉnh kết cấu sản xuất do một đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy tự mình nắm giữ ấn soái, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Tiếp theo đó, các sở tài chính, sở khoa học công nghệ, sở đối ngoại, sở kinh tế, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban Nhân dân điều động các nhân viên đóng tại hai thành phố Đan Thành và thành phố Yến để trực tiếp điều hành phụ trách các ban ngành phù hợp, chỉ đạo dẫn dắt hai thành phố làm thí điểm cải cách. Phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, đúc rút ra các kinh nghiệm quý giá, từ ít đến nhiều, từng bước tiến dần tới việc mở rộng việc điều chỉnh kết cấu sản xuất ra toàn tỉnh. Việc thành lập ra tổ để thực hiện việc điều chỉnh kết cấu sản xuất xuất phát từ sự cần thiết này. Không ngoài dự đoán của mọi người, ý đồ thành lập ra tổ điều hành cũng là không có gì quan trọng, cái chính là việc Diệp Thạch Sinh phát biểu rất dõng dạc. Dường như ông ta đã cải biến hẳn suy nghĩ, giống như rất hăng hái phải triển khai việc này. Tống Chiêu Độ rất quen thuộc tính tình của Diệp Thạch Sinh, trong lòng ông ta rất rõ ràng. Thật ra Diệp Thạch Sinh không nhìn tới hiệu quả của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, mà đối với vấn đề thí điểm các thay đổi các chế độ chính trị, xã hội giống như một vấn đề chính trị, đã được thỏa hiệp trên chính đàn, bất đắc dĩ mà phải thực hiện. Diệp Thạch Sinh cũng không phải thực sự có ý thức rằng việc thí điểm thay đổi chế độ xã hội là một hướng đi tất yếu trong chính trị. Phó Thủ tướng Hà Thị Sát tỉnh Yến cũng không phải là có sự bất mãn đối với tỉnh Yến, mà là chứa đựng nhiều sự bất mãn với rất nhiều tỉnh đang đầy sự bảo thủ trong cả nước. Tất nhiên tỉnh Yến gần Bắc Kinh nhất, lại vì dịch hướng sư cố tình đưa đẩy thêm vào nên tỉnh Yến mới lọt vào trong tầm mắt của Phó Thủ tướng Hà. Dưới sự thúc đẩy của dịch hướng sư nên Phó Thủ tướng Hà mới lấy tỉnh Yến làm tỉnh đầu tiên khai đao. Mà một loạt sự kiện dẫn phát tiếp theo lại là một nhân tố ngẫu nhiên. Không ngờ bởi vì việc Bộ Ngoại thương muốn điều động công tác của Hạ Tưởng đến Bộ để công tác, đây vốn là một việc vô cùng nhỏ trong chính trị, một sự kiện nhìn như bình thường không có quan hệ tới sự tình khẩn thiết của tỉnh Yến, không ngờ dẫn thành một loạt phản ứng dây chuyền, tạo thành sự chú ý chặt chẽ của Phó Thủ tướng Hà như ngày hôm nay. Hạ Tưởng chính là người đứng đằng sau bức màn để dẫn phát các sự kiện này. Thực sự đương đầu với thí điểm cải cách cũng mang đến cho sự nghiệp chính trị của Diệp Thạch Sinh một thử thách hoàn toàn mới. Đứng trên một khía cạnh khác mà nói, thì cũng là một cơ hội không dễ gì mà có được. Chỉ có điều là có thể ngay bản thân Diệp Thạch Sinh cũng không ý thức được rằng, biết đâu sự thành công của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo sẽ thêm điểm danh dự và chính trị cho ông ta như thế nào.
Sau khi so sánh, hiển nhiên Phạm Duệ Hằng nhanh chóng phát hiện ra thời cơ trước mắt, vì thế thái độ của Phạm Duệ Hằng tích cực hơn nhiều so với Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh lớn tuổi hơn Phạm Duệ Hằng, điều này càng thúc đẩy ý nghĩ muốn tiến thêm một bước. Diệp Thạch Sinh đã nhiều tuổi, đoán chừng tự nhận cũng không bước được vào bộ chính trị, nên yên ổn ở lại thành phố Yến đến khi về hưu, thế cũng xem như để lại tiếng tốt. Hắn lo lắng chính là nếu chẳng may cải cách chế độ thất bại, cho dù không ảnh hưởng đến việc đãi ngộ sau khi hắn lui về phía sau cũng dễ làm không đến nơi đến chốn, trở thành đối tượng bị công kích. Bài học thất bại của Cao Thanh Tùng, sau khi mất chức còn bị người đời chửi mắng, cũng khiến cho y lo lắng do dự, không dám tùy tiện thay đổi chế độ xã hội. Với các cán bộ đã lên tới chức cao cấp tỉnh, trong tình thế không còn khả năng tiến xa hơn, thì danh dự chính là mục đích lớn nhất. Chương 411, cầu được ước thấy. Phạm Duệ Hằng đã lấy lại khí sắc, hết nhìn Mã Vạn Chính, lại nhìn Tống Chiêu Độ, nói. Tôi cảm thấy thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất nên lấy Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trọng, không biết Bí thư Diệp đối với việc này có ý kiến gì không? Kỳ thật, Diệp Thạch Sinh hiện tại chỉ muốn khoanh tay bỏ mặc việc này. Nếu Phạm Duệ Hằng đã chủ động kiếm việc, hắn đương nhiên cầu còn không được. Vốn chính là thuộc công việc của tỉnh ủy. Duệ Hằng nói đúng, tôi không có ý kiến. Phạm Duệ Hằng mỉm cười. Tốt lắm, nếu Bí thư Diệp đã tán thành, tôi sẽ phân công luôn. Tôi cho rằng, Vạn Chính đích thân đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo là thích hợp nhất, vừa có thể biểu hiện ra sự trọng thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ban lãnh đạo. Đồng chí Vạn Chính vừa có năng lực lãnh đạo, vừa có tinh thần khai phá, dưới sự dẫn dắt của anh ấy, tổ lãnh đạo nhất định có thể đạt được thành tích như mong đợi. Mã Vạn Chính lại khoát tay, nét mặt nghiêm túc nói. Tôi không phải là trốn tránh trách nhiệm, nếu tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo thì cũng được thôi, nhưng tôi thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, công việc quả thật tương đối nhiều, chỉ sợ tinh thần và sức lực không đủ, nếu chẳng may làm chậm trễ bất kỳ một việc gì đó thì cũng không được. Y liếc mắt nhìn Tống Chiêu Độ một cách đầy thâm ý. Chiêu Độ trẻ trung khỏe mạnh, làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội lại là chủ ý của anh ấy, hơn nữa thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động đề xuất. Lại là anh ấy làm công tác vận động, tôi cho rằng, đồng chí Chiêu Độ thích hợp đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo nhất. Anh ấy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại là phó chủ tịch tỉnh, có thể nói là người thích hợp nhất để chọn, ngài nói đi, Bí thư Diệp. Diệp Thạch Sinh không rõ ràng lắm dụng ý của Phạm Duệ Hằng khi chỉ đích danh Mã Vạn Chính, nhưng gã vốn cũng hy vọng Tống Chiêu Độ đảm nhiệm tổ trưởng. Ai khởi xướng thì người đó làm chủ, cũng là để có cái bàn giao lại với mọi người, liền nói. Tôi cũng thấy Chiêu Độ khá thích hợp. Phạm Duệ Hằng lại liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái. Bình thường bí thư họp hội ý, có trưởng ban tổ chức cán bộ tham gia hội nghị, khẳng định sẽ đề cập đến vấn đề nhân sự. Thành lập tổ lãnh đạo trên cơ bản đều là điều động nhân viên từ các cơ quan ban ngành, không có chuyện một lần nữa đánh giá cấp bậc hoặc là an bài chức vụ, nhưng dù sao cũng là công việc có liên quan đến vấn đề nhân sự, thế nên mời Mai Thái Bình tham gia là tôn trọng ông ta. Mai Thái Bình không có hứng thú với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, ai đảm nhiệm chức tổ trưởng y cũng chẳng quan tâm. Y rõ ràng bỏ quyền. Tôi sẽ không phát biểu ý kiến, khi nào đề cập đến thành viên của tổ thì tôi sẽ lại phát biểu ý kiến. Phạm Duệ Hằng có chút bất mãn đối với thái độ không quan tâm của Mai Thái Bình, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Công bằng mà nói, Phạm Duệ Hằng cũng thấy rằng Tống Chiêu Độ đảm nhiệm tổ trưởng thích hợp hơn so với Mã Vạn Chính. Nhưng so sánh với một Mã Vạn Chính điềm tĩnh và khó đoán được tâm ý, Phạm Duệ Hằng đổi lại càng sẵn lòng hợp tác với Tống Chiêu Độ hơn. Bởi vì hắn cho rằng, Tống Chiêu Độ tuy rằng cũng điềm tĩnh, thông minh linh lợi, nhưng y so với Mã Vạn Chính thì dễ tiếp xúc hơn, ít nhất không khiến người ta cảm thấy khó có thể nhìn thấu được. Mã Vạn Chính giống như một cái giếng sâu, hoàn toàn khiến Phạm Duệ Hằng nhìn không rõ đáy, không biết rốt cục sâu bao nhiêu. Tống Chiêu Độ là một người sống bằng lý trí. Không dễ bị kích động, cũng không tùy tiện để lộ ra tình cảm của mình, nhưng y cho người ta cảm giác chân thật có thể tin cậy. Mặc dù Phạm Duệ Hằng cũng biết Tống Chiêu Độ là nhân vật chủ chốt phía sau màn rơi đài của Cao Thanh Tùng. Có thể nói nếu không có Tống Chiêu Độ kiên trì không ngừng thu thập tài liệu về Cao Thanh Tùng, cho dù Cao Thanh Tùng mất chức, cũng sẽ không bị giáng liền ba cấp. Phạm Duệ Hằng và Cao Thanh Tùng nhìn bề ngoài quan hệ cũng có thể coi là khả dĩ. Trên thực tế gã trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Cao Thanh Tùng. Việc mà Cao Thanh Tùng nhúng tay vào, gã không bao giờ tham gia,
lại càng không có dây dưa gì về mặt kinh tế, cho nên đối với việc Cao Thanh Tùng bị mất chức, gã chả hề có cảm giác thương cảm, cũng không có cảm giác hả hê sung sướng, có chăng chỉ là nhìn từ góc độ của một kẻ chứng kiến, thản nhiên quan sát toàn bộ quá trình sự việc. Phạm Duệ Hằng muốn Tống Chiêu Độ nhận chức, kỳ thật cũng không xuất phát từ ý nghĩ bảo vệ Tống Chiêu Độ, gã cũng cho rằng khả năng thành công của thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là rất lớn. Đương nhiên là cũng có chút phiêu lưu mạo hiểm. Gã muốn đẩy Mã Vạn Chính vào đó, nhằm khiến Mã Vạn Chính bị công việc của tổ lãnh đạo làm giảm sút tinh lực. Phạm Duệ Hằng liền hỏi Tống Chiêu Độ. Chiêu Độ, ý kiến của cá nhân anh thế nào? Tống Chiêu Độ cũng có thể đoán được một phần ý tứ của Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng chắc là cho rằng thành công và thất bại của thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là 50-50. Đoán chừng Mã Vạn Chính cảm thấy khả năng thất bại là tương đối cao, cho nên không muốn nhảy vào hố sâu đi gánh vác sự mạo hiểm trên chính trường. Nhưng gã cũng có điểm khác biệt, gã là người chủ động đề xuất, cho nên bằng lòng buông tay đánh cuộc một phen, làm sao có thể hai tay dâng cơ hội cho kẻ khác. Thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là do tôi đề xuất, hai thành phố thí điểm cũng là do tôi ra mặt thuyết phục. Vốn là ý tưởng nhằm giúp đỡ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, hay là cứ để tôi dắt đầu được rồi. Đương nhiên, cá nhân tôi cũng tiếp nhận quyết định của tỉnh ủy. Phạm Duệ Hằng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Tống Chiêu Độ thái độ kiên quyết, y liệu có phải đã nhìn thấy triển vọng của thành phố thí điểm. Diệp Thạch Sinh thấy sự việc không có dị nghị nữa, liền đưa ra quyết định. Được, cứ quyết định như vậy nhé, tổ trưởng tổ lãnh đạo sẽ do Chiêu Độ đảm nhiệm. Sau đây sẽ tiến hành thảo luận danh sách thành viên. Những cái tên chốt lại sau khi thảo luận xong, sẽ do hội nghị thường vụ quyết định. Bí thư họp hội ý không đưa ra quyết định với những hạng mục nghiên cứu, mà khi cần quyết định cần phải đệ trình hội nghị thường vụ nghiên cứu giải quyết. Nhưng nói chung, những việc mà họp hội ý đã quyết thì hội nghị thường vụ sẽ không cản trở và không xảy ra việc ngoài ý muốn. Danh sách thành viên thì đơn giản rồi. Liên quan đến ngành nào thì do ngành đó cử người đến tổ lãnh đạo là được. Ngoại trừ Sở Tài chính, Sở Khoa học Kỹ thuật, Ban Kinh tế Thương mại tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cử ra nhân viên điều động, thân là tổ trưởng, Tống Chiêu Độ có quyền chỉ định vài người tham gia vào tổ lãnh đạo. Nhân viên Sở Tài chính, Sở Khoa học Kỹ thuật, Ban Kinh tế Thương mại tỉnh do bọn họ tự quyết định, sau đó báo lên tổ lãnh đạo là được. Việc chọn người của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ do trưởng ban thư ký báo lên. Văn phòng tỉnh ủy ta thì tôi muốn điều động mấy người, trưởng phòng tin tức Hạ Tưởng, tôi muốn điều đến tổ lãnh đạo. Ngoài ra, còn muốn điều động thêm hai người từ Ủy ban Nhân dân thành phố là Phương Cách và Trung Nghĩa Bình, bọn họ đều có kinh nghiệm làm việc qua quá trình công tác tại tổ cải tạo thôn nội đô. Tống Chiêu Độ trong lòng bỗng nhiên nổi dậy lòng hăng hái, đã lâu rồi không có cảm giác làm đại sự. Nhớ tới thành tựu của Hạ Tưởng khi còn ở ban cải tạo thôn nội đô, lại nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể khiến cho Hạ Tưởng danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh giúp đỡ, gã dĩ nhiên là có cảm giác mong chờ, kỳ vọng. Có thể không chờ mong sao được, nghĩ tới khoảng thời gian trước đó lúc lật đổ Cao Thanh Tùng, gã và Hạ Tưởng một sáng một tối, phối hợp không chê vào đâu được, một người châm ngòi, một người đốt pháo, vô số lần tạo ra những ván cờ đẹp mắt. Hiện giờ không còn phải quyết sống chết với kẻ thù chính trị, mà là phải có được thành tích trong kinh tế, phải là điểm nổi bật trong chính trị, đối với gã mà nói đó là một thử thách hoàn toàn mới, cũng là một lần nữa chứng minh cơ hội ngàn năm có một của mình. Tống Chiêu Độ nói xong, nhìn về phía Mai Thái Bình. Cho dù sự điều động trong phạm vi nhỏ vốn không cần đến cái gật đầu của Mai Thái Bình cũng không quản được nhiều việc như vậy, suy cho cùng việc mà gã muốn xen vào thì cũng rất nhiều. Nhưng Tống Chiêu Độ vẫn tỏ thái độ là đủ lắm rồi, lấy một vẻ mặt trưng cầu Mai Thái Bình, chờ y lên tiếng. Mai Thái Bình ngẫm nghĩ một chút, nói. Người khác, tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng điều đến tổ lãnh đạo, có phải là có chút không thích hợp? Cậu ta là trưởng phòng tin tức, một khi cậu ta đi, công việc của nhân viên sẽ thế nào? Phó trưởng phòng Dương Thiên Khách đã giữ chức phó trưởng phòng tin tức bao nhiêu năm nay, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt công tác hàng ngày.